Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 61. Có người đoán có khả năng là nhà nước sẽ nền móng quân cảng thứ hai, tầm quan trọng của vị trí không cần phải nói tỉnh ta, ngay cả cấp trên cũng có người nhìn chằm chằm vào. Cho nên, đừng nói cậu, ngay cả một số cán bộ cấp giám đốc sở ở tỉnh cũng đang nhắm vào vị trí này. Bọn họ đồng ý đến khu Hồng Liên, những thứ dính dáng trong đó nhiều lắm. Lợi ích luôn là mục tiêu theo đuổi lớn nhất của con người. Tề Chấn Đào rõ ràng không tin Đoạn Hải Thiên sẽ ra sức ủng hộ Diệp Phàm. Cháu nói thật mà, vừa nãy bí thư Đoạn mới gọi điện, bảo cháu đi, kỳ thực, chuyện khu Hồng Liên cháu cũng vừa mới biết, nếu không phải anh ấy gọi điện cho cháu, thì, cháu hỏi mấy cái này làm gì? Nói thật, vị trí đó cháu nào dám mong chờ, bí thư Đoạn lên tiếng rồi, cháu cũng phải thử sức một lần. Diệp Phàm rất thành thật. Tề Chấn Đào trầm mặc. Chương 1098, thiên cơ khó dò, cạm bẫy xuất hiện. Lúc sau, Tề Chấn Đào mới nói. Nếu thực sự muốn tranh thủ vị trí kia, tầng quan hệ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là con đường thứ nhất, cậu nhất định phải thông qua. Chắc hẳn, khu Hồng Liên là khu mới lập, nên những vị trí quan trọng, lựa chọn bí thư vẫn phải thảo luận trên hội nghị thường vụ tỉnh, dù sao, khu Hồng Liên cũng ngay dưới mắt tỉnh ủy. Bộ máy quân ủy một khi thành lập, sẽ đưa một lượng người vào, trên phương diện rộng, có liên quan tương đối lớn đến việc điều chỉnh và thăng chức của các tầng cán bộ. Thêm một khu Hồng Liên, là có thể thêm nhiều thêm ít một vị trí. Trung Quốc chúng ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người. Cho nên, trưởng ban tổ chức cán bộ Lô chắc hẳn sẽ ủng hộ cậu, quan hệ của cậu với Lô gia, tôi không cần phải nói nhiều. Đoạn Hải Thiên nếu đã gọi điện cho cậu, anh ta chắc chắn sẽ ủng hộ cậu. Thêm tôi, trong bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh ủy đã có 3 phiếu, còn ai nữa, cậu thử nói đi. Nếu không có ai, chuyện này chắc hơi khó khăn. Bên anh Thiết, Diệp Phàm lờ mờ nói. Ha ha, tôi lại quên mất Thanh Thiên Đại Lão gia Thiết Thác, được, có 4 phiếu, còn không. Tề Chấn Đào giống như đang ép dầu, kỳ thực, y cũng muốn thăm dò Diệp Phàm đến tận gốc. Bởi vì, cái này, bên tư lệnh quân khu tỉnh ủy Trấn có thể tranh thủ một chút. Diệp Phàm cười gượng. Lão Trấn, nếu tranh thủ thì cậu phải xuống tay nhanh, Lão Trấn không thường xuyên đến hội nghị thường vụ. Tề Chấn Đào mỉm cười. Nhưng, nếu có mấy vị ở Bắc Kinh gật đầu thì sẽ ổn thôi. Dù nói Lão Trấn với bọn họ cũng không cùng hệ, thậm chí có thể nói là Lão Trấn không có khuynh hướng chính trị rõ ràng. Nhưng mấy vị trên thủ đô Trấn Thăng Thành không thể không nể mặt, dù sao, với ông ta mà nói, một bí thư quận ủy khu kinh tế Hồng Liên. Vẫn chưa thể nào dính tới được lợi ích các tầng tập đoàn. Tạm thời cháu chưa muốn đi hỏi chuyện này. Diệp Phàm thái độ kiên quyết. Thôi vậy, để tôi xem có thể tranh thủ được phiếu nào không. Nhưng thái độ bí thư Quách mới là trong chóng đo chiều gió, cậu cũng phải đi lải nhải một chút mới đúng. Tề Chấn Đào cười nói. Diệp Phàm gác máy, lập tức lái xe đi Thủy Châu, trước tiên là đến thăm hỏi chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Thiết Thác. Diệp Phàm. Chuyện Lâm Thiên Dân điều tra thế nào rồi? Thiết Thác hỏi. Hạ Hải Vĩ đang theo dõi, nhưng, hiện nay vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, ông ta cũng là một thứ trưởng Bộ Công an có phân lượng. Diệp Phàm nói, vẻ mặt ngưng trọng. Ừ, đừng nóng vội, từ từ làm mới chắc được. Đừng có nóng vội là làm lọt con cá lớn. Đối với loại côn trùng có hại này, thái độ của Ủy ban kỷ luật chúng tôi sẽ rất kiên quyết nếu như y thực sự có chuyện. Có chứng cứ xác thực. Bên ủy ban kỷ luật tôi sẽ đi nói. Thiết Thác có chút phẫn nộ nói. Em hiểu. Diệp Phàm gật đầu. Cậu chắc là có chuyện gì, có phải là chuyện La Châu? Thiết Thác liếc mắt nhìn Diệp Phàm, cười nói. Không phải La Châu, em muốn đến khu kinh tế mới Hồng Liên. Diệp Phàm kể lại câu chuyện. Có thể thử xem, nếu thực sự không nắm được thì cũng không cần phải bực bội, dù sao con đường của cậu cũng còn dài. Chỗ tôi cậu chỉ cần gọi điện là được rồi, đâu cần phải bôn ba làm gì. Lời Thiết Thác giản dị, làm người ta thấy thân thiết. Nhưng, bên tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thăng Thành mà Diệp Phàm cho rằng tương đối nắm chắc lại có chút sơ suất. Ông ta lờ mờ nói là Diệp Phàm đã tới muộn rồi. Kỳ thực là đã đồng ý với người khác rồi, Diệp Phàm dĩ nhiên hiểu ý người ta nói. Hàn huyên một hồi không thấy Trấn Thăng Thành có ý thay đổi ý định, Diệp Phàm cũng đành ra về. Rốt cục sao lại thế? Chuyển biến thái độ của Trấn Thăng Thành thật sự không nhỏ. Diệp Phàm thầm nhíu mày.
Kỳ thực, Trấn Thăng Thành sớm đã sớm có ý tìm một ông chủ, dù nói ông ta họ Trấn, nhưng không phải người của Trấn hệ hải phái đang cầm quyền hiện nay. Trấn Thăng Thành cảm thấy làm ăn riêng khó được đề đạt, vốn lần trước hy vọng được đảm nhiệm phó tư lệnh đại quân khu lĩnh Nam, nhưng cuối cùng chuyện này lại thất bại. Trấn Thăng Thành biết, người ủng hộ sau lưng ông ta năng lượng quả nhỏ là vì người ủng hộ của ông ta đã lui về hàng hai rồi. Không có sự ủng hộ của một tập đoàn phe phái mạnh, bản thân muốn tiến thêm một bước tương đối khó khăn. Vì càng lên cao, cấp bậc càng cao, vị trí càng ít. Gần đây Trang Thế Thành sau khi suy nghĩ cặn kẽ đã tỏ thái độ mập mờ với chủ tịch tỉnh mới đến Phí Mãn Thiên. Nghe nói chủ tịch tỉnh Phí là một trong những nhân vật quan trọng của phái Việt Tây. Phái Việt Tây kỳ thực là chỉ tập đoàn nhỏ của các cán bộ có phân lượng ở 3-4 tỉnh vùng Quảng Tây và tỉnh Việt Tây lập nên. Dĩ nhiên, cũng có thể nói, nhân vật trung tâm đương quyền của mấy tỉnh làm lớn hơn một chút phân lượng của phe phái bọn họ. Anh Thiết, Trang Thế Thành rốt cuộc sao lại như vậy? Diệp Phàm đem chuyện này kể lại. Sao lại thế, người ta có chủ rồi. Thiết Chiêm Hùng lạnh lùng nói. Lần trước sau khi xảy ra chuyện quân phân khu Đức Bình, đối với thái độ của Trang Thế Thành, Thiết Chiêm Hùng cũng có nghiền ngẫm hồi lâu, cùng với tin tức gần đây nghe được, cũng đã hiểu rõ. Chủ ông ấy là ai? Diệp Phàm có chút bất mãn hỏi. Không rõ lắm, nhưng, mỗi người có chí hướng riêng, không cùng đường thì không thể cùng nhau thương lượng, thôi vậy. Thiết Chiêm Hùng hừ giọng nói, trong lòng rất nổi giận. Sau khi gác máy, Diệp Phàm liên hệ với Lô Vĩ, tới Lô Gia một chuyến. Diệp Phàm cầm ra viên thuốc đã chế sẵn từ trước, chuẩn bị đưa cho cao thủ mình lựa chọn viên thuốc tăng công lực cuối cùng, cười nói. Lễ vật nhỏ, mong đừng chê cười. Lễ vật này rất quý, lão hủ ngại nhận, nhưng, Diệp tiên sinh, có chủ ý gì, xin cứ nói rõ. Trưởng lão Lô Tiên Giật Lô ra khách khí tiếp đãi Diệp Phàm. Có lẽ để tứ đẳng dùng tốt hơn, có cơ hội đền thêm một hai bậc nhỏ, mấu chốt là phải còn trông chờ vào bản lĩnh. Nếu bản lĩnh thâm sâu, có lẽ có thể thăng lên ngũ đẳng. Diệp Phàm vừa nói xong, sắc mặt Lô Bạch Vân cha Lô Vĩ liền thay đổi, Lô Tiên Giật liếc mắt nhìn ông ta, khụ một tiếng, Lô Bạch Vân phản ứng lại, khôi phục bình tĩnh. Diệp Phàm dĩ nhiên là đã nhìn thấy chuyện này, ám chỉ có phải là Lô Bạch Vân muốn nâng cao công lực, nhưng, Lô gia không ai hé răng, Diệp Phàm dĩ nhiên cũng không tự làm mất mặt. Hơn nữa, dù Lô Vĩ với mình cũng là anh em, nhưng người ta cũng có bí mật của mình, cũng không tiện hỏi thăm. Nói chuyện phiếm một hồi, Diệp Phàm vẫn chưa đề cập chuyện gì. Dĩ nhiên, chuyện khu kinh tế mới Hồng Liên đã giao cho Lô Vĩ nói ra rồi. Buổi tối, Lô Minh Châu về đến nhà. Sau khi nghe xong chuyện liên quan đến Diệp Phàm và khu kinh tế mới Hồng Liên, vẻ mặt khó xử, nói. Chuyện này con đã đáp ứng người khác rồi, lần sau sẽ giúp cậu ấy vậy. Con nói cái gì? Lần này không giúp không được. Trưởng lão Lô Tiên Giật tức giận, ra lệnh. Ông nội, lần này thực sự là không có cách. Chuyện trong thể chế ông lại không hiểu, xin ông hiểu cho con. Dù sao Lô gia chúng ta cũng phải lăn lộn trong thể chế, thì Lô gia mới có thể trường thịnh không suy. Chứ cứ đánh nhau mãi thì làm được gì nào. Đối với xuất thân từ một gia tộc võ lâm, Lô Minh Châu có khi cũng rất bất đắc dĩ. Thường khi trở về nhà, trưởng lão căn bản không thèm để ý suy nghĩ của cô. Có gì khó khăn, đưa ra yêu cầu gì mình không thể làm được, đều nói theo kiểu ra lệnh. Lô Minh Châu đã chịu đủ rồi, cho nên, lần này cô cuối cùng đã không kìm nổi tranh luận cùng trưởng lão. Minh Châu, nói chuyện với ông nội phải chú ý một chút. Lô Bạch Vân nhướng mày, có chút bất mãn. Kỳ thật, Lô Tiên Giật là ông nội của mấy anh em Lô Bạch Vân. Tuổi gần 100 rồi, người Lô gia luôn cung kính ông cụ như thần, ông cụ cũng rất ít nói. Nếu đã nói rồi người Lô gia sẽ lập tức làm ngay. Em biết mà anh, ông không biết còn có nhiều chỗ khó sao. Có một số việc ông chỉ để ý cảm nhận của mình, ông chưa từng nghĩ đến chỗ khó của con. Con một lòng vì Lô gia, lẽ nào còn có ý khác? Giờ đã không phải thời đại thiên hạ dùng nắm đấm, tùy ý giết người nữa rồi, phàm là chuyện gì cũng phải để ý đến pháp luật, chú ý đến quy củ. Quy củ này ông hay con đều không cách nào phá được. Lô Minh Châu tranh cãi nói. Thật sự không thể thay đổi sao? Lô Tiên Giật kỳ thật rất đau lòng đứa cháu gái của mình, dù Lô Minh Châu làm tốt mấy, Lô Tiên Giật vẫn coi cô là đứa trẻ. Thật sự không có cách, lần trước Trần Thiên không phải nói với cháu là đã đề bạt Diệp Phàm đảm nhiệm vị trí bí thư thị xã La Châu.
chuyện này thật ta ở tỉnh cháu cũng có nói giúp cho nó. Ờ, khẩu vị của nó cũng chẳng nhỏ nhỉ, muốn nhúng chàm vào cả khu kinh tế mới Hồng Liên. Đi khu kinh tế mới Hồng Liên cũng được, phó chủ tịch quận cháu có thể nghĩ cách. Nhưng ngồi ở vị trí nhân vật số 1, cháu tuyệt đối không có khả năng. Vị trí đó, ngay cả Bắc Kinh cũng có người nhìn chằm chằm. Lô Minh Châu không kìm nổi thở dài, thậm chí có chút thành kiến với Diệp Phàm. Thôi vậy, Bạch Vân, lần sau đi. Lô Tiên Giật thở dài, dường như lập tức già đi nhiều, bảo Lô Vĩ đến, nói. Lễ này rất quý, con tự mình trả lại Diệp Phàm, thái độ phải thành khẩn, để cậu ấy hiểu được ý tứ của chúng ta. Cô, chẳng lẽ không giúp được sao? Lô Vĩ tức giận, quay sang cô tức hỏi. Cút sang một bên, có ai mà giống lên với cô như con không? Lô Bạch Vân tát một cái, nhưng cuối cùng lại rơi xuống bàn, thịch một tiếng. Sau này con không về cái nhà này nữa, các người chỉ biết lợi lợi và lợi. Chữ lợi đứng hàng đầu. Lô Vĩ tức giận cầm viên thuốc chạy ra ngoài. Anh, xin lỗi. Mắt Lô Minh Châu hơi đỏ, chuyện này này quá quan trọng, cô thực sự khó có thể giúp được. Hơn nữa, lập trường của cô cũng đứng trên toàn cục của Lô gia để suy xét. Không sao, chuyện của cô là quan trọng. Cô nói đúng, chúng tôi vẫn ôm tư tưởng cũ, giờ đã không giống như xưa rồi. Một gia tộc không có cán bộ chống lưng, nắm đấm có lớn, một cảnh sát cũng có thể giải quyết được anh. Còn có cán bộ giúp đỡ, một câu nói của cục trưởng cục cảnh sát đã có thể ngăn chặn được anh ta. Chẳng hạn như cô, dù là cục trưởng công an thành phố Thủy Châu, cô gọi một cú điện thoại cũng hơn mấy người chúng tôi hợp nắm đấm lại. Nắm đấm lớn nhất vẫn là mũ quan lớn, vừa nhìn là đã hiểu rồi. Trưởng lão, con cũng nghĩ thông rồi. Hiện nay đã là xã hội hiện kim, không phải Minh Triều, Thanh Triều lúc trước. Công lực nâng cao một cấp, đơn giản chỉ là khỏe mạnh thêm cơ thể. Hơn nữa, giờ cũng đã không cần con phải ra tay rồi. Lô Bạch Vân nói dễ nghe, nhưng kỳ thực trong lòng tương đối chua chát. Chương 1099, có phải Lô Trần Thiên tôi không nên đến Đức Bình? 2. Lô Tiên Giật thở dài. Dáng vẻ có chút cô đơn liếc nhìn con cháu, nhắm mắt dưỡng thần không muốn nói thêm gì. Tôi hiểu ý mọi người. Diệp Phàm ngồi trên long ỷ ở đại sảnh Sở Thiên Các Diệp Phủ, thản nhiên đưa viên thuốc về tay Lô Vĩ, khoát tay nói. Thuốc này không cần trả lại, chúng ta là anh em, vừa nãy tôi có nhìn ra, ắt hẳn ba cậu muốn đề cao công lực. Vâng. Lô Vĩ gật đầu, liếc nhìn Diệp Phàm, bộ dạng tương đối xấu hổ, nói. Xin lỗi đại ca. Chuyện này, Lô gia chúng em. Lô Vĩ siết chặt tay kêu răng rắc. Vậy là được rồi, nói thật với cậu, thuốc này, là viên cuối cùng rồi. Chúng ta là anh em, cha của cậu tôi gọi là chú Lô, cứ coi như là cháu hiếu kính chú đi. Hơn nữa, chưa lần nào cậu đến Cổ Xuyên mà không mang một đống đồ đến cho cha mẹ tôi. Còn chuyện của tôi cậu không cần lo, dù sao vẫn còn trẻ, cơ hội vẫn có mà đúng không nào, ha ha. Diệp Phàm vẻ mặt thản nhiên, cười nói. Kỳ thực trong lòng vẫn khó tiêu tan, cảm thấy mất mát, không thể ngờ được đúng như những lời thân tình mà Tề Chấn Đào nói. Lòng người khó đoán, vì lợi ích bản thân, rất khó mà nắm được tâm tư người khác. Cái này, em. Lô Vĩ ngượng ngùng, chần chừ không dám lấy. Lấy đi, còn muốn gọi tôi là đại ca thì nghe lời tôi. Mà, tôi dặn cậu một chút, sau này chuyện của tôi không cần thiết phải để người trong nhà cậu cân nhắc nữa. Chuyện gì cũng giao dịch mà còn gọi là anh em à. Cậu nghe thấy chưa? Sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống. Em lấy vậy. Lô Vĩ cầm viên thuốc, xoay người bước đi. Cái này, liên quan đến cha nên Lô Vĩ khó lòng từ bỏ, nghe Diệp Phàm nói đây là viên cuối rồi, cơ hội khó có. Lô gia chúng ta nợ cậu ấy một đại nhân tình, sau này sẽ tìm cơ hội báo đáp. Lô Tiên Giật cầm thuốc thở dài. Bạch Vân, chuẩn bị đi, chọn ngày không bằng gặp ngày. Đêm nay rạng sáng uống. Chuyện này, Lô gia chúng ta có chút không tốt, viên thuốc này, còn uống hơi hổ thẹn. Lô Bạch Vân thở dài, ngồi dậy. Diệp Phàm vào phòng tắm, trên mặt cứ như sắp đổ mưa. Mai Tử nhẹ nhàng tắm cho hắn, nhìn chỗ cao ngất của Mai Tử, Diệp Phàm đưa tay nhéo nhẹ lên trên đỉnh. Tay Mai Tử vẫn không dừng lại, dựa vào bộ dạng của hắn, biết tâm tình hắn không tốt. Đột nhiên, do từ bồn tắm bật dậy. Ôm lấy Mai Tử lên giường, Mai Tử không hề dãy giụa, hơi nhắm hai mắt, chuẩn bị đón nhận cơn bão tố dũng mãnh tiến vào. Vì,
cô đã sớm chuẩn bị rồi. Xoẹt một cái, áo ngủ của Mai Tử bị Diệp Phàm thô lỗ cởi hết ném đầy nhà. Mai Tử nhẹ nhàng, tư thế dịu dàng, mặt đỏ bừng giọng ngọt ngào nói. Anh vào đi, em chuẩn bị xong rồi. Không. Diệp Phàm đột nhiên tỉnh táo, hét to một tiếng rồi chạy ra ngoài, chạy một mạch đến rừng cây bên ngoài sân, đấm đá một hồi, lập tức, hoa bay cây gãy, gạch vỡ đất nứt. Trần Khiếu Thiên và Trần Quân đã sớm bị đánh thức, hai người yên lặng đứng xa nhìn không nói tiếng nào. Đại ca gặp phiền phức rồi. Trần Quân nói thầm. Có phải có người xuống tay không? Hừ, giết nó. Trần Khiếu Thiên đột nhiên lạnh như băng hừ giọng nói. Chắc hẳn không phải chuyện giang hồ, hẳn là mấy chuyện phiền phức trong quan trường. Con có nghe cha vợ nói, gần đây đại ca đang tranh thủ vị trí ở khu kinh tế mới Hồng Liên. Chắc hẳn là chuyện này có sơ sót gì đó. Trần Quân hơi có vẻ chần chừ, nói. Hai. Trần Khiếu Thiên thở dài, chuyện này thì ông chẳng có cách gì, không thể dựa vào nắm đấm để giải quyết. Con đi hỏi cha vợ đã. Trần Quân nhấc chân đi rồi. Cha vợ của Trần Quân là bí thư thành ủy tỉnh thành Đoạn Hải Thiên. Mai Tử lẳng lặng nằm trên giường, chờ cho đến trời sáng mà chưa thấy Diệp Phàm về. Mặc xong quần áo ra sân, thấy Trần Khiếu Thiên đang thu dọn tàn cuộc. Tiên sinh lái xe đi rồi. Trần Khiếu Thiên sắc mặt khó coi, đầu cũng không ngẩng lên tiếp tục thu nhặt tàn dư. Dạ. Mai Tử lên tiếng, im lặng ngồi xuống cùng lão Trần thu dọn tàn hoa bại liễu. Trước nay ông Trần luôn coi Mai Tử là thị nữ của Diệp Phàm, còn bản thân ông đối xử với Mai Tử như con gái của mình. Trong lòng ông, Diệp Phàm ở vị trí chủ nhân, tư tưởng của ông vẫn là tư tưởng phong kiến triều Thanh. Cậu ấy muốn con rồi à? Trần Khiếu Thiên không quay đầu lại, hỏi. Vẫn chưa, vốn đêm qua đột nhiên anh ấy muốn, nhưng, lại lập tức chạy ra. Mai Tử đỏ mặt, nhẹ giọng nói. Hai, cô bé ngốc, con phải nghĩ cho kỹ. Cậu ấy không thể cho con chút danh phận nào đâu. Ở xã hội cũ, thì gọi là tiểu thiếp, chứ ở xã hội mới, gọi là tình nhân. Một chút danh phận cũng chẳng có. Cậu ấy là cán bộ, còn phải chú ý ảnh hưởng. Trần Khiếu Thiên thở dài nhìn về phía triền núi dưới cửa lớn. Con hiểu mà, con chỉ muốn đánh đàn cho anh ấy, chỉ cần anh ấy vui là được. Mai Tử gật đầu, nhìn Trần Khiếu Thiên, nói thêm. Con còn sợ anh ấy không cần con. Không đâu, khi nào nghĩ lại cậu ấy sẽ cần, chỉ là, chuyện này không gấp được. Trần Khiếu Thiên nhìn thì quê mùa, nhưng kỳ thực là khôn khéo ngầm. Dạ. Mai Tử gật đầu, không hề hé răng, yên lặng thu dọn. Ba ngày sau, Tề Chấn Đào gọi điện đến, giọng nói hơi chán nản, nói. Bí thư Đoạn cố gắng tranh thủ, chủ nhiệm Thiết cũng đưa ra nhiều ví dụ làm dẫn chứng, tôi cũng nói rất nhiều. Hai. Cháu biết mà chú Tề. Cảm ơn mọi người. Cháu biết trong chuyện này, thái độ bí thư Quách có chút không rõ ràng, thậm chí là mơ hồ. Hôm đó cháu có đi tìm Quách Thu Thiên cháu gái ông ấy, cô ấy nói là có nói tới cháu rồi, nhưng bí thư Quách không tỏ thái độ gì. Cháu biết, kinh nghiệm của cháu quá ít, bí thư Quách có lẽ đã chọn được người khác vừa ý hơn. Nhưng, cháu không muốn ở Đức Bình nữa, thị xã La Châu cháu càng không đi, cứ ở đây khó xử hai đầu, mệt mỏi ứng phó, chi bằng rời đi. Chú Tề xem ở tỉnh có sở cục nào thiếu người không? Còn nữa, vị trí đó cho ai rồi? Cháu chỉ tò mò, không có ý gì khác. Diệp Phàm cố nén mất mát trong lòng, vốn sau khi gặp Quách Thu Thiên đã biết ắt hẳn là không có đất diễn rồi. Chỉ có Đoạn, Thiết, Tề ba người chỉ sợ không đủ sức. Nhưng trong lòng vẫn tồn tại ta ảo tưởng về may mắn. Giờ, Tề Chấn Đào gọi đến, đã hoàn toàn đập nát ảo tưởng trong lòng. Cái đó, để tôi xem. Kiếm cho cậu một vị trí trưởng phòng không khó. Còn phó giám đốc sở, tôi thử xem, chắc hy vọng không lớn, vì cậu chưa từng làm bí thư huyện ủy, nên khó nói lắm. Hơn nữa chuyện hội nghị thường vụ lần này, người ta nhìn kỹ lắm. Mà, cậu cứ nói trước cậu muốn đi bộ phận nào. Tề Chấn Đào hơi ngượng ngùng. Cháu nghe theo sắp đặt của chú Tề là được rồi. Diệp Phàm không muốn nói nhiều, gác máy hồi lâu vẫn khó đi vào giấc ngủ. Quốc lộ thiên tường, biến mẹ nó đi, nguyên chủ tịch thị trấn trăm triệu, biến mẹ nó đi, thành tích lớn dùng được cái giám gì, không bằng người ta nhà quyền quý đánh giám một câu, ông đây không bằng mạng chó nữa. Diệp Phàm đá một đá, tủ đầu giường đụng vào tường lập tức thành một đống củi nát. Mai Tử bước vào, môi run rẩy, không nói được gì, trong hai hốc mắt,
toàn là nước mắt, cô yên lặng thu dọn. Sau khi thu dọn xong quay người định đi, Diệp Phàm đột nhiên nói. Em ở đây tắm đi, mệt đổ mồ hôi rồi kìa. Dạ. Mai Tử lên tiếng, tim bắt đầu đập thình thịch, chạy vào phòng tắm Diệp Phàm, bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào, nửa giờ sau bước ra, cô không dám nhìn Diệp Phàm, đi thẳng ra cửa. Tối nay ở đây với anh được không Mai Tử? Diệp Phàm nói, điếu xì gà trên tay bị hung hăng dập tắt trong gạt tàn. Dạ. Mai Tử nhẹ giọng đáp, giọng hơi run lên, bước chân có chút phù phiếm, cô chậm rãi bước đến bên giường. Một bàn tay to lớn đưa ra kéo xuống, cô ngã lên giường. Sáng hôm sau, Mai Tử tỉnh dậy, phát hiện Diệp Phàm sớm đã đi rồi. Hai, anh cứ như vậy ôm em ngủ suốt đêm, chẳng lẽ em thật sự là khúc gỗ à, ngay cả áo ngủ của em cũng chưa cởi. Chẳng lẽ anh không chút động lòng, em rõ ràng thấy chỗ đó của anh có phản ứng. Đâm vào em khó chịu, nhưng anh lại chẳng chịu phá cửa vào. Em biết anh không muốn làm tổn thương em, nhưng em không để ý, em nguyện để anh làm tổn thương em, Mai Tử thở dài, nằm trên giường cay đắng. Diệp Phàm, cậu đi thật à? Trang Thế Thành mặt không chút thay đổi, thản nhiên liếc nhìn Diệp Phàm. Tôi muốn đổi chỗ, Đức Bình cứ ở mãi cũng phiền. Diệp Phàm nói, liếc nhìn Trang Thế Thành, cười nói. Xin lỗi Bí Thư Trang, cảm ơn ngài đã đặc biệt chiếu cố quan tâm tới tôi. Hai, sau khi đến tỉnh có muốn quay lại thì có thể về bất cứ lúc nào. Có lẽ vài năm nữa tôi cũng đến tỉnh, chúng ta có thể lại là cộng sự, ha ha. Trang Thế Thành mỉm cười, thở dài, cũng chẳng muốn nói nữa, hai người im lặng cạn chén. Chuyện này, kỳ thực cậu nên sớm đi Bắc Kinh một chuyến, nói với cô ấy, có lẽ sẽ có cách. Trang Thế Thành nói, ha ha. Diệp Phàm cười khổ hai tiếng, biết cô ấy mà Trang Thế Thành nói là ám chỉ Phượng Khuynh Thành, hắn không muốn nhắc đến Phượng gia Bắc Kinh. Có phải cậu với Khuynh Thành giận dỗi rồi không? Trang Thế Thành quan tâm. Chuyện của tôi với cô ấy phức tạp lắm, Bí Thư Trang, tôi đi rồi, sau này đến tỉnh thành cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Diệp Phàm cuối cùng kính Trang Thế Thành một ly, nhẹ nhàng đặt chén, bước ra ngoài. Mẹ nó cái đạo lý gì thế này, tuổi tác, kinh nghiệm quan trọng hơn năng lực à? Chẳng lẽ xuất thân thấp hèn thì phải nhường cho cao quý lăn lộn? Cái thứ gì thế này? Khu kinh tế mới Hồng Liên, các người bỏ lỡ một nhân tài rồi. Một người có thể khiến khu kinh tế mới Hồng Liên, kiêu hùng bay lên. Mắt Trang Thế Thành tôi nhìn thấy rõ vậy, còn các đầu sỏ tỉnh ủy thì sao chứ? Các người cũng có lúc mắt chó thấy người thấp, các người cũng có lúc mù mắt, chó má, chơi trò gì vậy, La Châu, tiếc cho một tướng tài, Trang Thế Thành đột nhiên như phát điên lên. Gạt một cái, chén dĩa trên bàn bị quét xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Hơn nữa, những lời thô tục liên tục phát ra từng tràng. Trang Thế Thành. Một đại quan quản lý 6 triệu dân, giờ phút này, đã biến thành một đồ tể. Lô Trần Thiên không nói gì, chỉ yên lặng vỗ vai Diệp Phàm, nói một câu. Có phải Lô Trần Thiên tôi không nên đến Đức Bình? Chương 1100, Thượng tướng nhúng tay vào. Là hai chuyện khác nhau mà. Diệp Phàm trả lời câu cuối rồi bỏ ra ngoài. Cậu còn có gọi tôi là chú Lô không? Lô Trần Thiên hỏi với theo bóng dáng Diệp Phàm. Sẽ còn chứ? Khi mấy chữ này thốt ra, Diệp Phàm đã sớm đến cầu thang rồi. Sẽ còn cái gì, chẳng hiểu ra làm sao cả, đúng là tên điên. Vừa lúc một thanh niên từ trên lầu đi xuống. Nghe thấy tiếng Diệp Phàm mà chẳng thấy tiếng trả lời bèn quay đầu lại nhìn xung quanh, chẳng thấy ai. Thằng nhãi này còn tưởng Diệp Phàm bị điên đang mê sảng. Kỳ thực, cửa phòng Lô Trần Thiên không đóng chặt, nghe được tiếng của Diệp Phàm. Kỳ thực. Diệp Phàm đang lẩm bẩm trong miệng. Lô Vĩ là anh em của cháu. Mấy ngày này Diệp Phàm vẫn thường đến thôn Đại Vũ chỉ đạo công tác. Còn chuyện lựa chọn bí thư thị xã La Châu cũng đã chọn xong. Người được chọn, không phải người đề cử Thế Mạnh do tỉnh nhúng tay, vì Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên đoàn kết chưa từng có, đã liên kết toàn bộ ủy viên thường vụ địa ủy Đức Bình, nhất trí phản đối bí thư do tỉnh đề cử, mạnh mẽ yêu cầu chuyện của Đức Bình để Đức Bình tự làm chủ. Hơn nữa, trong tỉnh cũng rất kỳ lạ, Tề Chấn Đào, Thiết Thác, Đoàn Hải Thiên ba vị ủy viên thường vụ liên kết, lấy thái độ cứng rắn mạnh mẽ phủ quyết. Mấy người này yêu cầu tỉnh ủy coi trọng Đức Bình, thu hồi lại quyền bổ nhiệm, lựa chọn bí thư thành ủy thị xã La Châu. Dĩ nhiên,
mấy người trong tỉnh biết không phải Diệp Phàm đảm nhiệm, lại thêm ba đầu sọ tề, thiết, đoạn liên kết tạo áp lực, sau khi cân nhắc được hơn thì không nhúng tay vào nữa. Dù sao, Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên cũng là nhân vật số 1, số 2 Đức Bình. Có một số việc không thể làm quá mức, sẽ làm tên bắn ngược lại. Tỉnh Nam Phúc, trên đầu còn có nhà nước Trung ương, chẳng phải một quốc gia độc lập, đều có quy tắc áp chế. Dĩ nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu, trong chuyện này, chắc chắn có bóng dáng Cố gia, không riêng gì Cố gia, quan hệ trong đó tương đối phức tạp, hình như còn có cả bóng dáng chủ tịch tỉnh Phí, còn Tống Sơ Kiệt cha của Tống Trinh Giao, chắc chắn cũng có phần. Diệp Phàm mỗi tối nghiền ngẫm cũng không nghiền ngẫm được manh mối, vẫn không hiểu được quan hệ rối rắm, lung tung trong tỉnh. Không thể ngờ, một bí thư khu ủy nho nhỏ, mà hai nhà Tào Cố liên kết với Phí gia, còn thuyết phục Tống gia bản địa cùng nhau xuống tay, ha ha ha, cả ủy viên thường vụ tỉnh Nam Phúc mất đi một nửa, uy phong quá. Thượng tướng đã xuất ngũ tổ đặc nhiệm A Lý Khiếu Phong ngồi trên xe lăn không ngừng cười lạnh. Ha ha ha, để cho thằng nhãi đó chịu khổ một chút cũng tốt. Trấn Đông Hải vui vì người khác gặp họa. Chút suy nghĩ của anh tôi còn không rõ sao. Luôn chú ý vào tên nhóc đó. Nhưng không có đất diễn đâu, sở thích của thằng nhãi đó không phải ở đây. Có thấy chưa, lần này đi Thái Lan, thuận lợi như vậy, chẳng tốn một binh một đạn, thế mà, kiếm về được cho tổ nghiên cứu khoa học tổ đặc nhiệm A $1 triệu ngoài dự kiến, làm lão giả bang cứ chảy nước miếng thèm thuồng. Nghe nói lão bang kia ngày đêm nghiên cứu, thử điều chế mấy đồ chơi mới, tôi đang nóng lòng chờ đợi xem làm ra được con thiêu thân gì. Lý Khiếu Phong cười nói. Tôi với ông cũng có thể kiếm được không ít, tài sản hiện nay của tôi cũng có 3 triệu rồi, ha ha ha, triệu phú, hình như cũng dễ thực hiện nhỉ. Trấn Đông Hải dĩ nhiên là nói chuyện Diệp Phàm cực quyền. Ha ha, lúc tôi đem sổ tiết kiệm 3 triệu đưa cho bà xã, tay bà xã tôi run bần bật. Thật hổ thẹn, bà xã từ trước đến nay chưa từng thấy số tiền lớn như vậy. Trên mặt Lý Khiếu Phong cũng tươi cười. Kỳ thực tôi biết chị dâu cũng chẳng ham gì vài triệu kia, chủ yếu là cảm thấy con trai của anh có khoản tiền này, sau này có thể lăn lộn nhanh trong ủy ban kỷ luật, không cần lo lắng vấn đề kinh tế. Cán bộ nước ta, trong số những người bị sa lưới, chắc hơn phân nửa là dính đến tiền bạc rồi. Trấn Đông Hải cười nói. Ừ, tôi cũng yên tâm. Tên nhóc Lý Long đảm nhiệm chân chủ nhiệm giám sát ủy ban kỷ luật trung ương. Tiền lương mỗi tháng không cao, thêm trợ cấp đi ra ngoài, cuộc sống cũng tương đối khó khăn. Thường xuyên phải ngửa tay xin tiền tôi, mà nó tiêu tiền chẳng có kế hoạch như mấy ông già chúng ta. Nhưng, có điều nó vẫn hiểu, làm một cán bộ ủy ban kỷ luật, tuyệt đối không thể ngửa tay ra với tôi là được rồi. Lần này nghe nói thằng nhãi Tiểu Diệp chỉ dùng một chiêu nhoáng cái đã cho cái tên rắm cho kiệt khắc gì đó của Thái Lan hạ đài, tôi với anh kiếm được mấy triệu. Khoản tiền này, đi đầu tư kiếm chút lời, còn tôi cũng đủ dùng cả đời. Giải quyết được lo lắng sau này, ha ha ha, sướng quá. Lý Khiếu Phong cười nói, thực sự vui vẻ. Lão Lý, anh nói đi, ông lão dâu dài ở Phật Ma Nham rốt cục là ai, hình như còn lợi hại hơn Diệp Phàm. Nghe Trương Hùng báo cáo nói là diện mạo người này giống người Trung Quốc chúng ta. Trấn Đông Hải vẻ mặt ngưng trọng. Cái này khó nói, giống người Trung Quốc là bình thường, người Trung Quốc đang sống ở nước ngoài không ít, dựa vào điểm này khó đoán được. Huống chi, Trung Quốc chúng ta rộng lớn, dân số nhiều nhất thế giới. Là đất tàng long ngọa hổ, cao thủ hiện rõ nhìn qua chỉ có mấy người, chẳng hạn Trần Vô Ba. Trên thực tế, số tàng ẩn không ít, chỉ là tổ đặc nhiệm A chúng ta không nhớ hết thôi. Lý Khiếu Thiên suy nghĩ, rồi lắc đầu. Đáng tiếc, khi lão già kia nói chuyện với Diệp Phàm, đã bắt đám Trương Hùng rời đi. Chuyện này, thằng nhãi Diệp Phàm đó chắc chắn biết được nội tình, bất quá. Là hắn không chịu nói ra thôi. Tôi nghi người đó có quan hệ với Diệp Phàm. Nghe Trương Hùng nói, hai người khi chia tay, ông lão còn đưa cho Diệp Phàm một cái túi da, chẳng biết là cái gì. Sau đó, hình như còn đeo lên cổ Diệp Phàm chuỗi gì đó. Bên trong không phải có cái thứ gì chứ. Trấn Đông Hải đã sớm nhìn chằm chằm loại cao thủ này, sư bá Phí Thanh Sơn của Diệp Phàm quá thần bí, hơn nữa 20 năm không lộ diện ở Trung Quốc. Cho nên, y căn bản chẳng thể tra được chút tư liệu gì về ông ấy. Hơn nữa, loại cao thủ này đi đến hành tung bất định, muốn phái người theo dõi cũng khó. Mà, Trấn Đông Hải cũng chẳng dám, chọc giận loại người này thì sẽ gây cho thủ hạ của mình tổn thất lớn.
Thôi vậy, chỉ cần ông ta đối tốt với Diệp Phàm, sau này không thể thấy Diệp Phàm nguy hiểm mà không ra tay, ha ha, cũng giống như là chúng ta kiếm được một cao thủ miễn phí đứng sau lưng. Lý Khiếu Phong cười nói, liếc mắt nhìn Trấn Đông Hải. Lần này anh kiếm đủ rồi, tiền đã đến tay. Đỗ Phong kia cũng là cao thủ thất đẳng, nói chuyện sao rồi? Người này bướng lắm, hiện nay ngay cả tôi cũng không tin tưởng, nói chỉ tin Diệp Phàm, muốn nói chuyện với Diệp Phàm. Thực có chút phiền lòng, thằng danh Diệp Phàm kia có gì đáng giá mà Đỗ Phong lại tín nhiệm nó như vậy chứ? Lời nói của một thương tướng như ông đây lại coi như cái rắm. Trấn Đông Hải cười nói. Đây lẽ nào không phải chuyện tốt, Diệp Phàm mới là tương lai của tổ đặc nhiệm A, Đỗ Phong do hắn thu phục, kiểu người này, sau này sẽ trung thành với Diệp Phàm. Nhưng, ắt hẳn hai người bọn họ có giao dịch ngầm gì đó. Có thể Diệp Phàm giúp y giải quyết chuyện riêng của Đỗ gia thành phố Phổ Hải. Lý Khiếu Phong nói, nhíu mày. Ừ, chuyện này cũng là chuyện của tổ đặc nhiệm A, nếu Diệp Phàm xuất mã có yêu cầu tổ đặc nhiệm A tương trợ, chúng tôi sẽ toàn lực giúp đỡ. Đỗ gia thành phố Phổ Hải, Đỗ Tử Nguyệt kia có lúc cũng hơi quá, nên chỉnh lại một chút mới được. Người này gần đây quyết tâm bành trướng, tự cho rằng công lực của mình rất cao, có ý ngông cuồng coi thường thiên hạ. Trấn Đông Hải cũng nhíu mày, nhìn Lý Khiếu Phong, còn nói thêm. Nhưng mà, người này được xưng là tứ tú của Trung Quốc, thực lực cũng cao, mới 30 tuổi đầu đã là thất đẳng, đúng là một thiên tài. Hừ, thiên tài, vẫn chưa tới phiên y, Diệp Phàm đang đè trên đầu y kìa. Lý Khiếu Phong hừ giọng nói. Nếu Đỗ Tử Nguyệt không chịu thỏa hiệp, tổ đặc nhiệm A chúng ta cũng chẳng ngại từ tận gốc Đỗ ra thành phố Phổ Hải. Đỗ Phong có thể bỏ sức vì tổ đặc nhiệm A, đây là thu hoạch lớn nhất của quốc gia. Nhổ tận gốc, ha ha, không thể nào. Đỗ Tử Nguyệt dù không chịu bỏ sức vì quốc gia, nhưng người có sức ảnh hưởng không nhỏ đến hai giới chính trị và thương nghiệp. Diệp Phàm chỉnh gia tộc Câu Trần Hải Nam, nhà bọn họ không cần phải lo rồi. Nhưng, những gia tộc từ xa xưa của Trung Quốc không phải chỉ có mấy nhà này, nhiều lắm, bốn bàn tay cũng chẳng đếm hết. Nhiều nhất chúng ta chỉ chơi được trò dung cây dọa khỉ thôi, chứ còn nói tận diệt, có thể quốc gia không cho phép. Hơn nữa, cũng không có lợi cho sự phát triển của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Tuy nói những đại gia tộc này đều tự vì trận, nhưng, khi tổ đặc nhiệm A cần người thì vẫn có thể điều một số người trong bọn họ đến bổ sung. Lần trước không phải gia tộc Câu Trần đã điều đến hai người rồi sao? Trấn Đông Hải phân tích rất thấu đáo. Ha ha, tôi không ngờ. Cậu lại có chủ ý hay như vậy, để họ làm người bồi dưỡng miễn phí cho quốc gia. Bọn họ, trở thành căn cứ tạo máu miễn phí cho quốc gia, tổ đặc nhiệm A chẳng tốn một phân tiền, kế hay. Lần trước là Câu gia Hải Nam, lần này đến lượt Đỗ gia thành phố Phổ Hải, lần sau nữa không biết có phải đến lượt cô nàng Phượng Tứ của Hồ Ly gì đó ở Tân Cương không. Diệp Phàm tốt thật, tận lực cống hiến vì tổ đặc nhiệm A. Toàn làm những việc cực khổ, giống như một con bò sữa. Ăn cỏ xong, lại tiết ra sữa. Tổ đặc nhiệm A chúng ta đã làm gì cho hắn? Tổ đặc nhiệm A chúng ta nói khó nghe một chúng, là dương mắt mong thấy hắn bị cái đám ích kỷ tự đại, tự cho là đúng, toàn mù mắt nhìn người, tiểu nhân nịnh hót trong chốn quan trường chính trị bắt nạt mà chẳng chút động lòng, nói ra đúng là xấu hổ quá. Lý Khiếu Phong dĩ nhiên là mượn cơ hội châm chọc ý chí sắt đá của Trấn Đông Hải. Cái đó, lão Lý, tôi cũng chẳng có cách nào. Tổ đặc nhiệm A có kỷ luật của tổ đặc nhiệm A, chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện của chính phủ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lúc trước quy định này là do ông ký tên đó. Trấn Đông Hải cười khổ. Con khỉ, anh không thể red eye, không thể nhờ bạn anh ra tay à, hừ. Không giúp thì không giúp, nói vậy còn dễ nghe hơn. Nhưng, nếu Diệp Phàm có thể nắm được Đỗ Phong, đưa một cao thủ thất đẳng đến cho tổ đặc nhiệm A, mà lần này còn đưa về được yêu độc. Có phải là anh nên đề bạt cậu ta chút không? Lý Khiếu Thiên lạnh lùng hừ nói. Đề bạt thì chắc chắn rồi, tôi đang thương lượng với mấy đồng chí, xem có thể cấp cho cậu ấy một danh ngạch thiếu tướng không. Còn chức vụ, tôi định đưa ấn đại soái tổ thứ 8 cho cậu ta, nếu cậu ta không nhận thì còn cách nào khác. Dù sao, thời cơ cũng chưa chín muồi, cứ đợi vài năm nữa tính sau. Trấn Đông Hải dở khóc dở cười. Chương 1101. Ban tổ chức trung ương khảo hạch đồng chí Tiểu Diệp. Chen chúc cái dám gì, cứ đem danh ngạch thượng tướng của tôi cho cậu ấy là được rồi, dù sao ông đây cũng đã về hưu,
cái danh ngạch đó ở tổ đặc nhiệm A không phải để không sao. Lão bang quân ủy thực là chẳng biết nói chuyện, còn nữa, cậu không giúp Tiểu Diệp, tôi sẽ ra tay giúp cậu ấy là được rồi, dù gì tôi cũng đã về hưu, đã không còn là người của tổ đặc nhiệm A, có giúp cậu ấy cũng không coi là trái kỷ luật. Lý Khiếu Phong phát khùng. Thượng tướng, chán chấn Đông Hải đổ mồ hôi, thầm nghĩ thượng tướng là không có khả năng, thiếu tướng còn tranh thủ được, lão Lý nói dỗi rồi. Nhưng, lão Lý chịu ra tay giúp Diệp Phàm, ông đây đợi câu nói này mãi, cũng giúp trong lòng ông đây đỡ xấu hổ, ha ha. Chuyện thiếu tướng tôi sẽ cố hết sức. Trấn Đông Hải nói. Còn chuyện ông giúp hắn thì thật ra không trái với kỷ luật của tổ đặc nhiệm A, vì ông về hưu rồi, đã rời khỏi tổ đặc nhiệm A. Nhưng, sức ảnh hưởng của ông quá lớn, giúp một lần thì được, cũng phải chú ý ảnh hưởng, đừng có cả ngày bao che thằng nhóc đó, ưng non khó có thể mọc được cánh dài. Cái này tôi không rõ sao. Thằng nhóc cậu năm đó không phải cũng chảy nước mũi đi theo sau ông đây à, hừ. Lý Khiếu Phong châm chọc nói. Ha ha, tôi biết là ông hiểu mà, coi như tôi chưa nói được không. Trấn Đông Hải cười gượng hai tiếng nói. Lần này hai nhà Tào Cố còn liên hợp với Phí Gia, quả thực là cũng hơi quá một chút. Thái độ của Quách Phác Dương lại mờ ám, nhưng, nghe nói tên nhóc đó cũng có chút năng lượng. Có thể thuyết phục được ba ủy viên thường vụ tỉnh ủy ra mặt vì hắn. Mà lão Lý, ông chuẩn bị giúp hắn thế nào? Quản cái rắm gì, giúp thì anh không giúp, đó là chuyện của ông đây, Tiểu Trấn tự an tâm đi, hỏi lắm phiền phức. Lý Khiếu Phong mới mắng Trấn Đông Hải một câu, những thiếu tướng đứng cạnh suýt chút cười thành tiếng. Trong tổ đặc nhiệm A, chắc chỉ có Lý Khiếu Phong mới có thể gọi Trấn Đông Hải gọi là Tiểu Trấn tử tôi, cái đó căn bản là danh xưng của một thái giám. Còn đồng chí Trấn Đông Hải, chỉ còn cách cười khổ, tính tình Lý Khiếu Phong này, y còn có thể nói gì nữa, hơn nữa, Lý Khiếu Phong có thâm niên cao, ngay cả khi ông ấy có đánh mình một bà tai thì cũng phải bảo ông ấy đánh tiếp bên còn lại, xin bớt giận. Chỉ khổ cho các thiếu tướng bên cạnh, không nhìn được vội dùng tay bịt miệng. Lý Khiếu Phong trừng mắt nhìn các thiếu tướng, hừ giọng nói. Còn không đẩy ông đây về, ông đây phải làm việc, gọi Viên Viên ra đây, ha ha. Còn phải nhờ cô ấy chuẩn bị chút biện pháp mới được. Viên Viên, lão già này, biết là ông ấy sẽ dùng chiêu này mà, nhưng, không biết là lão già này theo dõi chỗ nào. Trấn Đông Hải nhìn theo bóng Lý Khiếu Phong lẩm bẩm nói. Bên Việt Đông không phải đang xây dựng một căn cứ à, hai chuyện hợp một, cậu lén vui đi. Lý Khiếu Phong như tự độc thoại, Trấn Đông Hải vừa nghe, ánh mắt đột nhiên xoay chuyển, lẩm bẩm nói. Tôi quên mất chuyện này. Thực sự nên rút thôi. Ngày 1 tháng 2 năm 1999, cách cuối năm còn 10 ngày. Diệp Phàm lười nhác nằm trên giường, tối qua để giữ một vị khác lớn đến thông đại vũ, đã uống khá nhiều, đến giờ đầu vẫn còn đau, quay cuồng. Điện thoại vang lên, bên trong là giọng Trang Thế Thành, nói. Diệp Phàm, đến văn phòng tôi ngay, nhanh lên. Diệp Phàm bật người rời khỏi giường, vệ sinh sơ qua rồi vội vàng đến chỗ Trang Thế Thành. Tự nhủ lão Trang cũng thật là, mới sáng sớm gọi cái gì chứ, chẳng lẽ thôn Đại Vũ xảy ra chuyện gì? Mẹ nó, đúng là xui xẻo, hết lần này đến lần khác. Vào phòng khác nhỏ của Trang Thế Thành, bên trong còn có Lô Trần Thiên, còn có phó bí thư địa ủy Tôn Quốc Đống. Sofa đối diện, có ba người ngồi, hai nam một nữ. Cậu là đồng chí Diệp Phàm. Người đàn ông cao gầy đứng dậy hỏi. Đồng chí Diệp Phàm, vị này là trưởng phòng mã. Cục cán bộ 2 thuộc ban tổ chức trung ương. Trang Thế Thành vẻ mặt tươi cười giới thiệu người đàn ông cao gầy trước, lại chỉ hai vị kia giới thiệu. Vị này là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Khương, chắc cậu đã gặp rồi, còn vị này là trưởng phòng trung phòng cán bộ 2 ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Xin chào trưởng phòng Mã, trưởng ban Khương, trưởng phòng trung. Diệp Phàm vội chào hỏi, trong lòng thầm nói các bộ ban tổ chức trung ương này tìm mình làm gì. Mình chẳng qua chỉ được điều đến làm ở một sở trong tỉnh, chỉ cần ban tổ chức tỉnh ủy điều tới một trưởng phòng khảo hạch là đủ nể mặt rồi, lẽ nào Tề Chấn Đào lại đưa mình vào ban tổ chức trung ương? Hình như Tề Chấn Đào không có uy lực như vậy. Nên biết cục cán bộ 2 ban tổ chức trung ương cũng gọi là cục cán bộ ngoại sự và đảng chính, chức năng chủ yếu là phụ trách khảo sát các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan đến đảng, chính pháp, trực thuộc trung ương. Các ban lãnh đạo phòng ngoại sự và cán bộ quản lý, cán bộ hậu cần của Trung ương. Trưởng, phó trưởng ban, các tỉnh ủy,
khu tự trị ủy, trực thuộc ban tổ chức cán bộ thành ủy, cơ quan và các cán bộ, phó trưởng phòng cán bộ nhân sự trực thuộc trung ương, đối với các vấn đề bổ nhiệm và miễn nhiệm, giao lưu, đãi ngộ, ly về hưu và vấn đề đề xuất của cán bộ quản lý trung ương và điều chỉnh của ban lãnh đạo cán bộ cấp bộ các cơ quan trực thuộc trung ương. Cán bộ họ khảo sát đều là cán bộ cấp phó tỉnh trở lên, Diệp Phàm là một trưởng phòng nhỏ, sao có thể dùng đại pháo bắn một con muỗi được. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, hôm nay tôi đến đây có thể cậu cũng hơi bất ngờ. Kỳ thực, không cần bất ngờ, đây là hình thức khảo hạch tổ chức tiến hành với cậu. Đồng chí Diệp Phàm đến rồi, vậy bắt đầu từ bí thư Trang đi, cứ ở tại phòng khác này đi, đồng chí Diệp Phàm, mọi người qua bên kia nghỉ ngơi chút đi, đợi đến khi được hỏi. Thái độ trưởng phòng Mã tương đối tốt, quay lại giải thích với Diệp Phàm. Cái này, làm cho Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên thấy hơi mơ hồ. Mã Thanh ở ban tổ chức trung ương dù nói chỉ là một trưởng phòng nhỏ, nhưng là người có phân lượng. Nếu nói Diệp Phàm là cán bộ cấp phó tỉnh, Mã Thanh khách khí một chút thì còn có lý, nhưng Diệp Phàm không phải trưởng phòng, Mã Thanh sao có thể khách khí với hắn. Người như Mã Thanh, thông thường đều mặt mày nghiêm túc. Cho nên, đối với hành động kỳ lạ này Mã Thanh, ngay cả cán bộ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đi cùng với y trưởng ban Khương Tắc Phú cũng nói thầm. Còn trưởng phòng cán bộ hai ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trung Ngọc trong lòng dĩ nhiên là không ngừng khiếp sợ. Không biết lai lịch Diệp Phàm này ra sao? Được trưởng phòng Mã ban tổ chức trung ương dùng thiện chí giải thích như vậy rồi còn mỉm cười nữa, vô cùng hòa hợp, giống như Diệp Phàm mới là từ ban tổ chức cán bộ trung ương xuống, còn Mã Thanh là người bị khảo hạch vậy, ngược đời quá. Cảm ơn, tôi ra ngoài trước. Diệp Phàm thể hiện cũng coi như bình tĩnh. Lễ phép gật đầu cùng đám Lô Trần Thiên đi ra ngoài, vì khảo hạch từng người một, không thể tụ tập lại. Sau đó, Mã Thanh kể lại tỉ mỉ những gì được biết về việc làm của Diệp Phàm, sau đó lại đến ban điều hành quốc lộ Thiên Tường, qua cục xây dựng Đức Bình, hết một ngày, Mã Thanh suốt đêm quay về Thủy Châu. Diệp Phàm, rốt cục là cậu đi đâu vậy? Trang Thế Thành hỏi, y cũng không rõ, vì Mã Thanh không lộ ra cái đinh gì, còn cho rằng Diệp Phàm làm chuyện này. Trong lòng có lẽ sẽ hiểu rõ nơi mình chuẩn bị đi. Cũng chẳng rõ lắm. Diệp Phàm lắc đầu, Lô Trần Thiên, Tôn Quốc Đống đứng cạnh đều tỏ ra nghi hoặc. Ánh mắt ba người đều đảo quanh Diệp Phàm, tư thế như nếu cậu không nói chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu. Diệp Phàm đương nhiên nhìn thấy, cười khổ nói. Ba vị lãnh đạo, tôi cũng hơi mơ hồ, mỗi ngày tôi đều ở Đức Bình, sao có thể đem công tác vào ban tổ chức trung ương, nói thật. Ban tổ chức trung ương ở chỗ nào tôi còn chẳng rõ, đừng nói là có quen người tổ đặc nhiệm a. Cậu ở Đức Bình không có nghĩa cậu không thể gọi điện thoại, giấu giếm cái gì, đến lúc này còn giấu gì nữa, có ý nghĩa gì? Lô Trần Thiên lạnh lùng hừ giọng, hơi bất mãn câu trả lời của Diệp Phàm, cho rằng thằng nhãi này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tôi thực sự không biết, tôi thề, có trời đất chứng giám, tôi mà có đi nhờ và cửa nào thì ra đường bị xe tung chết. Diệp Phàm thề độc, đám Trang Thế Thành suy nghĩ, gật đầu, biết tên nhóc này không giấu giếm gì. Cái này quái lạ thật, ban tổ chức trung ương đến khảo hạch cậu, cậu đâu phải quan to cấp phó tỉnh, tiểu Diệp, cậu không phải định đi ủy ban trung ương hay chứ? Trang Thế Thành cười ha hả nói. Chẳng hiểu nữa, ở tỉnh tôi có hỏi rồi, định về một phòng nào đó ở tỉnh một thời gian. Cái này tôi cũng mơ hồ, đến giờ vẫn như nằm mơ. Về tỉnh làm việc. Phải cần ban tổ chức trung ương ra mặt sao? Thật là kỳ lạ. Diệp Phàm sờ sờ cái cằm chẳng có lấy một cọng râu, mặt nghi ngờ, nhưng trong lòng mơ hồ đoán gì đó, chắc không phải Phượng Khuynh Thành của Phượng gia đang dở trò quỷ thì cũng là viên viên của Kiều gia rồi. Mặc kệ là đi đâu, Đức Bình vẫn là nhà của cậu, thường quay lại đây thăm nhé. Nếu nhậm chức ở bộ hay ủy ban trung ương, sau này đừng quên Đức Bình, ha ha. Lô Trần Thiên bắt đầu bàn tính. Tôi tin đồng chí Diệp Phàm là người quyến luyến cái cũ. Tôn Quốc Đống đứng cạnh cười phụ họa vào. Tối đó ba đầu sỏ đích thân mời Diệp Phàm đi ăn, ngay tại căn tin địa ủy, dĩ nhiên, lập tức làm kinh ngạc ánh mắt các cán bộ địa ủy. Nghe nói chưa, ban tổ chức trung ương xuống khảo hạch Diệp Phàm đó. Chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân địa khu Trần Lôi cùng phó trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy Thái Hồng Ngẫu và Ôn Bảo Linh công ty Thiên Lạc đang vừa ăn vừa trò chuyện. Hai. Có lẽ sau này không gặp được hắn rồi, Hồng Ngẫu, có phải hắn đi Bắc Kinh không? Mặt Ôn Bảo Linh lộ vẻ thản nhiên, không hiện cảm xúc. Không rõ lắm, rất giữ bí mật,
cấp trên không nói rõ là ở đâu. Chắc không phải ở tỉnh Nam Phúc, có khả năng lớn là sẽ đi các bộ hoặc các ủy ban trung ương. Thái Hồng Ngẫu cũng thở dài. Chị Ôn, nhớ hắn thì đêm nay hắn cũng hiến thân cho hắn đi, đàn ông mà, ăn chị rồi thì sẽ không quên được chị đâu, ha ha. Trần Lôi xinh đẹp cười phá lên, Ôn Bảo Linh trừng mắt nhìn cô, mặt hơi đỏ, hừ giọng nói. Hiến thân cô đi, xem chồng cô có đánh gãy chân cô không. Cho nên nói là em không dám, chị Ôn còn tự do, bây giờ còn không đi tìm đàn ông đi, hi hi. Trần Lôi như gà mái đẻ trứng cười hi hi không ngừng. Chị Ôn, chị nắm cho chặt vào, chọn tối nay là thích hợp nhất, sợ là mai hắn đã lên máy bay mất rồi. Thái Hồng Ngẫu cũng cười không ngừng. Chọc cho Ôn Bảo Linh bực bội, nhào tới, hai người đâm vào nhau. May là đang ở phòng riêng, không thì, sẽ bị người ta nhìn kinh ngạc, vì, ngọn núi của hai người đã lộ cả ra ngoài đầu vẫn chẳng để ý gì mấy chuyện bậy bạ. Chương 1102, thăng liền hai cấp. Bên trong, cười vang. Lúc lâu sau, ba cô gái trầm lặng lại, yên lặng ngồi ăn cơm, không nói gì nữa, ai cũng đều nghĩ đến nỗi lòng riêng. Anh em, cậu đi thật à? Tối, Diệp Phàm cùng uống rượu với Hạ Hải Vĩ. Chắc là đi, cũng chẳng biết đi đâu, thực sự mơ hồ, cũng chẳng ai gợi ý gì cả, buồn thật. Diệp Phàm thở dài. Đầu năm nay lạ thật, thực sự là làm chuyện tốt không lưu danh. Hạ Hải Vĩ biết Diệp Phàm không lừa y, cười nói. Có phải bí thư Tề không? Không phải ông ấy đâu, tối qua ông ấy còn hỏi em, nói là sở giao thông với sở tài chính em thích chỗ nào, em nói không đi sở tài chính, lão già ngọc sử giới ở đó, em đi không phải tự nộp mình à? Chắc là ông ất đang đánh tiếng bên sở giao thông rồi. Diệp Phàm nói, liếc nhìn Hạ Hải Vĩ, nói thêm. Em vừa nói với chú Tề chuyện này còn bị ông ấy mắng, nói là em hài lòng, làm ông ấy tốn sức để kiếm vị trí tốt. Sau này em giải thích nửa ngày, cuối cùng mới bỏ qua cho em đó. Ha ha ha, đáng đời, ông em làm chuyện gì chứ, ngay cả mình cũng lọt vào sương mù, không phải cô nàng Phượng đứng sau giúp đỡ cậu chứ. Hạ Hải Vĩ cười nói, vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa. Cô ấy, gần đây hận chết em, lần trước chân em bị cô ấy giẫm sưng cả lên, cô nàng này, hung dữ lắm, đúng là cọp cái. Diệp Phàm hừ giọng nói. Đang nói thì không ngờ nhận được điện thoại, là Túc Nhất Tiêu, nói là y được điều đến thị xã Ngư Đồng thành phố Việt Đông công tác, bảo Diệp Phàm sau này rảnh thì đến chơi. Anh Túc, không phải anh nói đi Thủy Châu à, sao lại chạy xa vậy? Sau này có muốn gặp mặt cũng khó. Diệp Phàm có chút cảm xúc. Hai, ông em không phải không biết tình hình của tôi, chuyện ở nước mình đã truyền đến Thủy Châu, xa một chút cũng tốt, hai năm sau quay lại, hơn nữa. Bên Ngư Đông cậu tôi có một người bạn cấp bậc không thấp, có người bao che làm việc dễ hơn. Túc Nhất Tiêu nói thực tình hình. Vậy chúc mừng. Diệp Phàm cười, hai người nói vài câu, Túc Nhất Tiêu đột nhiên nói. Nghe nói cậu muốn xuất ngoại à? Xuất ngoại, là ý gì? Diệp Phàm thực sự giống như hòa thượng bị đánh hai gậy, ngơ ngác chẳng hiểu gì. Không phải cục cán bộ hai ban tổ chức trung ương xuống khảo hạch cậu sao? Nghe nói họ khảo hạch nhân viên công tác trú tại nước ngoài. Thời gian trước không phải cậu cũng nghỉ phép đi nước ngoài à, ông em, cứ giải đường qua nước ngoài lăn lộn vài năm trở về lập tức là một quan lớn cấp phó giám đốc sở, ha ha ha. Túc Nhất Tiêu nói, trong tiếng cười có chút chua chát, cũng chẳng biết là nghe tin đồn từ đâu, lẽ nào từ chỗ trưởng ban thư ký Kiều truyền đến. Em nói này anh Túc, không có chuyện đó, không thể nào. Mặt Diệp Phàm suýt chút nữa đổ mồ hôi. Cái này chỉnh đến bộ hai ủy ban trung ương còn được, đồng chí lão Túc này phút chốc chỉnh đến nước ngoài, cứ mỗi người chỉnh đi một chút, e là phải đi nhậm chức ngoài hành tinh mất, hai người rông dài một chút mới cúp máy. Lão ạ, anh xem, đây là chuyện gì? Một người từ ban tổ chức trung ương đến, ông đây bị người ta làm thành trăm câu chuyện cười. Lúc thì các bộ ban trung ương, lúc thì ở tỉnh ngoài, lúc lại nói ra nước ngoài, đoán giả đoán non, còn nhiệt tình hơn cả em, xuống thêm lần nữa. Có phải là sắp cho em đi sao hỏa làm trưởng ban không? Diệp Phàm chắp hai tay, không ngừng cười khổ. Cái này bình thường thôi, người nước ta thích ăn xong nói chuyện phiếm, dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm mà, cậu em lập tức đã trở thành đề tài nóng hổi của mọi người rồi, đáng mừng quá. Hạ Hải Vĩ cười không ngớt. Hai ngày sau đều có bạn tốt gọi điện đến,
Hình như toàn bộ cán bộ cũ ở Ma Xuyên cũng lên Đức Bình điên cuồng chúc rượu. Diệp Phàm ứng đối mệt cả người. Đến tối ngày thứ ba, nhận được điện thoại của Kiều Viên Viên, cười nói. Thế nào, sống dễ chịu chứ? Dễ chịu, em thử xem, anh sắp mệt chết rồi đây này, chuyện này là do em làm à? Diệp Phàm tức giận, hừ giọng nói. Giận à? Kiều Viên Viên cười nói. Vậy là em ngầm thừa nhận đúng không? Cũng chẳng nói trước với anh một câu, bị động quá. Diệp Phàm hơi bất mãn, nhưng trong lòng cũng khá thoải mái. Đại lão gia, có thể được một cô nàng xinh đẹp như Kiều Viên Viên nhớ đến, hơn nữa còn âm thầm giúp đỡ, không vui mới là lạ. Đặc biệt là đám đàn ông, thói hư vinh khá lớn. Cái này không phải chủ ý của em. Kiều Viên Viên vẻ mặt nghiêm túc, nói. Không phải chủ ý của em, vậy của ba em à? Cái này, hình như không thể, Bộ trưởng Kiều, hình như anh đây không giao tiếp nổi. Diệp Phàm châm chọc nói. Là Lý Tướng Quân gọi em đến, kể chuyện của anh, sau đó em lờ mờ nói cha nghe một chút, cha nghe nói đó là ý của Lý Tướng Quân, chẳng nói gì, sau đó thì làm. Hơn nữa, làm rất gấp, hôm Mã Thanh xuống, em mới gọi điện thoại nói với ông ấy thôi. Kiều Viên Viên vội giải thích. Lý Khiếu Phong đúng không? Ông lão này nhiều chuyện thật, về hưu rồi còn chõ mõm vào. Diệp Phàm miệng trách, nhưng trong lòng tương đối hưởng thụ, lòng nghĩ có phải là ở Thái Lan giúp ông ấy thắng được mấy triệu, ông lão này đã vui vẻ thưởng chức vị cho mình. Người ta giúp anh còn trách, đúng là chẳng biết lòng người tốt. Kiều Viên Viên bất mãn nói. Không trách, mà em nói đi, lão Lý nhét anh vào chỗ nào vậy? Có phải các bộ và ủy ban trung ương? Chẳng hạn như bộ tài chính gì đó hình như cũng chẳng tệ, sau này mỗi tối có thể về ôm Viên Viên của anh ngủ rồi, có một cái giường thật êm nữa thì tốt. Diệp Phàm cười ha ha, bên kia truyền đến tiếng trách mắng của Kiều Viên Viên. Bản cô nương không phải cô em giường ấm, muốn thì đi tìm em gái Phượng gia của anh đi. Có thật là đi Bắc Kinh không? Diệp Phàm đoán. Đáng tiếc là không phải, anh nghe xong đừng hối hận, hình như là đi thành phố Ngư Đồng Việt Đông. Kiều Viên Viên cười nói, vui vẻ vì người khác gặp họa. Thành phố Ngư Đồng, sao lại cùng anh Túc Lẳng Lơ kia làm chung một chỗ, đây đúng là đi xung quân mà, làm xa như vậy, không quen cuộc sống, ông lão Lý đang nghĩ gì vậy? Diệp Phàm có chút tức giận, kêu lên. Anh còn trách ông ấy, thành phố Ngư Đồng tốt hơn Đức Bình các anh nhiều, tỉnh Việt Đông người ta cũng tương đối nổi tiếng. Về mặt kinh tế, nghe nói chẳng kém tỉnh thành Thủy Châu các anh bao nhiêu. Lúc trước cha em còn có chút khó xử, nhưng nể mặt tướng quân Lý, cuối cùng cha em mới đồng ý. Kiều Viên Viên hừ giọng nói, cảm giác lòng tốt bị coi thường. Thế, Viên Viên, anh qua đó làm chức gì, cấp bậc gì, chắc là thăng lên một bậc chứ? Diệp Phàm hỏi thăm, cái này, có liên quan đến vấn đề thăng quan, nên tương đối kích động. Làm quan toàn giỏi cái miệng. Không nói cho anh đâu. Kiều Viên Viên nắm rất chặt, cuối cùng. Diệp Phàm phải liên mồn nói xin lỗi đại tiểu thư Kiều mới vui vẻ hừ giọng nói. Anh tiến một bước lớn rồi, bí thư đảng ủy pháp ủy thành ủy kiêm cục trưởng công an thành phố Ngư Đồng. Sao mà lập tức đi làm bên chính pháp vậy, trước nay anh chưa từng làm công an, phiền phức thật. Diệp Phàm lắc đầu, hừ giọng. Được lợi rồi còn bày đặt, hứ. Kiều Viên Viên gác máy. Nghĩ lại một chút, Diệp Phàm thấy cũng nên gọi điện cảm ơn Lý Tướng Quân một tiếng. Lý Tướng Quân, chuyện lần này cảm ơn ngài. Diệp Phàm nói, giọng điệu tôn kính. Không cần cảm ơn, tôi còn phải cảm ơn anh, không những kiếm tiền cho tôi, mà gần đây tình hình sức khỏe Lý Long tương đối tốt, chắc thêm một thời gian điều chỉnh nữa thì có hy vọng đột phá. Tuy nói con trai tôi cả đời này hẳn sẽ chẳng có nhiều thành tựu về quốc thuật, ngũ đẳng là đỉnh điểm của nó rồi. Nhưng, có sức khỏe tốt, đối với công việc mà nói cũng có lợi. Lý Khiếu Phong tương đương khách khí, Diệp Phàm cảm ơn ông, lại thành ông ấy cảm ơn Diệp Phàm. Tôi vẫn phải cảm ơn ngài, nói thật, địa vị cao như vậy tôi nhất thời phản ứng không kịp. Sợ lên cao quá ngã càng thảm hại hơn. Trong lòng Diệp Phàm có chút không yên. Vị trí đó còn cao sao, so với thân phận phó soái tổ đặc nhiệm 8 của anh, còn kém lắm, không phải chỉ là một phó giám đốc sở thường vụ sao. Lời nói của Lý Khiếu Phong khiến cho Diệp Phàm tương đối xấu hổ. Một phó giám đốc sở thường vụ trong mắt ông ta chắc chẳng khác nào một quan thôn, người ta là thượng tướng, trước khi về hưu,
thân phận bên ngoài của Lý Tướng Quân là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm ủy viên quân ủy, đường đường là quan lớn cấp phó quốc, thuộc nhóm người đứng đầu Trung Quốc, cái này, đương nhiên là không sao được. Với tôi là cao lắm rồi, ha ha. Diệp Phàm cười nói. Nhưng, bảo cậu đi thành phố Ngư Đồng tỉnh Việt Đông cũng có chút nguyên nhân. Lý Khiếu Phong đột nhiên nói. Nguyên nhân. Diệp Phàm lặp lại, chờ Lý Tướng Quân giải thích, tự nhủ bí thư đảng ủy chính pháp này, quả là cũng chẳng dễ làm. Thảm án Ngư Đồng cậu có nghe nói chưa? Giọng Lý Tướng Quân khàn khàn. Có nghe nói, báo chí TV đều đưa tin, hình như xảy ra nửa năm rồi, có mười mấy người chết. Diệp Phàm nói. Ừ, chuyện này trì hoãn mạnh, thành phố Ngư Đồng không đủ lực, đã nửa năm rồi, chưa tìm được chút manh mối. Lúc ấy, đại án này kinh động đến Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an thành phố. Cục trưởng Công an Trịnh Hòa Minh vì không đủ sức điều tra vụ án, bị lột mũ quan, giờ đã lùi về tuyến 2. Trọng trách trên vai cậu không nhẹ. Lý Khiếu Phong chỉ rõ. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu, nói. Tôi sẽ cố gắng. Chắc tướng quân chân còn dặn dò cậu thêm, nhưng, có lẽ vẫn còn vận may giáng xuống. Lý Khiếu Phong cười nói. Vận may, có phải phát tiền thưởng, lần này đi Thái Lan, tôi cũng có bỏ ra chút sức cho tổ đặc nhiệm A đúng không? Diệp Phàm cười gượng hai tiếng, có lợi dĩ nhiên hắn sẽ không cự tuyệt. Tiền của cậu chưa đủ nhiều sao, nghe nói cậu cũng có mấy chục triệu, lại còn hai chỗ bất động sản, giá trị 30-40 triệu. Hơn nữa, lần cử quyền trước, chúng tôi chỉ lấy số nhỏ, cậu kiếm được không ít đâu. Lý Khiếu Phong tức giận, hừ giọng nói. Không nhiều lắm, chỉ 2 triệu đô la Mỹ thôi. Diệp Phàm thành thật nói. Còn không nhiều à, mới 2 triệu, còn đô la Mỹ. Cả đời tôi cũng chưa kiếm được số tiền lớn như vậy. Lý Khiếu Phong trêu chọc nói, trầm mặc chốc lát, nói. Được rồi, Ngư Đồng là quê tôi, dù nói bậc cha chú đều đi cả rồi, nhưng vẫn là quê tôi. Cậu đừng lo quá, cũng không uổng lần này tôi bán cái mặt già này. Muốn hỏi tiền thưởng, cậu tự đi hỏi Tiểu Trấn Tử là được, cái đó, cũng là cái cậu nên có. Tôi biết cậu vì chuyện quốc gia mà bỏ không ít tiền túi, sau này không cần làm chuyện như vậy, quốc gia có tài chính giàu mạnh ủng hộ. Cậu có lấy đi vài triệu người ta cũng chẳng để ý. Tiền nên lấy về cứ lấy. Cậu giúp quốc gia làm việc, đó là nên như vậy. Chương 1103, Triệu Bảo Cương giải đường trước. Cảm ơn. Diệp Phàm nói, ngẫm nghĩ một chút thấy vẫn không nên gọi cho Trấn Đông Hải. Dù sao mình cũng chẳng hứng thú với tiền thưởng. Nhưng, điện thoại của Trấn Đông Hải đã tìm tới cửa, nói. Cậu đi Ngư Đồng hy vọng có thể chiếu cố cái căn cứ mới xây dựng bên đó. Gần đây căn cứ phi ngư đảo Hải Nam không vững, tổng bộ quyết định đem căn cứ đến cảng Hùng Sơn thành phố Ngư Đồng. Bên đó cũng có 100 người, đợi sau khi toàn bộ ngầm chuyển qua thì cũng mấy 100 người. Cậu có rảnh thì qua đó xem xét thử. 2 ngày nữa Trương Cường sẽ đem tài liệu đến. Còn nữa, nếu cậu có rảnh thì bỏ chút thời gian xử lý ân oán với Đỗ Phong đi, chuyện này không phải là chuyện nên kéo dài. Đỗ Phong không an tâm, chúng ta mắt nhìn thấy một đại cao thủ mà không thể sử dụng cho đất nước, lòng tôi cũng nôn nóng. Cái này, tổng bộ các ông có thể nhúng tay vào dàn xếp chuyện Đỗ gia là được rồi, đâu cần tôi phải ra mặt, một Đỗ gia chắc chẳng thể làm khó được tổng bộ tổ đặc nhiệm A, bảo anh Phá Thiên đến nói đi, công lực của anh ấy chắc hẳn có thể ngăn chặn được Đỗ Tử Nguyệt. Hơn nữa, gần đây tôi bận lắm, nếu thực sự đi Ngư Đồng thì lại càng bận hơn, mấy ngày nữa là Tết rồi. Diệp Phàm muốn phủi tay. Chuyện này chúng tôi chẳng cách nào ra mặt được. Đỗ Phong chỉ quen mình cậu. Có ra mặt cũng phải cậu ra mặt. Thực sự không được thì Tết đến Đỗ gia một chuyến đi. Bên tổng bộ chúng tôi sẽ phái người tích cực ủng hộ cậu. Muốn ai, chẳng hạn Phá Thiên, tôi sẽ gọi đến hiệp trợ cậu là được rồi. Còn về căn cứ cảng Hùng Sơn, đó là bí mật. Căn cứ có người chuyên xử lý, không cần cậu quan tâm nhiều. Cậu có rảnh thì đến xem là được rồi. Hơn nữa, cậu đi Ngư Đồng cũng không quen cuộc sống ở đó, dù sao cũng phải tìm vài đồng bọn mới được. Có một nhánh quân đội trong tay xử lý vài chuyện nhỏ cũng dễ dàng hơn, không phải cậu là cục trưởng công an sao? Chẳng hạn như vây bắt hung thủ không phải cần người à? Căn cứ Hùng Sơn có một đội hải quân, thuộc quản hạt căn cứ Việt Châu của căn cứ Tam Đại thuộc hạm đội Nam Hải. Căn cứ cũng có mấy tàu chiến, người phụ trách căn cứ là Phó Tư lệnh Việt Châu, tên Tiền Sâm, quân hàm đại tá. Về sau,
Cậu chính là lãnh đạo trực tiếp của y, bọn họ đều là cấp dưới của cậu. Trấn Đông Hải không ngờ giật dây Diệp Phàm giải quyết việc riêng, Diệp Phàm dĩ nhiên là hết chỗ nói, chỉ còn cách gật đầu. Lúc này, Trấn Đông Hải tạm thời gác máy, bảo Diệp Phàm chờ một chút, chắc là nhận được chỉ thị khẩn cấp. Không lâu sau đã điện lại, vui mừng, cười nói. Diệp Phàm, chúc mừng cậu, đắc ý trong chốn quan trường chính trị, còn ở bên này, quốc gia cũng coi trọng cậu, đã phê chuẩn cho cậu quân hàm thiếu tướng. Cậu lập tức đến Tổng bộ Tổ đặc nhiệm A ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trấn nói chưa gặp cậu lần nào, quân hàm lần này muốn đích thân bí mật thụ huân cho cậu. Thực sao? Dù Diệp Phàm có tố chất tâm lý khá cao, nhưng nghe một tin như thế này, khó tránh khỏi kích động không ngừng, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy. Chuyện lần này là Lý tướng quân giúp cậu, đã đích thân đi tìm Chủ tịch Trấn. Còn nói muốn đem dạy ngạch thượng tướng còn trống sau khi mình về hưu trao cho cậu gì đó, Chủ tịch Trấn suýt nữa thì bị chọc cười. Cậu mới bao nhiêu tuổi mà lên thượng tướng, vậy các tướng quân của Trung Quốc chúng ta thành củ cải trắng tùy tiện nhổ mất. Vì việc này, Lý tướng quân ở quân ủy đã văng nước miếng với hai lão già đó. Dĩ nhiên, chỉ giới hạn vài người biết thân phận của cậu, cậu không cần lo lắng gì hết. Phải tin vào tình yêu nước của bọn họ. Hai lão này chủ yếu là thấy tuổi cậu nhỏ quả, nên khó mà chịu đựng được. May là bí mật thụ huân, mà cậu thì không thích đường hoàng, bằng không, Chủ tịch Trấn cũng chẳng dám đưa quyết định này. Lần này cậu có vinh dự đặc biệt, phần lớn là quy công cho thứ cậu đem về được trong cuộc chiến đảo rắn ưng Glasgow năm ngoái. Lúc đó Lý tướng quân giận lắm, đem những bức ảnh liên quan đến thứ đó đập lên bàn hai lão già quân ủy. Hai người miệng vẫn cứ kiên trì nói mãi không chịu nhường, cuối cùng cũng ngậm miệng lập tức. Nhưng, thực sự tuổi cậu cũng hơi trẻ, ý chủ tịch là đợi vài năm nữa, ít nhất là được khoảng 30 tuổi rồi tính. Tuy nhiên, Lý tướng quân hiển nhiên là không chờ được, làm ầm ĩ lên, cuối cùng cũng mò ra được một tướng quân, ha ha ha. Trấn Đông Hải cười, cũng không ngừng vui vẻ. Cảm ơn tín nhiệm của chủ tịch đối với tôi, cảm ơn ngài và Lý tướng quân đã đề bạt. Tuy nói ngài không nhắc đến mình, nhưng tôi biết, lúc hai lão quân ủy kia lải nhải, chắc chắn ngài cũng tham gia vào. Vừa hay hai chọi hai, chắc hẳn là rất đặc sắc. Tôi muốn nói Diệp Phàm tôi không phải thánh nhân, nhưng Diệp Phàm tôi luôn có một trái tim yêu nước. Sẽ không làm chuyện gì gây nguy hiểm cho an toàn quốc gia. Người ta nói người luyện võ có đức, đó cũng là một loại tu dưỡng, tôi nghĩ, thậm chí ít nhất ở phương diện tận trung với quốc gia. Đức hạnh của tôi có thể qua được bất kỳ khảo nghiệm gì. Diệp Phàm dường như đang hùng hồn tuyên bố lời thề, nói năng rất có khí phách. Dĩ nhiên là tôi tin cậu, từ những gì cậu làm có thể thấy rồi, mắt của bọn họ sáng như tuyết. Cậu vì quốc gia đã trả giá rất nhiều, vài lần mạo hiểm đến tính mạng. Cái này, là cái cậu nên được, lập tức xuất phát đi, tới nhanh một chút, mai gặp ở Tổng bộ Bắc Kinh. Trấn Đông Hải tràn đầy hăng hái, Diệp Phàm cũng bị cuốn hút. Cái thằng nhãi này, càng ngày càng có thành tích, đáng tiếc, tuổi của Triệu Tứ hơi lớn một chút, phó chủ tịch quân ủy sắp về hưu Triệu Bảo Cương ngồi trên xích đu thở dài, ông đã đem quyền lực chuyển giao ra ngoài, mấy ngày là một thời gian quá độ đặc thù của công việc. Nhưng, chuyện Diệp Phàm bí mật sắc phong thiếu tướng là do may mắn đến quân ủy lần cuối mới biết được tin này. Dù là một lão tướng quân như ông ta cũng phải không ngừng chấn động, hơn nữa, còn âm thầm vui mừng. Ba nói ai làm ra thành tích? Triệu Quát ngồi trên ghế, thản nhiên cười nói. Ha ha, Triệu Tứ gần đây có đi tìm Diệp Phàm không? Triệu Bảo Cương dĩ nhiên biết là mình nói bậy rồi, dù con trai Triệu Quát biết thân phận của Diệp Phàm trong tổ đặc nhiệm A, dù Triệu Bảo Cương rất muốn nói với anh ta Diệp Phàm đã là tướng quân, nhưng Triệu Bảo Cương vẫn không nói. Ông là một quân nhân nhiệt tình và vì nước quyết tâm. Đối với chuyện đại sự, sẽ không hồ đồ. Vì, quân phàm Diệp Phàm nghe nói là do đích thân chủ tịch Trấn trao. Không rõ lắm, con bé đó, cả ngày đi dạo, gần đây mở công ty nên rất hứng thú, nói là một năm phải kiếm được hơn 10 triệu cho con thấy, ha ha, tiểu tứ nhà chúng ta đã lớn rồi. Triệu Quát mỉm cười hiền hậu. 2. Triệu Bảo Cương thở dài, liếc nhìn đứa con thứ hai tương lai sẽ gồng gánh Triệu gia trong quân đội này, có chút buồn phiền. Vì, trước khi về hưu Triệu Bảo Cương định nâng đỡ Triệu Quát ngồi trên ngai vàng tư lệnh quân khu, tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, trong triều rất phức tạp, ích lợi khắp nơi gút mắc với nhau. Cuối cùng, Triệu Quát vẫn không thể lên chức, đây là chuyện rất tiếc nuối của Triệu Bảo Cương. Nhưng ông cũng biết,
Quốc gia lớn như thế, phe phái lớn như thế, chức vị chỉ có vài cái, không thể nào mọi sự như ý được. Triệu gia, khoảng thời gian sau này trong quân giới tiếng nói cũng sẽ yếu đi nhiều. Ăn ở khiêm tốn, chính là nghiêm lệnh của Triệu Bảo Cương với con cháu trong quân giới. Nhưng, đứa con lớn Triệu Sương Sơn, khi đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Chiết Ninh, biểu hiện của anh ta khiến Triệu Bảo Cương tương đối hài lòng. Càng làm cho lão Triệu hơi tự đắc là Triệu Sương Sơn cũng không chịu thua kém ai, không ngờ còn đánh bại liên minh hai nhà Tào cấu chuyện đề cử Quốc Khánh đến tỉnh Việt Đông nhậm chức, Triệu Sương Sơn đã tới tỉnh Việt Đông đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy rồi. Còn Tào Quốc Khánh, từ bộ trưởng Bộ Tài chính xuống địa phương, kết quả là, lại mò phải vị trí bí thư tỉnh ủy một tỉnh nghèo. So với tỉnh lớn như Việt Đông, kinh tế so với ba tỉnh đứng đầu trong cả nước, cũng chẳng kém không bao nhiêu. Triệu Sương Sơn đã tới Việt Đông tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy, mà còn có một danh hiệu lớn hơn đang chờ anh ta, đó là chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, trước mắt anh ta vẫn đang dự khuyết. Nhưng, Triệu Bảo Cương đã đạt được hiệp nghị với các thế lực, chuyện Triệu Sương Sơn trở thành ủy viên Bộ Chính trị Trung ương là chuyện ván đã đóng thuyền. Còn Tào Quốc Khánh mất đi vị trí Việt Đông, sau này muốn kiếm một ghế trong Bộ Chính trị tương đối khó. Vì, lần này đại về hưu không riêng gì Triệu Bảo Cương, Tào gia Tào Mộng Đức cùng với Cố gia Cố Thiên Long hai lão gia này hơn 10 ngày sau cũng về hưu, hiện nay cũng đang làm thủ tục bàn giao công việc. Nghĩ đến đây, Triệu Bảo Cương thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, đột nhiên há mồm ra. Giang bạn Hà Nhân Sơ Kiến Nguyệt, Giang Nguyệt Hà Niên Sơ Chiếu Nhân. Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ, Giang Nguyệt Niên Niên Trích tương tự. Bất chi Giang Nguyệt đãi Hà Nhân, đãn kiến trường Giang Tống Lưu Thủy. Triệu Bảo Cương sau khi hát Xuân Giang Hoa Đêm Trăng của Trương Nhược Hư, quay đầu lại nói với con thứ hai Triệu Quát. Triệu Quát, gọi điện cho anh con, cha có chuyện muốn nói với nó. Không lâu sau, truyền đến giọng khàn khàn, mệt mỏi của Triệu Sương Sơn. Cha, có chuyện gì ạ? Không có chuyện gì thì không gọi được sao? Triệu Bảo Cương tức giận hừ giọng nói. Con không phải có ý đó, gần đây con bận lắm, vừa đến Việt Đông. Cha cũng biết đó là một tỉnh lớn, quân lãnh đạo của kinh tế của nước, mọi chuyện cực kỳ phức tạp. Triệu Sương vội giải thích, tính tình cha anh ta không phải nóng nảy bình thường, nếu thực sự bị chọc giận có thể bị mắng như máu chó phun ngay tại chỗ. Ừ, Việt Đông là tỉnh lớn, các thế lực đều có người muốn chiếm vị trí đó, con làm nhân vật số một, cân bằng quan hệ khắp nơi tương đối quan trọng. Chuyện gì xảy ra cũng dính líu đến mình, mắt phải nhìn xa một chút. Phải chú ý đến thành viên trong tổ chức của mình, mà lại còn phải để ý cân bằng lợi ích các mặt, đúng là làm khó con rồi, nhưng, làm một người. Triệu Bảo Cương thuận miệng nói, biết con hiểu những cái này, mình chỉ lặp lại chút thôi. Chuyện này không thể gấp được. Triệu Sương Sơn có chút buồn bực, nói. Có chuyện này phải nói với con, trước kia có nói với con một người, tên Diệp Phàm, con có nhớ không? Triệu Bảo Cương nói. Diệp Phàm. Con nghĩ đã. Triệu Sương Sơn suy nghĩ hồi lâu, nói. Quên rồi, nhiều chuyện quá mà. Sao mà quên được, quên ai thì quên đừng quên thanh niên này. Triệu Bảo Cương có chút bất mãn, trước kia mình đã cẩn thận dặn dò chuyện này, không ngờ Triệu Sương Sơn đã quên. Cái này cũng khó trách anh ta, Triệu Bảo Cương biết rõ sự tình của Diệp Phàm, Triệu Sương Sơn thì lại chẳng biết. Hơn nữa, Diệp Phàm mới đầu 20. Cấp bậc chức vị căn bản không làm Triệu Sương Sơn hứng thú, quên hắn cũng là chuyện bình thường. Lại thêm, năng lượng thực tế của Diệp Phàm dù sao do với Triệu Sương Sơn cũng yếu như kiến, sao khiến Triệu Sương Sơn hứng thú được. Chương 1104, Chủ tịch đích thân trao quân hàm tướng. Chính là bạn của Triệu Tứ, người huyện Cổ Xuyên thành phố Mặc Hương, một thằng nhóc tương đối có năng lực. Triệu Quát bên cạnh lớn tiếng nói, đã truyền đến tai Triệu Sương Sơn. Ừ, bạn của Triệu Tứ cũng nhiều lắm, sao con nhớ được? Triệu Sương Sơn vẫn không lĩnh hội được ý của cha, thản nhiên nói, căn bản là không để tâm. Được rồi, cha nói với con, hiện nay cậu ấy đến thành phố Ngư Đồng tỉnh Việt Đông đảm nhiệm bí thư đảng ủy pháp ủy. Triệu Bảo Cương mỉm cười, nói, thằng nhóc này, đổi tới đổi lui cuối cùng được chuyển đến cửa nhà họ Triệu mình. Triệu Bảo Cương đương nhiên là có dã tâm. Ông không trông cậy vào vị trí hiện nay của con trai, nếu Triệu Sương Sơn muốn tiến một bước vào ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, phân lượng của tổ đặc nhiệm A tương đối lớn. Tổ đặc nhiệm A tuy nói bất hiện sơn, bất lộ thủy, người Trung Quốc bình thường căn bản là không nghe nói đến tổ chức này,
hơn nữa, cũng không can thiệp chuyện của chính phủ. Hình như không có nhiều năng lượng lắm, cũng chẳng lợi dụng được bao nhiêu. Nhưng, Triệu Bảo Cương hiểu rõ, mỗi một chủ tịch nước đảm nhiệm, đầu tiên phải nắm chắc tổ đặc nhiệm A trong tay mới được. Đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A không nhiều lắm, chỉ có 40-50 người, nhưng, nhân viên bên ngoài khác nhiều. Nói đơn giản, chẳng hạn như căn cứ Cảng Hùng Sơn ở Ngư Đồng hiện nay, bên trong căn cứ kỳ thực chỉ có 2 đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A, nhưng toàn bộ Cảng Hùng Sơn bị tổ đặc nhiệm A khống chế chặt chẽ, căn cứ còn có đội tàu chiến uy lực không nhỏ, mà những tàu chiến bề ngoài là một đội của Hải đội Nam Hải, kỳ thực không phải thế. Triệu Bảo Cương biết, mục đích thực tế của những chiếc tàu chiến trên mặt nước là để bảo vệ một trong 2 chiếc tàu ngầm mới nhất, duy nhất của quốc gia được chuyển đến từ đảo Phi Ngư Thần Long số M2. Một chiếc đậu cách thủ đô Bắc Kinh không xa, một chiếc đậu tại căn cứ Hùng Sơn Ngư Đồng. Căn cứ Hùng Sơn đối diện với Hong Kong, các Đông Nam Á không xa, hơn nữa, còn có thể ách chế eo biển Đài Loan, phạm vi phóng đạn tương đối xa. Tàu ngầm Thần Long M2 là thành quả công nghệ cao mới nhất của Trung Quốc, trước mắt còn đang trong giai đoạn tuyệt đối giữ bí mật. Vị trí chiến lược của căn cứ Hùng Sơn quá trọng yếu, hơn nữa, nơi này điều kiện địa thế rất tốt, là cảng đẹp hiếm có của nước ta. Ở trong đó chấp hành chính sách ngoài lỏng trong chặt, bên ngoài chỉ là một đội tàu chiến, tư lệnh căn cứ chỉ mới quân hàm đại tá, không chỉ có vài trăm người, kỳ thực, bên trong núi còn có mấy trăm người xử lý M2. Bằng không, sẽ không đưa người tổ đặc nhiệm A từ đảo Phi Ngư đến đây rồi. Lần này Diệp Phàm đến thành phố Ngư Đồng nhậm chức, chứng tỏ là có quan hệ với căn cứ Hùng Sơn. Nhưng, Triệu Bảo Cương sớm đã bí mật điều tra rồi, lần này sắp xếp Diệp Phàm đi Ngư Đồng, chính là vương bài đại soái của tổ đặc nhiệm A đã về hưu thượng tướng Lý Khiếu Phong. Lòng dạ Tư Mã Chiêu ai mà chẳng rõ, không khó có thể đoán được mục đích chính của tổ đặc nhiệm A là kêu Diệp Phàm đi coi ngó căn cứ Hùng Sơn Ngư Đồng. Vì, các thế lực nước ngoài hình như cũng đã ngửi được mùi gì đó, chỉ sợ họ sẽ phải hư chuyện này. Kỳ thực, Triệu Bảo Cương nghiền ngẫm sai ý của Thượng tướng Lý Khiếu Phong rồi. Thượng tướng Lý thực sự không có ý này. Ông ta thấy 2 nhà Tào cố liên kết với Phí Gia, xuống tay với tên nhóc này ở tỉnh Nam Phúc, khiến Diệp Phàm mất đi cơ hội nhậm chức ở khu Hồng Liên, Thủy Châu. Mà lần trước Diệp Phàm đã giúp cho con trai Lý Long của Thượng tướng Lý, nên Thượng tướng Lý thấy không vừa mắt, đành phải red eye. Suy nghĩ một lát, Thượng tướng Lý đột nhiên nghĩ đến thảm án xảy ra ở Ngư Đồng. Ngư Đồng là quê cũ của Lý Thượng tướng, cho nên, mới sắp xếp để Diệp Phàm đi điều tra vụ án ở Ngư Đồng, thuận tiện cho hắn thăng quan luôn. Còn căn cứ Hùng Sơn thật ra là do Trấn Đông Hải thuận tiện đưa vào luôn, chứ kỳ thực, Thượng tướng Lý cũng suy xét đến chuyện này, nhưng có điều, không phải là vấn đề suy xét chủ yếu. Trấn Đông Hải thì lại lấy chuyện này là chính. Căn cứ Hùng Sơn do Tổng bộ tổ đặc nhiệm A trực tiếp quản lý, Trấn Đông Hải treo thêm căn cứ kia lên Diệp Phàm, một là để bồi dưỡng nhân tài, một là để Diệp Phàm không nhấc tay ra được, bất cứ lúc nào cũng treo trên cần câu của tổ đặc nhiệm A. Từ đó có thể thấy Trấn Đông Hải rất coi trọng Diệp Phàm. Còn ánh mắt Triệu Bảo Cương thực sự rất xa, đã coi Diệp Phàm là người tiếp nhận tương lai của tổ đặc nhiệm A. Cho nên, sớm lặng lẽ suy xét tất thảy cho Triệu gia. Nhưng thân phận đặc biệt của Diệp Phàm, có những chuyện chỉ có thể ám chỉ không thể nói rõ được. Ừ, đến Ngư Đồng, cha, có phải cha muốn con chiếu cố hắn chút không? Triệu Sương Sơn hỏi. Chiếu cố, ha ha, nên chiếu cố thì chiếu cố, nên uốn nắn thì uốn nắn không nên thân, nhưng có mức độ, bản thân con phải nắm cho chắc. Duy chỉ có một điểm đó là phải để cho hắn có tồn tại lòng cảm kích với Triệu gia mới được. Tuy nhiên, với tính cách của tên nhãi đó, nếu con chọc giận hắn thì hắn cho con lâm vào thế bí cũng có khả năng đây. Đừng có cho rằng con là bí thư tỉnh ủy, thằng nhãi đó, tính khí cương lắm, nhưng mà, quái lạ là cái nguyên tắc cứng quá dễ gãy lại không thể hiện ở hắn, hắn may mắn lắm. Triệu Bảo Cương cười nói. Cho con lâm vào thế bí, hắn à? Triệu Sương Sơn hừ giọng khinh thường. Được rồi, tiểu tử đó có năng lực lắm, đừng thấy hắn nhỏ, quốc lộ thiên tường là hắn làm đấy. Dùng cho tốt thì là một nhân tài, dùng không tốt thì là tên hay sinh sự. Con cứ tự suy nghĩ cho kỹ đi. Còn nữa, Triệu Tứ đối với hắn cũng tương đối tốt, chớ chọc tiểu tứ nhà chúng ta nổi giận tìm tới văn phòng con. Đến lúc đó lâm vào thế bí, đừng có mà gọi điện cho cha. Triệu Bảo Cương cười gác máy. Ông nội, ông lại đem con trước mặt bác cả rồi, hừ. Vừa mới gác máy,
Bên ngoài đã có tiếng hừ lạnh cố ý của Triệu Tứ. Ông nào dám, bé Tứ nhà ta là hoàng hậu trên trời mà. Triệu Bảo Cương pha trò với Triệu Tứ. Con không phải mà, ông nội giễu con. Triệu Tứ làm núng, chạy qua, bá vào vai ông nội Triệu Bảo Cương. Tiểu Tứ, thằng danh Diệp Phàm đến làm quan ở thành phố Ngư Đồng, con có qua gặp hắn không? Lúc này, bác hai Triệu Quát ngồi một bên vẻ mặt bất lương cười nói. Tên tiểu tử thối đó, con gặp hắn làm gì? Bổn tiểu thư đây kiếm tiền còn không kịp cơ mà. Triệu Tứ bĩu môi, đem đồng chí Diệp Phàm ra bỡn cợt chẳng đáng một đồng. Ha ha, không đi được rồi, tự nhiên có người đi thôi mà. Triệu Quát lại buông ra một câu, dĩ nhiên là đang gieo mầm gây chuyện trong tim Triệu Tứ, còn có nảy mầm được không? Tin là có, Triệu Quát tin vào mắt mình. Quản chuyện của con làm gì, ai thích đi thì đi, kẻ hèn hạ bản tiểu thư không hầu hạ nổi. Triệu Tứ hứ một tiếng rồi về phòng. Ha ha ha. Triệu Bảo Cương và Triệu Quát đều mỉm cười, trong lòng nghĩ con không muốn đi thì sao phải giấm chua với người ta, ngay cả hèn hạ cũng mắng ra rồi. Cha, có phải bên đó có động tác gì không? Triệu Quát thăm dò. Ừ, Ngư Đồng, ắt hẳn là trở thành trọng địa chiến lược phía Nam. Thế cục Đài Hải phức tạp, Mỹ như hổ rình mồi, một số nước Đông Nam Á bên biển Ấn Độ cũng thường có vài động tác nhỏ, đề xuất vấn đề Hải Nam gì đó. Dù sao, cửa Nam của Tổ quốc, cũng phải trông châu kỹ mới được. Hơn nữa, gần đây trên Trung ương cũng có xem xét, chúng ta ức hiếp người khác, nhưng cũng không thể để người ta xem thường. Sở dĩ, đi ra cửa Nam, là tính toán lâu dài. Hiện nay tình hình tài nguyên nhiên liệu dầu mỏ ngày càng quan trọng, quốc gia cũng cần phải có vài động tác mới được. Bằng không, bên kia eo biển bị người ta biết rồi, sẽ chặt đứt đường dầu mỏ của quốc gia, cái này, đối với một nước lớn tiêu hao dầu mỏ như chúng ta mà nói, là chuyện tuyệt đối không muốn xảy ra. Triệu Bảo Cương nói xong thì khép hờ mắt, Triệu Quát cũng không hỏi, biết đây là cực hạn mà cha có thể nói rồi. Dĩ nhiên, chuyện này cũng làm lòng Triệu Quát trùng xuống. Đứng dậy, một tiếng hét uy nghiêm, dập một tiếng. Trong một căn phòng bí mật rất lớn ở Tổng bộ Tổ đặc nhiệm A thủ đô Bắc Kinh, năm vị đang ngồi là tướng quân đứng cả dậy, chỉ có Thượng tướng Lý Khiếu Phong không tiện đứng dậy thì được một thiếu tướng đỡ lên. Bên trong thật là tướng tinh lóe sáng. Hai thượng tướng, một trung tướng, hai thiếu tướng, còn đồng chí Diệp Phàm tạm thời không đeo quân hàm, vì quân hàm đang đợi chủ tịch Trấn đeo cho. Thằng nhãi này vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra cửa, ngoài mặt tương đối bình tĩnh, nhưng, trong lòng, không ngừng run rẩy điên cuồng, có thể được lãnh đạo tối cao của nước Cộng hòa đích thân thụ huân, đây là vinh dự, ắt hẳn cả đời người cũng khó quên được. Chào các đồng chí. Một giọng nói uy nghiêm. Chào thủ trưởng. Năm vị tướng quân với Diệp Phàm cùng đáp lại. Các đồng chí vất vả rồi. Chủ tịch Trấn Sơn Hà mỉm cười bước đến, đi theo sau là hai thượng tướng, dĩ nhiên chính là hai lão già đã cùng Lý Khiếu Phong phun nước bọt, chỉ trích Diệp Phàm tuổi trẻ, chưa đủ kinh nghiệm. Hiện là hai vị phó chủ tịch quân ủy, một người tên là Tần Chí, một vị kêu Tiền Phong Vân. Ở quân giới, thì hoàn toàn xứng đáng là Thái Sơn Bắc Đầu. Vì nhân dân phục vụ. Trong căn phòng bí mật truyền ra tiếng hô to của toàn thể tướng quân, âm thanh vang dội đó chấn động cả chiếc đèn pha lê đang treo trên trần nhà. Cậu chính là Diệp Phàm. Ha ha. Chủ tịch Trấn tương đối hòa nhã, ông bước lên trước, đưa tay vỗ vai Diệp Phàm, lập tức. Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy như có một dòng nước ấm áp đang len lỏi. Chủ tịch, tôi. Môi Diệp Phàm lắp bắp, giọng hơi run, chào theo nghi thức quân đội, đưa tay, bắt chặt tay chủ tịch Trấn. Lực tay không nhỏ đâu nhỏ, chàng trai. Chủ tịch Trấn cười sang sảng. Nghi thức thụ huân đơn giản, không khí cũng không quá trang trọng, làm tâm tình Diệp Phàm cũng vững vàng hơn nhiều. Sau khi thụ huân xong, chủ tịch Trấn đột nhiên cười nói. Chàng trai. Nghe nói cậu rất biết kiếm tiền, lần sau cơ hội tốt như thế thì đừng quên chủ tịch nghèo như tôi nhé, ha ha. Cùng với câu nói của chủ tịch, toàn thể tướng quân đều cười vang, không khí tương đối sinh động. Tôi, cái đó chỉ là trò nhỏ thôi, trò nhỏ thôi. Diệp Phàm vội nói, thực sự hơi xấu hổ, không ngờ chuyện nhỏ đó mà cũng bị chủ tịch biết. Dĩ nhiên là Lý Khiếu Phong ngày đó vì quân hàm thiếu tướng của Diệp Phàm, vì tạo thế cho Diệp Phàm. Chứng tỏ do có năng lực, đã không cẩn thận lộ ra. Trò nhỏ à, một quyền của cậu kiếm về cho chúng ta 10 triệu đô la Mỹ, tôi còn hy vọng cậu có thể đấm thêm vài quyền đây này,
thế thì chủ tịch tôi đây chẳng phải lo lắng nữa, cứ chờ mà nhận tiền thôi, ha ha ha. Lại là một trận cười vang. Chương 1105, xin chủ tịch phê bình tôi. Chủ tịch Trấn, tôi muốn kiểm điểm với ngài một chút. Tôi với Lý tướng quân đều nhân cơ hội thiếu tướng Diệp đấu quyền để kiếm về vài triệu, xin chủ tịch phê bình, số tiền này, tôi cũng định sẽ quyên tặng cho quốc gia. Trấn Đông Hải ngại ngùng, nói. Quyên tặng, không cần đâu, chỉ cần nộp thuế là được rồi, đó là các anh nên được mà. Hơn nữa, đó là tiền của người nước ngoài, cũng là thu nhập hợp pháp ở địa phương, kiếm chút tiền chẳng sao cả. Dĩ nhiên, ở nước ta thì không cho phép làm chuyện này, chỗ này khác chỗ kia khác mà, chính sách, cũng chỉ là tương đối, không thể nào cứng nhắc quá. Trấn Đông Hải và Lý Khiếu Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đồng chí Tiểu Diệp cũng nhẹ hẳn, vừa rồi đúng là bị dọa cho sợ thật. Nếu Trấn Đông Hải đem tiền kia đi quyên tặng, thì 2 triệu đô la của mình sao dám giữ lại, cũng đành xung công thôi, Diệp Phàm dĩ nhiên là rất đau lòng. Ngay cả Lý Khiếu Phong và Trấn Đông Hải cũng không ngừng lo lắng, miệng nói quyên tặng nhưng trong lòng kỳ thực chẳng cam, chỉ có điều hai lão già này lòng dạ thâm sâu không biểu hiện ra mặt thôi. Tiến lên trước, Chủ tịch Trấn nặng nề vỗ Nguyệt Nga Sao Kim thiếu tướng lên vai Diệp Phàm, kìm lại nụ cười, nghiêm túc nói. Căn cứ Hùng Sơn giao cho cậu. Có lòng tin không để nó bị tổn thương không? Tôi đảm bảo. Diệp Phàm chỉ nói 3 chữ nặng trịch, Chủ tịch Trấn không nói gì. Đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ quân hàm Diệp Phàm, rồi bước đi. Lúc này, Diệp Phàm mới cảm thấy trách nhiệm của quân hàm thiếu tướng kia, giống như có một ngọn núi Thái Sơn ép cho bản thân sắp không thể nào thở nổi. Thầm mắng trong lòng, mẹ nó, cái tướng quân này hình như cũng không dễ làm, tướng quân, nghĩ là trách nhiệm nặng nề. Sau khi thụ huân xong, không sau đã đến văn phòng Trấn Đông Hải. Bên trong có một đại tá toàn thân mặc võ phục, nhưng, người đàn ông này toàn thân hơi run lên, một bên mông ngồi trên sofa, bên kia đặt bên ngoài, miệng lẩm bẩm nhưng không phát ra âm thanh gì, cũng chẳng biết là nói gì, chắc chắn là do căng thẳng quá. Vừa nghe thấy tiếng động, vội vàng đứng nghiêm dậy, lập tức hô to. Chào thủ trưởng. Ừ, Tiền Sâm, không cần căng thẳng. Vị này là Diệp tướng quân. Trấn Đông Hải chỉ vào Diệp Phàm giới thiệu. Chào Diệp tướng quân, tôi là Tiền Sâm, người phụ trách căn cứ Hùng Sơn. Tiền Sâm hơi sửng sốt, dĩ nhiên là vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ được lãnh đạo trực tiếp tương lai lại là một tên nhãi danh như vậy. Cái này, cũng quá trái lẽ thường, nhưng, lập tức, Tiền Sâm tỉnh lại. Soạt một tiếng, vội vàng chào theo nghi thức quân đội. Sau đó, Tiền Sâm giới thiệu cụ thể căn cứ Hùng Sơn cho Diệp Phàm nghe. Trấn Đông Hải lại giao thêm một số nhiệm vụ nữa, Diệp Phàm mới được bước ra khỏi tổ đặc nhiệm A. Người anh em, nghe nói mới được thăng chức à? Vừa được xe quân bí mật đưa ra đến ngõ, đã thấy chiếc xe Jeep lớn đứng bên cạnh, giọng Lang Phá Thiên đã hét tướng lên từ xa. Lão Lang hả, ha ha. Diệp Phàm bước nhanh tới, ngó đầu vào trong tìm kiếm, lại cười nói. Anh Thiết cũng đến à? Chuyện vui lớn như vậy chúng tôi không đến sao được, đi, đến Hải Vương Tinh đã rồi nói sau. Thiết Chiêm Hùng mỉm cười hào sảng. Hải Vương Tinh ở Bắc Kinh vô cùng nổi tiếng, nhưng chỉ có người trong vòng mới biết được là cái chỗ gì. Chỉ có khách có thẻ VIP mới vào đó ăn chơi được. Không lâu sau, Lý Long, con trai Lý Tướng Quân cũng đến. Đang uống, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Phàm nghe máy, sắc mặt nháy mắt đã biến đổi, nói. Tử Kỳ, đừng gấp, cậu ở đâu? Anh tới ngay. Anh hai, bọn em đang ở Trường Thành dưới chân Bát Đạt Lĩnh, Thiến Thiến nói là muốn đi Trường Thành, em mượn chiếc xe chơi tới tối, ai ngờ vừa đến quốc lộ xe bị hỏng, em đang thay lốp đột nhiên từ trong rừng có 4 tên vạm vỡ che mặt hung hăng xông ra, em đánh ngã được 2 tên, nhưng bị thương, Thiến Thiến bị chúng bắt đi rồi. Em trai Diệp Tử Kỳ của Diệp Phàm hét lên. Diệp Phàm không nói gì xông ra ngoài. Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên, còn có Lý Long vừa thấy vậy, vội vàng chạy theo sau. Lão Lang, lái xe đến Trường Thành dưới chân Bát Đạt Lĩnh. Diệp Phàm vẻ mặt đáng sợ như hung thần, quay người lại hét lên. Nhanh lên, bạn gái em trai em bị bắt đi rồi. Mẹ nó! Lang Phá Thiên gầm rú một tiếng, chiếc xe quân kéo vang còi cảnh báo phóng đi như phi tiêu. Nhanh hỏi rõ rốt cuộc là sao thế này. Thiết Chiêm Hùng cũng nóng ruột. Nhanh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Phàm hét lên trong điện thoại.
Bốn người đàn ông hung dữ thân hình vạm vỡ, em đã thương được hai người, nhưng bốn người đó quá mạnh, em cũng bị thương. Một thanh niên cao to nói là phải xử bạn gái của em, rồi ôm cô ấy chạy vào trong rừng. Diệp Tử Kỳ kể. Có đi xe không? Diệp Phàm hỏi. Một tên quấn lấy em không chịu bỏ ra, em thấy chạy vào hướng rừng cây. Diệp Tử Kỳ nói. Anh Thiết, gọi người đến, chạy về hướng rừng cây. Diệp Phàm nói. Tôi đã gọi họ tới rồi, địa điểm là dưới chân Bát Đạt Lĩnh, bao vây chặt lục soát hết núi, hừ. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt thâm trầm đáng sợ. Đang nói, Diệp Phàm vừa mới buông máy, điện thoại lại vang lên, từ trong đó truyền đến giọng nói phẫn nộ của Trần Khiếu Thiên. Tiên sinh, trong nhà xảy ra chuyện lớn. Vừa rồi trường gọi Tử Y về, Mai Tử cũng đi dùng cô ấy. Tới Hổ Lâm Đông thành Thủy Châu thì có mấy tên che mặt hung dữ xông ra, nói là muốn cướp em của cậu Tử Y đi. Mai Tử vội hét lớn xông lên, em gái cậu cũng dũng cảm, hét lớn đánh lại. May là bên cạnh có mấy người ăn khuya đi qua, bọn họ đã hỗ trợ nên Tử Y và Mai Tử mới không bị bắt đi, nhưng, hai. Rốt cuộc là thế nào? Tử Y và Mai Tử thế nào? Diệp Phàm vội vã giống lên, thằng nhãi này đã gấp đến đỏ cả hai mắt. Tử Y bị thương nặng, Mai Tử đang làm phẫu thuật mê man bất bình, giờ đang ở bệnh viện, tôi với Luyện Quân đang ở đây, người của công an thành phố Thủy Châu cũng tới. Trần Khiếu Thiên thở dài. Môi run lên, xem ra sắp bạo nộ rồi. Lại là đám người che mặt, sao lại trùng hợp như vậy? Thiết Chiêm Hùng nói. Trương Cường, cậu đem một đội đến nhà tôi, em gái tôi Tử Y bị hung thủ bắt đi. Diệp Phàm trực tiếp gọi cho Trương Cường của báo săn, kể lại mọi chuyện. Trương Cường không nói thêm gì, chọn một đội, lái 7 chiếc xe xuất phát. Kỳ thực, một đội báo săn chỉ có 30 người, không khác biên chế của bộ đội bình thường lắm. Báo săn hiện nay đã mở rộng lên 400 người, cộng thêm những người làm việc vặt nữa thì cũng được con số ngàn người, nhưng biên chế là cấp sư đoàn trưởng. Bởi vì báo săn đều là binh cường tướng mạnh, lấy một chọi năm là khẩu hiệu của họ. Trương Cường, tại sao lại đưa cả một đội đi, điều động lớn như vậy phải báo cáo rõ lý do với tổ chức. Cậu không có quyền điều động họ, nếu là 3-4 người tôi không cản, nhân viên quá nhiều, quá nghiêm trọng. Đột nhiên thấy bóng người ngăn cản trước xe. Ngẩng đầu lên nhìn, không phải là người chủ trì báo săn phó sư trưởng thường vụ Mã Thượng Chí thì còn ai? Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, sư đoàn trưởng Mã, xin nhường đường. Trương Cường lạnh như băng hừ giọng nói. Cấp trên nào, đưa chỉ thị của cấp trên đây? Lý do gì mà điều động cả một đội? Mã Thượng Chí không chịu nhường, đứng thẳng người chặn lại. Xin lỗi, đây là bí mật, có trách nhiệm gì mình Trương Cường tôi gánh vác? Xin nhường đường. Trương Cường không muốn nói ra Diệp Phàm. Anh gánh vác nổi sao? Hôm nay không đưa được chỉ thị thông báo điều binh, anh đừng mơ bước được ra khỏi cửa một bước. Ở đây, mọi chuyện do Mã Thượng Chí tôi quyết định, đúng là càn quấy mà, hừ. Mã Thượng Chí đang nói tình hình thực tế, vì quyền lực báo săn rất lớn, cho nên, chuyện điều binh là việc được quy định nghiêm khắc. Nhưng, chuyện đột phát như kiểu Trương Cường, tạm thời xuất binh cũng đôi khi xảy ra. Trương Cường dù sao cũng là phó sư trưởng, chỉ có điều, Mã Thượng Chí là chủ trì thường vụ, cấp bậc sư đoàn trưởng. Thông thường mà nói, nếu Trương Cường đồng ý chịu trách nhiệm, lãnh đạo bình thường cũng chẳng xen vào làm gì. Nhưng, Mã Thượng Chí có thành kiến với Trương Cường, cho rằng anh ta là người của Diệp Phàm. Hơn nữa, gần đây vài lần bị Diệp Phàm làm cho mất mặt. Thành kiến của Mã Thượng Chí càng tăng hơn. Chủ yếu là vì vị trí chính soái tổ nòng cốt thứ 8 bỏ không kia. Mã Thượng Chí nhờ người đi nói chuyện này, nhưng Trấn Đông Hải không để ý tới, Mã Thượng Chí trong lòng vô cùng thất vọng, nên lửa trong lòng cũng muốn bộc phát. Trương Cường điều binh, hơn nữa, lại nói là mệnh lệnh cấp trên, chắc chắn là chỉ Diệp Phàm, không phải Diệp Phàm, nếu là thủ trưởng tổng bộ, chắc chắn sẽ thông báo Mã Thượng Chí trước. Mã Thượng Chí vừa đoán ra có quan hệ với Diệp Phàm, nên... cố ý lấy điều lệ ra áp chế Trương Cường, lý do đưa ra quá đường hoàng rồi. Em gái phó soái Diệp bị đánh trọng thương, em họ còn đang hôn mê bất tỉnh, phó soái yêu cầu tôi đem lính đi điều tra một chút, chuyện là như vậy, sư đoàn trưởng Mã, hy vọng ông có thể sắp xếp một chút. Trương Cường đương nhiên không có chỉ thị, đành phải đến gần bên tai Mã Thượng Chí kể lại sự việc. Hừ, đó là chuyện địa phương, chắc hẳn công an thành phố Thủy Châu đã ra mặt.
cần gì phải dùng đến báo săn. Làm lãnh đạo, càng phải tuân theo pháp lệnh báo săn. Càng phải đặt đại sự quốc gia lên hàng đầu, đừng có vì một chút chuyện tư mà dùng đến lực lượng đặc biệt quốc gia, anh làm như vậy là trái quân quy. Chuyện hôm nay được rồi, lập tức rút về đi, bằng không. Mã Thượng Chí vẫn không chịu nhường đường, từ xa thấy Phó Sư trưởng Lưu Hạo Bằng đã đi tới, lưng càng ưỡn thẳng hơn. Vì Lưu Hạo Bằng là người của Cố gia Bắc Kinh đưa lên, hai người này là đồng minh với nhau ở báo săn. Thường dùng ngôn quyền áp chế Trương Cường. Mã Thượng Chí nói ra một câu, mặt Trương Cường tối sầm lại, quát. Mã Thượng Chí, mẹ nó, ông có còn tình người không vậy? Mẹ kiếp, kéo xuống đây cho tôi, công nhiên nhục mạ lãnh đạo. Mã Thượng Chí tức giận, xông lên hét lớn, tuy nhiên hai tùy tùng đứng cạnh liếc mắt nhìn Trương Cường không dám chạm vào xui xẻo kia. Thấy hai tùy tùng sợ Trương Cường không dám hành động, Mã Thượng Chí nổi giận, đá một đá, khối gạch bay ra bắn về phía Trương Cường, kịch một tiếng, viên gạch bị tay Trương Cường nện xuống vỏ xe, phát ra tiếng chói tai. Mẹ nó, khốn kiếp, dám động thủ đánh người. Trương Cường là rốt cuộc không kìm nổi, dùng ly giữ nhiệt trọng lượng tương đối nặng trong xe quăng về phía lão Mã. Chương 1106, báo săn gây sóng gió. Lão Mã thân thủ ngũ đẳng, mạnh hơn nhiều so với Trương Cường, sao có thể bị cái ly giữ nhiệt đó ném trúng. Đưa tay phất cái ly giữ nhiệt qua một bên, hơn nữa, còn làm động tác đưa ngón tay lên khiêu khích thị uy, Trương Cường rốt cuộc không nhịn được nữa, phóng xuống xe, bay lên đá một cước. Hai người lập tức thi triển quyền cước, đấu nhau mấy chiêu. Toàn bộ đám binh viên bên cạnh đều trợn trong mắt nhìn, kéo ra cũng không được, mà không kéo cũng không được. Dù sao công lực của Trương Cường so với Mã Thượng Chí kém mấy bậc nhỏ, mới mấy quyền mấy cước đã bị Mã Thượng Chí đánh ngã xuống đất, Mã Thượng Chí cảm thấy còn chưa đã nghiền, bèn hung hăng xông lên trước đá thêm mấy đá, chân Trương Cường lập tức sưng lên. Bóng dáng của Phó Sư trưởng Lưu Hạo Bằng vừa lộ ra lúc nãy giờ đã chẳng thấy đâu. Đã quay người vào nhà vệ sinh bên cạnh rồi, ông ta biết công phu lão Mã lợi hại, Trương Cường chắn xui xẻo rồi. Dĩ nhiên ông không chịu lộ diện rồi, nếu lão Mã muốn chút giận, vậy thì cứ để ông ta chút cho hết giận. Sư đoàn trưởng Mã dừng lại được rồi. Phó sư trưởng Khương Yến vội vàng chạy tới hét lên từ xa. Mã Thượng Chí đá một đá thật mạnh cuối cùng vào eo Trương Cường, sau khi phát ra tiếng răng rắc mới thu chân về, thấy Phó sư trưởng Lưu cũng đến rồi. Lập tức hừ giọng nói. Sư trưởng Lưu, sư trưởng Khương, Trương Cường đây không chịu phục tùng lãnh đạo tổ chức, không nghe tổ chức khuyên bảo, hơn nữa, còn công nhiên công kích lãnh đạo. Người đâu, đem anh ta nhốt lại một tháng cho tôi rồi tính sau. Chậm đã lão Mã, tôi thấy sự việc có thể thương lượng trước mà, thế nào? Chính ủy Tần Đại Hòa cũng vội vàng chạy đến, mau chóng khuyên nhủ. Chính ủy Tần, Trương Cường phạm tội như vậy. Tự ý điều binh anh không thấy sao? Quốc có quốc pháp, quân có quân quy, báo săn là bộ đội thiết huyết, quân quy còn quan trọng hơn. Không có quy cũ sao thành hình vuông được, lãnh đạo đã giao báo săn cho tôi, Mã Thượng Chí tôi phải có trách nhiệm về chuyện này. Không áp giải cậu ta lên tòa án quân sự là đã không tệ rồi. Nếu chính ủy Tần cứng rắn ngăn cản, Mã Thượng Chí tôi mời anh suy nghĩ lại quan hệ lợi hại trong đó. Khuôn mặt thối của Mã Thượng Chí lạnh tanh hừ giọng nói. Đúng vậy, chuyện này đã bày ra rõ rồi, Trương Cường, quá kích động. Lưu Hạo Bằng đứng bên cạnh dĩ nhiên là nhanh chóng bồi thêm vào một câu. Còn Phó Sư trưởng Khương Yến nhấp nhấp môi nhưng cuối cùng lại chẳng nói câu nào. Chính ủy Tần còn gì để nói nữa, mắt liếc nhìn mọi người, vẻ khó xử cũng chẳng nói gì. Giải đi. Mã Thượng Chí cảm thấy vô cùng hả giận, ưỡn thẳng ngực hét to ra lệnh. Hai thiếu úy anh dũng đi lên như hung thần chụp lấy Trương Cường định đưa người đi. Lúc này Tề Thiên chạy tới, hét lớn. Chậm đã. Muốn gì đây đoàn trưởng Tề, chúng tôi đang chấp hành quân quy. Mã Thượng Chí liếc mắt nhìn Tề Thiên, thầm nhủ nếu mà cũng nhốt được cái thằng nhãi này vài ngày thì càng sướng. Đừng cho rằng có cái thằng Diệp Phàm trẻ danh kia chống thì có thể coi trời bằng vung. Báo săn này, vẫn là thiên hạ của Mã Thượng Chí tao. Sư đoàn trưởng Mã. Ông chấp hành quân quy tôi không phản đối, nhưng, sư trưởng Trương đã bị thương, cái này, có nên trị thương trước đã không? Tề Thiên nói, còn lôi thôi nữa thì nhốt cả anh đấy. Mặt thối của Mã Thượng Chí căn bản là chẳng thèm để ý đến Tề Thiên. Ông dựa vào đâu mà nhốt tôi? Tôi phạm quân quy chỗ nào, chẳng lẽ ngay cả đề nghị cũng không được,
thế chẳng lẽ Tề Thiên đây là câm là điếc à? Tính tình Tề Thiên cũng nóng nảy nên đã bốc hỏa, hét lên. Cậu có thái độ gì đấy? Cậu nhìn xem, có giống một quân nhân không? Phó sư trưởng Lưu đứng bên nghiêm mặt, Trương Cường y chẳng tiện của trách, chứ Tề Thiên thì y có quyền phê bình. Tôi có chỗ nào không giống quân nhân, có trận chiến nào mà tôi không tham gia không? Xin Phó sư trưởng Lưu nói thử xem. Tề Thiên lạnh giọng nói. Phó sư trưởng Lưu vừa nghe, mặt lập tức tái đi, vì trận chiến đảo Glasgow rắn ưng lần trước y không có cơ hội tham gia, lời nói này của Tề Thiên làm y có cảm giác đang châm chọc y. Thằng nhãi này lập tức hừ giọng nói. Không tuân theo lãnh đạo tổ chức, sư đoàn trưởng Mã là người chủ trì báo săn do tổng bộ bổ nhiệm, anh đang cản trở chấp hành quân pháp, bắt giam vài ngày cho tôi rồi nói sau, bắt lại, đưa đi hết đi. Sư đoàn trưởng Mã, Tề Thiên có chút kích động, chỉ là hỏi vài câu, tôi thấy được rồi đó. Tần Đại Hòa nhíu mày, cảm thấy Mã Thượng Chí và sư trưởng Lưu hai người cũng làm hơi quá một chút, căn bản là coi chính ủy cấp sư đoàn trưởng ông ta như không khí. Kích động cái quái gì, nếu không ép cơn giận của cậu ta xuống, sau này khi chấp hành nhiệm vụ mà kích động, là phải đổi bằng tính mạng đó. Chính ủy Tần, tôi hy vọng cậu ta có thể tỉnh táo một chút, ông có thể đi giáo dục cậu ấy không, dù sao thì ông cũng nắm vấn đề công tác chính trị tư tưởng. Mã Thượng Chí nói, trong lòng Tần Đại Hòa vẫn không thoải mái. Ý của Mã Thượng Chí anh là chính ủy tôi quản lý không tới nơi tới chốn, không nắm chắc công tác chính trị tư tưởng. Nhưng, lòng dạ Tần Đại Hòa rất thâm, nên cũng chẳng nói thêm gì. Hơn nữa, ông cũng mơ hồ cảm giác được Mã Thượng Chí làm như vậy là đang nhắm vào ai đó. Vị ủy phó chủ tịch quân ủy đương nhiệm Tần Chí là anh trai Tần Đại Hòa, trong lúc nói chuyện phiếm có nói tới thủ trưởng tiền nhiệm báo săn Thiết Chiêm Hùng. Tần Chí thường cố ý để lộ ra Thiết Chiêm Hùng có kết nghĩa anh em với Diệp Phàm, kỳ thực là đang nhắc nhở em trai Tần Đại Hòa chú ý Diệp Phàm một chút. Sau này, Tần Đại Hòa cũng điều tra một chút, tư liệu đã bị tổng bộ giấu chặt, chỉ có thể tra ra gia thế xuất thân bình thường của Diệp Phàm. Tuy nhiên, nếu là anh em kết nghĩa của Thiết Chiêm Hùng, Tần Đại Hòa đương nhiên cũng sẽ không đối đãi bình thường. Ông cũng biết Diệp Phàm xưng anh gọi em với Tề Thiên, và Trương Cường với Diệp Phàm hình như quan hệ cũng khá tốt. Dĩ nhiên, thân phận thực sự của Diệp Phàm hiện nay toàn bộ báo săn, trừ Mã Thượng Chí chỉ có Tề Thiên cùng Trương Cường, thêm Mai Diệp Thu ba người biết. Tần Đại Hòa cũng không ngốc, anh trai lúc nào cũng nhắc nhở, nên cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, một phó chủ tịch quân ủy như anh trai mình, sao lại thường xuyên nhắc đến Diệp Phàm, một người cấp bậc thấp, chức quan nhỏ, ông cảm thấy trong chuyện này có huyền cơ. Những lời vừa rồi, kỳ thực là diễn trò cho Tề Thiên và Trương Cường xem. Ý là Tần Đại Hòa tôi đã cố gắng hết sức rồi, là do Lão Mã và Lão Lưu đối nghịch với các người gì đó. Tới Bát Đạt Lĩnh, nhìn em trai Diệp Tử Kỳ toàn thân đầy máu, sụi lơ trên mặt đất, lòng Diệp Phàm như cứng lại. Vội vàng kiểm tra thương thế, không lâu sau xe cứu thương đến Thiết Chiêm Hùng đích thân sai hai cảnh sát đưa đến bệnh viện. Anh, Thiến Thiến cô ấy không thể xảy ra chuyện. Diệp Phàm như ưng núi triển khai thị giác thính giác vị giác. Bên tao còn quanh quẩn tiếng hét bi thương phẫn nộ của em trai. Trong lòng hừ giọng nói, Tử Kỳ, nếu Thiến Thiến có gì bất chắc, anh sẽ chôn hết xác bọn chúng. Diệp Phàm cùng Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng, Lý Long phân bốn hướng mang theo một đội nhân mã triển khai lục soát theo phương thức thẳng tiến nhanh. Đặc biệt là Diệp Phàm, giống như ưng núi song vào trong khu rừng quanh Bát Đạt Lĩnh, điên cuồng lục soát. Rốt cuộc là ai làm, cùng lúc tấn công Diệp Phàm. Chắc chắn có ai đứng sau đẩy tay. Lý Khiếu Phong nghe được tin từ chỗ con trai Lý Long, lập tức giật mình. Vội vàng chạy tới tổng bộ tổ đặc nhiệm A, đập mạnh xuống bàn, cái bàn của tổ phó Cố Toàn phát ra tiếng răng rắc, ông chỉ biết bất đắc dĩ nhìn cái bàn đáng thương của mình, vì, nó đã bị lão Lý đánh nứt rồi. Hai, lại phải đổi bàn, đã đổi ba lần rồi đó. Cố Toàn thở dài, liếc nhìn Lý Khiếu Phong không dám hé răng. Trong tổ đặc nhiệm A, ngoại trừ Trấn Đông Hải dám cùng Lý Khiếu Phong thoải mái đùa giỡn ra, những người khác, nào dám nói nửa câu dám gì. Vương bài đại soái quyền uy Lý Khiếu Phong kia đã tiến vào trong cốt tủy của mỗi đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Đối với vị lão tướng như thần này, trong lòng bọn họ chỉ có kính ngưỡng. Không lâu sau, Trấn Đông Hải vội vàng từ nhà chạy tới tổng bộ, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Làm bừa, mới mấy tiếng trước chủ tịch thụ huân cho hắn. Không ngờ chưa tới 3 tiếng sau, đã có người ra tay đối phó với hắn.
Chẳng lẽ anh hùng vì nước vì dân mà cứ bị hãm hại sao? Trấn Đông Hải vừa bước vào đã chửi cha mắng mẹ rồi. Đông Hải, chuyện lần này tuyệt đối đã có kế hoạch từ trước, Thủy Châu với Bắc Kinh cùng lúc gặp chuyện không may, có trùng hợp cũng chẳng trùng hợp đến nỗi đó. Tôi không dám tưởng tượng, nếu người nhà của cậu ấy bị thương nặng, cậu ấy sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì nữa. Cho đến lúc này, tổ đặc nhiệm A chúng ta sẽ lấy thái độ gì để xuất hiện, chẳng lẽ là bao vây tiêu trừ anh hùng của chúng ta, chẳng lẽ phải giết đi Vương Bài thiếu tướng của chúng ta? Chẳng lẽ? Nhưng, cái Lý Khiếu Phong tôi muốn nói là, nếu chuyện này đến tình trạng không thể vãn hồi được, Lý Khiếu Phong tôi tuyệt đối sẽ không ra tay ngăn trở. Vừa rồi, tôi đột nhiên nghĩ đến một người, theo báo cáo của Trương Hùng, Diệp Phàm gặp một ông lão râu dài ở Phật Ma Nhai Thái Lan, người này là người Trung Quốc. Liên hệ với đặc điểm ngoại hình Trương Hùng cung cấp, tôi đã nghiền ngẫm kỹ, người này có khả năng chính vài thập niên trước cũng là cao thủ của Trung Quốc, hiện nay được giới cao thủ quốc thuật cưng là một trong Trung Quốc lục tôn, tọa địa lão hổ phí Thanh Sơn. Lý Khiếu Phong tương đối kích động. Tọa địa lão hổ phí Thanh Sơn, Bắc Sơn tiểu tử Âm Vô Đao, Hán địa phi hồ Sương Hồng Ngọc, Phu Sơn Thủy Tiên Mai Thiên Tuyết, Đại Mông Hảo Hán Quân Nhược Ly, Tàng Lang Ác Cẩu Lạc Phiêu Phiêu. Thái Sơn Bắc Đầu Lục Tôn trong giới quốc thuật nghe nói ai cũng là cao thủ siêu cấp bát đẳng trở lên, Âm Vô Đao hình như là sư phụ Lang Phá Thiên, cái này chúng ta cũng có đoán được một chút. Còn bóng dáng những người khác đều khó đoán, nếu có một người trấn thủ tổ đặc nhiệm A, thì thực lực của nước ta trong phương diện này sẽ tăng lên gấp bội. Hơn nữa nghe nói tọa địa lão hổ phí Thanh Sơn là lão đại trong lục tôn, nghe nói nội khí đã đột phá cửu đẳng. Người phí gia thủ đô vài chục năm rồi vẫn chưa gặp ông ấy, nhưng, có hình bóng lão hổ này, ai còn dám vuốt râu hùm phí gia. Trấn Đông Hải thở dài. Mấu chốt không phải ở đây, tôi nghe nói sư phụ của Diệp Phàm cũng họ phí, là một lão tồi tệ. Bọn họ có liên quan gì không? Không phải là cùng họ phí chứ? Hôm đó trước khi từ biệt phí Thanh Sơn còn tặng đồ cho Diệp Phàm, nếu bọn họ thực sự có quan hệ, không khó tưởng tượng, nếu Diệp Phàm xảy ra đại dự, sẽ chấn động phí Thanh Sơn. Nếu người này ra mặt, dựa vào thực lực phí ra, xuất ra một đống cao thủ. Đó là cao nhân, khi chưa lộ diện thì chẳng chuyện dám gì xảy, thực sự chọc bọn họ, thì chỉ có cục diện không chết không dừng thôi. Huống chi, sư phụ Diệp Phàm ở đâu? Có thể bồi dưỡng được một thanh niên 22 tuổi công lực đạt thất đẳng đỉnh, thế thì thân thủ sư phụ hắn có thể thấp được không? Chương 1107, đoàn xe tăng. Cái này, nếu mông nghĩ cũng nghĩ ra được. Còn nữa, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng, Tề Thiên đám người đó với Diệp Phàm sinh tử chi giao. Ở Diệp Phủ Thủy Châu có giấu một ông lão thất đẳng, hình như họ Trần. Những người này mà hợp lại, là một lực lượng không thể coi thường được. Dù toàn bộ tổ đặc nhiệm A chúng ta có thực lực, cũng chưa chắc đã mạnh hơn họ được bao nhiêu. Trên mặt Lý Khiếu Phong, lão Lý cả đời vì đất nước, luôn lo sợ quốc gia vì chuyện này phải chịu thiệt hại. Lão Lý, tướng quân Trấn, chắc chắn không thể để xảy ra bi kịch, đó sẽ là cục diện không thể vãn hồi được. Cố Toàn ngồi một bên mặt cũng tương đối khó coi. Cái gì, Trương Cường và Tề Thiên đều bị Mã Thượng Chí bắt giam. Diệp Phàm vừa lục soát vừa nghe điện thoại, nghe Mai Diệp Thu báo cáo xong, lửa giận trong phổi sắp nổ cả ra rồi. Liền gọi điện cho Trấn Đông Hải, không kìm được nữa, hét lớn. Diệp Phàm tôi có chỗ nào có lỗi với quốc gia, có lỗi với tổ đặc nhiệm A, có lỗi với người dân Trung Quốc. Vì nước, tôi thập tử nhất sinh, các người cho tôi được cái gì? Người nhà tôi sống chết ra sao chưa biết, tổ đặc nhiệm A là động vật máu lạnh à, nhất định cứ phải theo quy cũ sao? Tôi nhờ Trương Cường mang một đội đến Thủy Châu, một là bảo vệ người nhà tôi, sợ bọn họ lại bị tổn thương, hai là muốn điều tra rõ chuyện này. Vì sao, Mã Thượng Chí lại đem Tề Thiên và Trương Cường nhốt lại? Hôm nay Diệp Phàm tôi nói rõ với các người, nếu Mã Thượng Chí không thả người, đừng trách tôi tàn nhẫn với ông ấy, hừ. Đừng nóng, chuyện này tôi vẫn chưa nhận được tin tức, tôi sẽ lập tức điều tra ngay, sẽ phái người đến ngay bệnh viện Thủy Châu bảo vệ người nhà cậu. Còn điểm này nữa, Diệp Phàm, gặp chuyện phải bình tĩnh, kích động là ma quỷ. Cậu phải luôn nhớ kỹ, khi có bình tĩnh mới cứu được người nhà của cậu. Chuyện này, tổ đặc nhiệm A chúng tôi sẽ không ngồi nhìn, Trấn Đông Hải tôi không cần cái mũ này nữa, cũng muốn xuất binh rồi. Lời nói của Trấn Đông Hải rất có lực, nói năng có khí phách. Gác điện thoại xong, không kìm được,
đập mạnh xuống bàn giống. Bà mẹ nó, chuyện gì thế này? Sao vậy? Vẻ mặt Cố Toàn kinh dị, hỏi. Mã Thượng Chí khốn kiếp, thời khắc mấu chốt này. Trấn Đông Hải kể lại. Bên quân đội tôi sẽ sắp xếp, dù sao tôi cũng có thân phận cố vấn quân ủy. Lão Trấn, chuyện này anh không tiện ra mặt, bằng không mấy ông già bên quân ủy lại được thể nói tổ đặc nhiệm A nhúng tay vào việc quân đội, can thiệp chuyện địa phương. Cố Toàn vẻ mặt kiên định, nói. Bởi vì Cố Toàn là đại diện tổ đặc nhiệm A chú trong quân đội, ông ta vẫn là cố vấn quân ủy. Kỳ thật, quân ủy quân cắt cử Cố Toàn đến tổ đặc nhiệm A là để giám sát, không thể ngờ cả Cố Toàn cũng bị chọc cho giận. Lão Triệu à, cho tôi mượn ít lính được không? Cố Toàn lập tức gọi cho phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh trung tướng Triệu Quát. Mượn lính, bao nhiêu người, có chuyện gì? Triệu Quát lưu loát hỏi, ông ta với Cố Toàn quan hệ không tệ. Vì người chống đỡ đương thời của Triệu gia Triệu Bảo Cương về hưu đã đem lại nguy cơ suy yếu, quyền lực Triệu gia lúc này là thời điểm yếu nhất. Cố Toàn chịu gọi đến bảo muốn nhờ và Triệu Quát dĩ nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa, con người Cố Toàn trước giờ làm việc luôn bình tĩnh, không hề có chút sai sót gì, điểm này Triệu Quát rất rõ. Nên biết ở Bắc Kinh mà điều binh ảnh hưởng thực sự rất lớn, dù là Triệu Quát cũng không dám làm chuyện ngu xuẩn này. Nếu bị đối thủ nắm lấy nhược điểm, thì đủ để lão Triệu lãnh đủ một đòn. Là thế này, Diệp Phàm. Dù sao Triệu Quát cũng biết thân phận Diệp Phàm, Cố Toàn chẳng giấu giếm làm gì. Anh chờ tôi sẽ hỏi xem bộ đội nào ở gần Bát Đạt Lĩnh. Triệu Quát nói rồi gác máy. Cố Toàn biết anh ta đi xin chỉ thị người cầm lái Triệu gia Triệu Bảo Cương, đối với chuyện lớn xuất binh, Triệu Quát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Quát chẳng lẽ lại không biết bộ đội nào ở gần Bát Đạt Lĩnh? Quả đúng là nhảm nhí. 3. Điều hay không điều, chỉ bộ đội này là gần Bát Đạt Lĩnh nhất. Triệu Quát vẻ mặt ngưng trọng, hỏi. Đây là Bắc Kinh, rút dây động rừng, toàn bộ thế lực khắp nơi đang nhìn chằm chằm, nếu chúng ta mạo muội xuất binh, bị đối thủ nắm lấy nhược điểm, có lẽ, chức trung tướng phó tư lệnh này của con sẽ bị nguy hiểm. Tiền đồ cả đời của con sẽ vì chuyện này mà ngừng lại, việc này, cha không muốn trả lời con, cha già rồi, là người gần đất xa trời. Triệu Quát, con là người đại diện Triệu gia trong quân giới, chuyện này, con tự quyết định đi. Triệu Bảo Cương khép hờ mắt, thản nhiên nói xong thì nhắm mắt lại. Triệu Quát biết, cha đang khảo nghiệm mình, sau chút trầm tư Triệu Quát trực tiếp rút điện thoại ra gọi, nói. Đoàn trưởng Trương, lập tức rút ra hai đội đến Bát Đạt Lĩnh hiệp trợ Bộ Công an chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ đuổi bắt, phải chú ý an toàn cho binh lính là nhiệm vụ thứ nhất, chú ý không làm lớn chuyện, anh hiểu không? Lập tức liên hệ công việc cụ thể với Phó trưởng Ban Thiết Chiêm Hùng, điện thoại là xuất phát lập tức. Sau khi làm xong Triệu Quát gọi điện cho Cố Toàn, gác máy liếc nhìn Triệu Bảo Cương một cái, hỏi thăm dò. Cha, con làm. Đời người trong cuộc vật lộn chức vị, có lúc cũng giống như tâm lý dân cờ bạc. Chuyện con đang vật lộn lần này, thắng là, con sẽ được một thanh niên có tiền đồ chân thành cảm tạ, bại là, con sẽ chịu nghìn người chỉ trỏ, quân khu, quân ủy. Tổ chức phê bình, xuất binh lung tung ở Bắc Kinh, họ sẽ chụp lên đầu con cái mũ có âm mưu làm loạn gì đó. Triệu Bảo Cương không trả lời chính xác đúng hay sai, mà chỉ cùng con nói chuyện phiếm. Cùng thời gian đó, Trấn Đông Hải gọi điện đến báo săn Thủy Châu, hừ giọng nói. Mã Thượng Chí, rốt cục anh muốn làm gì? Lập tức thả Trương Cường và Tề Thiên, gọi bọn họ đem một đội đến Thủy Châu bảo vệ người nhà phó soái Diệp, điều tra rõ việc này. Báo săn tuy nói không can thiệp chuyện địa phương, nhưng, chuyện lần này là trường hợp đặc biệt, đó là lần âm mưu công kích nhân vật hạt nhân của chúng ta. Tổ đặc nhiệm A chúng ta vẫn tái không ra mặt, thì sẽ đánh mất tấm lòng của đội viên đặc chiến. Đây là quyết định của toàn thể bộ máy tổng lãnh đạo, lập tức chấp hành. Sau khi gác máy, Trấn Đông Hải ngẫm nghĩ một chút, lại chỉ thị Trương Hùng mang theo một phân đội nhỏ tới Bát Đạt Lĩnh, toàn lực phối hợp với Phó soái Diệp lùng bắt tội phạm. Bắc Kinh đêm khuya rất bình tĩnh, nhưng ở Bát Đạt Lĩnh, khắp nơi đều là đèn pin, giống như bầu trời đầy sao vậy. Bên ngoài là nói bộ đội kết hợp cảnh sát diễn tập vây bắt ban đêm, để tránh những lo lắng không cần thiết, dù sao đây cũng là Bắc Kinh, phương tiện truyền thông chú ý khắp nơi. Trần Quân ở Thủy Châu, N. Khiếu Thiên chạy tới Bắc Kinh. Rạng sáng, kẻ bắt cóc giống như biến mất. Vấn đề này rất lớn, phần tử bắt cóc hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian. Trà trộn vào hơn 10 triệu người dân thành phố Bắc Kinh,
muốn tìm vài người trong ở một nơi đông đúc như vậy, giống như mỏ kim đáy bể vậy. Diệp Phàm vẻ mặt mỏi mệt, ngồi dưới một gốc đại thụ. Ông em, lúc nãy tôi cùng Phá Thiên, Lý Long và Bộ Công an, chuyên gia ủy ban kỷ luật, cao thủ tổ tình báo nghiên cứu phân tích qua, có phải thằng nhãi Cố Gia kia dở trò quỷ. Gần đây gia tộc Câu Trần Nam Hải kia không có động tĩnh gì, hơn nữa, bọn họ có hai người trong tổ đặc nhiệm A, chắc là không dám làm bậy. Thiết Chiêm Hùng nói, lẽ nào là tên Cố Tuấn Phi kia làm? Diệp Phàm hừ giọng nói, có khả năng. Chiêm Hùng nói, mặc kệ, chỉ cần có khả năng, thà rằng giết thừa còn hơn bỏ sót, tuyệt đối không buông tha một ai. Em sẽ bảo lão Trần đi thử, bắt hắn về đây ép hỏi một chút. Thiết ca, lập tức lục soát tìm thử xem, thằng nhãi đó đang ở đâu, em muốn địa điểm chính xác của nó. Diệp Phàm lập tức gọi điện cho Trần Khiếu Thiên. Được, Thiết Chiêm Hùng tự đi sắp xếp. Lùng bắt vẫn còn đang tiến hành, tuy nhiên, tâm tình Diệp Phàm như ngã vào hố sâu, một thời gian dài như vậy, dù có cứ được Tống Thiến Thiến trở về, theo như bắt cóc trước khi đi nói là muốn xử cô, chắc là bạn gái em trai mình có chí nguy hiểm rồi. Diệp Phàm đang tính, làm thế nào để khuyên bảo em trai, đó là một vấn đề lớn. Vẫn chưa có tin tức. Lý Khiếu Phong đập chén cứ như là gõ nhạc vậy, tiếng rung động đinh đang không ngừng vang lên, hơn nữa, nhân viên công tác đã đổi cái chén thứ 5 rồi. Trấn Đông Hải liếc nhìn ông, không lên tiếng, Cố Toàn ngồi một góc, trước mặt Toàn là đầu thuốc lá. Chỗ nào cũng lục soát rồi, kẻ bắt cóc chẳng lẽ có phép độn thổ. Cố Toàn vẻ mặt nghi hoặc, có thể giấu trong bộ đội không? Lúc này, Lang Phá Thiên đột nhiên phán ra một câu. Đúng rồi, trại bộ đội gần Bát Đạt lĩnh chúng ta chưa tiến vào lục soát, theo lý thuyết kẻ bắt cóc có nhanh lắm đi nữa cũng không có khả năng chạy quá xa. Thiết Chiêm Hùng vỗ đùi kêu lên. Kiểm tra một chú ý, gần đây là chi bộ đội nào? Diệp Phàm nói, Trương Hùng tự đi sắp xếp. Rạng sáng, 6 giờ, trời dần sáng. Tổng bộ tổ đặc nhiệm A, Trấn Đông Hải ngơ ngác ngồi trên ghế xoay, Lý Khiếu Phong đã có thể đứng lên, ông chống gậy đi vòng tròn trong phòng, tiếng cây gậy chạm vào sàn nhà kêu kêu lộc cộc. Cố Toàn lúc nhíu mày lúc lại thở dài, giờ đổi sang uống trà, dưới chân đặt ba cái phích nước nóng. Toàn chống không. Thiết Chiêm Hùng gác điện thoại, nói. Rất trùng hợp, Cố Tuấn Phi đang ở bộ đội XXX-666, hình như là đoàn xe tăng. Văn phòng đoàn trưởng Lý Thiệu đoàn XXX-666 đột nhiên xuất hiện mấy người, đi đầu là một thanh niên lạnh lùng. Các ngươi là ai, dám đột nhập lung tung, đây là vùng cấm quân sự. Lý Thiệu rất bất mãn. Thậm chí y còn nghi ngờ không biết có phải lính gác đang ngủ trong phiên trực không, sao lại để người ngoài đột nhập vào. Buổi tối Cố Tuấn Phi ở trong quân doanh, Lý Thiệu không dám sơ suất, cho nên vẫn chưa ngủ, thấy trời đã sáng, đang định đánh một giấc, không ngờ lại có khách không mời mà đến quấy nhiễu. Nói mau, Cố Tuấn Phi ở đâu? Cửa có người đóng lại, Diệp Phàm bước lên một bước dài, bịch một tiếng, Lý Thiệu bị hắn đá lên sofa. Chủ yếu là sợ lớn tiếng quá làm kinh động Cố Tuấn Phi sợ chạy mất. Cố Tuấn Phi nào, tôi không biết. Lý Thiệu trong lòng chợt lạnh, cũng thầm buồn bực, không biết đám người này tìm Cố Thiếu Gia là gì. Đêm qua Cố Thiếu Gia dẫn theo một đám người tiến vào, nói là muốn mượn chỗ nghỉ ngơi một chút. Mũ đoàn trưởng của Lý Thiệu là do Cố Tuấn Phi lải nhải bên tai ông nội Cố Thiên Long mới có được, Lý Thiệu dĩ nhiên không dám hỏi gì. Thấy còn có cả một cô gái, trong lòng lắc đầu. Thầm nhủ, Cố Thiếu Gia ngông cuồng quá, coi đoàn xe tăng của mình là ổ chơi gái. Không nói đúng không? Diệp Phàm này sinh độc ác, đá một đá vào bộ phận sinh dục của Lý Thiệu, thằng nhãi này lập tức đau đến mức muốn hét lên, nhưng bị Lang Phá Thiên giơ tay đè lại. Nếu không nói chặt đứt năm ngón tay của y. Diệp Phàm bị chọc điên rồi, ngón tay vừa động, tiếng rắc rắc vang lên, gãy một ngón rồi. Chương 1108, đập nát Cố Gia. Đoàn trưởng Lý Thiệu lập tức đau đến nỗi toàn thân run lên, thêm một lát nữa, lại là tiếng rắc rắc. Lý Thiệu biết, ngón giữa lại bẽ gãy rồi, biết với sát tinh này nếu mình không nói thì chắc hẳn sẽ bị hắn chỉnh cho chết, cái mạng nhỏ này vẫn quan trọng hơn so với mũ quan, Lý Thiệu khẩn trương hét lên. Anh ta ở phòng 606 lầu 6. Vọt lên lầu 6, thấy ở lối đi nhỏ có bốn người đàn ông cao lớn đang đứng. Bốn người này, chắc là cao thủ trong đội trinh sát. Thiết Chiêm Hùng nói thầm bên tai Diệp Phàm. Hừ,
Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tay vung phi đao, xoẹt một tiếng, bốn tên ngã xuống, còn chưa kịp hét lên đã bị đám lang phá thiên đạp cho một cước sụi lơ một đống trên sàn nhà. Tuy họ là cao thủ, nhưng trước mặt thất đẳng như lang phá thiên thì chẳng khác gì một tờ giấy. Diệp Phàm một đá văng cả cửa lớn, tim gan đều muốn nứt ra. Phát hiện Cố Tuấn Phi đang cười, cả người chẳng một mảnh vải che thân, thứ đồ chơi phía dưới đang vểnh lên, trước mặt là một cô gái mặt sưng tím, khóe miệng còn dính máu, áo quần hoàn toàn cởi ra khỏi người, hai ngọn núi đôi lộ cả ra ngoài, bên dưới chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót đáng thương. Khốn kiếp! Diệp Phàm tuy nói chưa từng gặp Tống Thiến Thiến, nhưng vừa nhìn đã đoán ra là cô. Bước một bước dài lên phía trước, nhanh như sấm sét, chiếc chăn trên giường bị hắn dùng ngón tay cuốn lấy người cô gái. Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng vừa thấy lập tức quay đầu đi, Diệp Phàm sau khi che cô gái kia xong, mới quay đầu lại. Thằng danh Diệp Phàm, ha ha ha, mẹ nó, mày xử đàn bà của ông đây, giờ thế nào? Ông đây cũng muốn xử hết đàn bà Diệp ra nhà mày, ha ha ha. Cố Tuấn Phi như nổi cơn điên, hét to, cười lớn. Chẳng chút sợ hãi, có lẽ y thấy ở đây y là chủ nhân. Diệp Phàm có thể làm gì được y chứ? Thịch một tiếng, Cố Tuấn Phi đụng vào vách tường bắn ngược lên giường, lại một loạt những tiếng thình thịch vang lên. Tiếng xương gãy răng rụng răng rắc, Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên trừng to mắt, thưởng thức cảnh tượng đáng sợ này. Trong đó, xen lẫn tiếng hét chói tai thê thảm của Cố Tuấn Phi. Đánh chết mày cái thứ con rùa! Ông đây phải lột từng lớp da sói của mày. Diệp Phàm giọng khàn khàn hét lớn, điên cuồng như đang đấm vào bao cát. Nguy rồi, lần này chắc Cố Tuấn Phi chết trong tay Diệp Phàm. Hắn là anh hùng, không phải sát nhân. Trấn Đông Hải hạ lệnh. Giết xứng đáng, tạp chủng. Tôi mất mặt thay Cố gia. Phỉ. Lý Khiếu Phong phun một ngụm trà về phía bàn Trấn Đông Hải. Trấn Đông Hải không nói gì. Trung tướng Cố Toàn lên lầu, kỳ thật. Ông đã sớm ở ngoài đoàn xe tăng rồi. Khi Diệp Phàm vào, ông cũng đem người tiến vào, chỉ đứng ngoài trông chừng, Trấn Đông Hải nói muốn cho Diệp Phàm chút giận rồi tính sau, bằng không, tên nhãi này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dừng lại Diệp Phàm, nhanh cứu người đi. Cố Toàn vào, nhắc nhở Diệp Phàm khẩn trương cứu Tống Thiên Thiến. Đi. Diệp Phàm lạnh lùng gật đầu, sờ nhéo toàn thân Cố Tuấn Phi một lúc, xoay người ôm lấy Tống Thiên Thiến bước đi, không quay đầu lại. Có tiếng truyền ra. Đồng ý theo tôi đến Cố gia thì đi theo tôi. Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên, Lý Long trầm mặc bước lên, Trương Hùng do dự một chút, cũng đi theo. Cứu cái tên xúc sinh này đi. Cố Toàn giọng khàn khàn quanh quẩn ở lầu 6, căn bản là ông không dám nhìn tình trạng thê thảm của Cố Tuấn Phi. Vài bác sĩ bước vào băng bó kiểm tra, sau khi bước ra thì lắc đầu, nhấc người bỏ chạy. Một bác sĩ già thở dài nói với Cố Toàn. Xong rồi, sau này thành phế nhân, vận mệnh của tên này nát như nhân sủi cảo rồi, chỉ sợ, có cho nước vào cũng chẳng nặn được thành một khối, hai. Lão Lý, chuyện này ông phải ra mặt, nếu tới Cố gia, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trấn Đông Hải vẻ mặt ngưng trọng. Tôi đã về hưu, đây là chuyện của các người, không liên quan đến tôi. Lý Khiếu Phong đặt mông xuống xe lăn, nói với thiếu tá bên cạnh. Đẩy ông đây về nhà. Ông đây buồn ngủ rồi. Thiếu tá nhìn Trấn Đông Hải không nói gì, yên lặng đẩy giúp xe lăn ra cửa. Đằng sau truyền đến tiếng thở dài của Trấn Đông Hải. Nghe nói là tên nhãi Cố gia làm, một xúc sinh. Triệu Quát cũng vẻ mặt giận dữ. Cố gia, ắt hẳn cũng không sai biệt lắm. Cố Thiên Long sẽ thanh toán giúp cháu nội. Triệu Bảo Cương mặt không biến sắc, thản nhiên nói. Diệp Phàm tới Cố gia rồi, con không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt Triệu Quát ngưng trọng. Tay hơi run lên. Ha ha, không có chuyện gì đâu. Ở Bắc Kinh, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Triệu Bảo Cương lắc đầu, buồn bực uống trà. Nhà lão Cố xong rồi. Ủy viên quan ủy Mai Chân Hào day day mắt thản nhiên nói. Không thể nào, Diệp Phàm có thể có nhiều năng lượng thế sao? Cha của Mai Diệp Thu phó tư lệnh đại quân khu lĩnh Nam thiếu tướng Mai Trường Phong khó hiểu hỏi, liếc nhìn cha, nói. Chuyện này Thiết Chiêm Hùng nhìn rất chặt, nhưng Thiết Chiêm Hùng có được bao nhiêu năng lượng? Phân lượng của Cố Thiên Long Cố gia so với y còn lớn hơn nhiều. Huống chi, Tào gia sao có thể dương mắt nhìn Cố gia gặp nạn, hẳn là không có gì đâu. Hừ, Cố Toàn đã ra mặt,
Thân phận Cố Toàn là gì, con còn chưa hiểu à? Mai Chân Hào nói. Cha nói người bên kia nhúng tay vào. Mai Trường Phong lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lắc đầu. Xem ra năng lượng Thiết Chiêm Hùng không nhỏ, đã rời khỏi khu đó mà còn nhúng được tay vào, nếu mà họ nhúng tay vào, Cố gia có chút phiền phức rồi. Đó là vì Mai Trường Phong không biết thân phận đích thực của Diệp Phàm nên mới nói như thế. Con không hiểu đâu, cứ mở mắt mà nhìn đi. Ông cụ Mai thở dài. Mai Trường Phong dù có chút nghi ngờ, nhưng, một tia vui vẻ vì người khác gặp họa cũng lóe lên trong mắt ông ta. Đúng là xúc sinh, Cố gia sao lại sinh ra đứa con chẳng bằng heo chó thế này. Tào Mộng Đức tức giận ho khan với đồng minh Cố Toàn. Tào Thiên Hạ ngồi bên vội vỗ cho ông ta mấy cái. Ba, không quản là thế nào, chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn Cố gia mất đi, chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Tào Thiên Hạ trong lòng hơi hối hận, chuyện này kể ra người khởi xướng cũng là anh trai y Tào Quốc Khánh. Nếu như họ không khéo léo đem chuyện Tống Trinh giao đến nước Bình tìm Diệp Phàm lộ ra cho Cố Tuấn Phi, sẽ không làm tên nhãi này đố kỵ mà làm ra chuyện ngu xuẩn. Cố Tuấn Phi kiêu ngạo, cho rằng Cố gia có thể dàn xếp tất cả. Cho nên, mới xảy ra chuyện tối nay. Vốn Trương Minh Đường đã nhắc nhở y, cùng một tối mà có hai chuyện lớn xảy ra với Diệp Phàm là không bình thường, sẽ tự dẫn lửa đốt mình. Nhưng, Cố Tuấn Phi ngoài mặt gật đầu nói tính sau. Kỳ thực là sợ Trương Minh Đường đem việc này báo cho cha mình Cố Phong Sơn, nên âm thầm sai khiến quân thân tín của Cố gia trong quân đội đem theo lính trinh sát ngầm hạ độc thủ. Không thể ngờ là làm con tàu lớn chở mình, năng lượng của Diệp Phàm y không hề dự tính tới. Từ xa xa nhìn thấy biệt thự của Cố gia. Một chiếc xe tiếng máy nổ vang vọt đến, Diệp Phàm cầm tay lái. Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên, Lý Long ba người vẻ mặt âm trầm ngồi ở sau lưng hắn. Ba hãy đến bộ đội đi. Phó Bí thư tỉnh ủy Nam Phúc Cố Phong Sơn đang họp ở Bắc Kinh, sau khi nghe được tin bèn khuyên cha là Cố Thiên Long rời khỏi biệt thự. Dưới chân thiên tử, đây là đất thủ đo, con sợ cái gì? Tên xúc sinh này, nó đã làm cái gì vậy chứ? Tư lệnh quân khu Lưu Thẩm Cố Thiên Long ngồi trên sofa, mắng. Ba, Tuấn Phi đúng là sai, nhưng nó là cháu của ba. Còn cái tên Diệp Phàm kia, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nghe Minh Đường nói Tống Trinh Giao đã đến Đức Bình tìm hắn. Hai đứa nó còn chơi bời ở biệt viện Khang Kiều. Đến tối mới rời đi. Tuấn Phi đàn ông như vậy, sao mà nhịn được? Tống Trinh Giao, cô ấy đang là bạn của Tuấn Phí mà. Cố Phong Sơn bênh vực con mình. Phụ nữ trong thiên hạ nhiều như nước biển, con cháu Cố gia chúng ta mà sợ không tìm được phụ nữ à? Muốn chơi 8-10 đứa cũng được, đầu óc anh là đầu heo à, nghĩ kỹ coi. Tống Trinh Giao đi Đức Bình, chuyện này chắc sẽ không nói cho ai biết, tại sao Tuấn Phi lại biết? Cố Thiên Long tức đến nỗi môi run bần bật. Ba, ý ba là có kẻ đâm sau lưng à? Cố Phong Sơn nói, lập tức hiểu ra. Cố gia xong rồi, hai, Đỉnh Sơn, sau này phải tự biết lo cho mình. Cố Thiên Long dường như già đi nhanh trong chốc lát. Chúng ta còn có Tào gia, không phải chỉ một chuyện nhỏ thôi sao, chỉ cần ba chịu khó ra mặt, lại có Tào gia giúp đỡ, chẳng lẽ họ lại không nể mặt cấp trên sao? Tuấn Phi đã bị Diệp Phàm đánh cho tàn phế, cũng ta còn muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, chuyện này không thể bỏ qua được. Cố Phong Sơn phẫn nộ quát. Nguyễn Bàn đến Tào gia, khốn kiếp. Cố Thiên Long nói, đưa tay quét qua một lượt, chén tách trên bàn rơi cả xuống sàn, vang lên tiếng loảng xoảng. Két một tiếng, thấy biệt thự Cố gia càng lúc càng gần, Diệp Phàm tấp xe lại. Có một cô gái toàn thân mặc áo trắng vô cùng xinh đẹp khiến cho đàn ông phải run rẩy đang đứng trước xe, không phải Kiều Viên Viên thì còn ai nữa. Thiết Chiêm Hùng và Lý Long đều nhẹ nhàng thở ra, Lang Phá Thiên nhíu nhíu mày. Tránh ra, đừng có làm phiền thêm nữa. Diệp Phàm hét về phía Kiều Viên Viên, có lẽ tám phần là một trong những thành viên do Trấn Đông Hải gọi đến khuyên can. Anh Phàm, em xin anh, về đi mà, em về với anh nhé. Kiều Viên Viên cầu xin nói, dán người trước xe. Có liên quan gì tới cô, cút đi cho bố, không là bố tung cho bay đi đấy. Diệp Phàm giống lên. Anh tung đi, em chết dưới bánh xe của anh cũng yên lòng. Kiều Viên Viên thái độ kiên quyết, dán chặt trước xe, Diệp Phàm chỉ cần động nhẹ là tung phải cô rồi. Bảo cô cút đi có nghe không hả? Diệp Phàm mở cửa xe bước xuống.
Những chuyện khác em đều nghe anh, nhưng hôm nay không được, anh còn có tiền đồ tốt, anh muốn làm gì chứ? Em xin anh về đi, em đi với anh. Kiều Viên Viên mặt đầy nước mắt, cầu xin. Thủ trưởng Trấn lấy Nhu Khắc Cương, chẳng biết là có được không, hai. Trên xe Thiết Chiêm Hùng thở dài, nhìn thấu mọi chuyện. Chát một tiếng, Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên nhìn qua, thấy trên mặt Kiều Viên Viên hằn năm dấu tay, lập tức sưng húp. Diệp Phàm nổi giận nên ra tay không khống chế được, quát. Cút đi cho ông đây. Anh đánh chết em đi. Kiều Viên Viên bám vào Diệp Phàm, sống chết ôm lấy. Xoạt một tiếng, cả người bị ném đi, không phải Kiều Viên Viên thì còn ai nữa, cô ngã xuống đất. Tuy nhiên, lần này Diệp Phàm khống chế sức vừa phải. Kiều Viên Viên giãy giụa, rồi từ dưới đất bò lên đuổi theo về phía Diệp Phàm. Chương 1109, thủ đoạn cao siêu của Trấn Đông Hải. Phàm tử, con muốn làm gì, đứng lại. Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, quay đầu lại thấy không ngờ là ba mẹ Lâm Tú Chi và Diệp Thần Tây. Ba, mẹ, việc này ba mẹ đừng quan tâm. Diệp Phàm nghiêm mặt, biết là Trấn Đông Hải dở trò quỷ, kêu lên một tiếng muốn xoay người đi. Tôi không cho đi, có chết cũng không cho đi. Kiều Viên Viên lại vồ lên, tóc tai rối tung, ngồi xổm xuống đất ôm lấy hai chân của Diệp Phàm. Thiến Thiến, hắn không có việc gì, không chịu nhục. Vừa rồi thầy thuốc có kiểm tra qua. Lâm Tú Chi đột nhiên nói. Con không nghe có phải không? Con đi mẹ chết cho con xem. Diệp Phàm nhìn thấy mẹ trong tay cầm cái kéo, sợ tới mức cả người đông cứng, vội vàng dừng bước nói. Mẹ đừng kích động, con không đi. Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên cũng hoảng sợ, vội vàng xuống xe lại gần Lâm Tú Chi. Lang Phá Thiên đột nhiên phát lực, trong chớp mắt đoạt lấy kéo trong tay Lâm Tú Chi, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhàng. Đồ tồi nhà họ Cố, đồ tồi. Diệp Phàm tức giận, giơ chân đạp mấy cái vào tường. Hai cảnh sát vũ trang đã bị Diệp Phàm đá một cước bay đến mấy mét, không có động tĩnh. Tuy nhiên, mặc kệ Diệp Phàm đá vào tường như thế nào, nhà họ Cố vẫn không có ai xuất hiệu. Cố Thiên Long vẻ mặt bình tĩnh, Cố Phong Sơn thì sầm mặt, tay có chút run sợ. Theo bản năng nắm một cái cán chổi. Lo lắng cái gì, hắn dám vào đến tôi sẽ dám bắn hắn. Cố Thiên Long bình tĩnh hừ nói. Buổi chiều ngày hôm sau, mọi người đều bình tĩnh lại. Cố Thiên Long vẻ mặt trắng bệch từ văn phòng chủ tịch đi ra, trong tay cầm một văn bản tự mời xử phạt phê một hàng chữ, con hư là trách nhiệm của cha mẹ. Mặt sau là ba dấu chấm than. Năm ngày lặng lẽ trôi qua, Diệp Phàm về tới Thủy Châu. Sau khi em trai Diệp Tử Kỳ phẫu thuật cũng rất tốt, Tống Thiến Thiến sau vài ngày tinh thần thất thường cũng bình thường trở lại. Mỗi ngày đều ở bên cạnh Diệp Tử Kỳ, hai người cùng nhau trị liệu. Nhưng cũng phải có một năm đến năm rưỡi mới có thể khôi phục. Vì an toàn, Diệp Phàm đưa cả nhà đến Thủy Châu. Có Trần Khiếu Thiên và Trần Quân thay phiên bí mật bảo vệ, báo săn cũng cử ra vài người thay nhau trực. Bảy ngày sau Bắc Kinh có phản ứng. Đã hoàn toàn tê liệt, nói cũng không rõ lắm, chỉ biết EA giống như trẻ con 3 tuổi, tay chân đều không thể nhúc nhích, Cố Tuấn Phi bị xử 10 năm. Việc này, đương nhiên Diệp Phàm phát huy bí thuật Hải Nam cùng ngũ âm lôi cương chỉ của Trần Khiếu Thiên. Cố Tuấn Phi cả đời sẽ si ngốc, đại tiểu tiện đều phải có người giúp. Các chuyên gia của bệnh viện cũng đã kiểm tra qua, không phát hiện cái tật gì, chỉ có điều xương cốt bị chặt đứt hơn 10 cái này điều trị được. Nhưng bộ phận trong khố kia đã bị Diệp Phàm làm thành bùn nhão, thầy thuốc chữa vài ngày. Tuy nhiên hình thức vẫn không đâu vào đâu, không ra hình dáng ban đầu. Không thể kiên trì nên chọn cách dùng kỹ thuật, nghe nói lấy một ít ở chỗ khác để tạo hình lại. Tuy nhiên, cây gậy kia chắc chắn là bị phế đi, chỉ giống nhau mà không thể hoạt động. Cố Phong Sơn vì chủ tịch phê con hư là trách nhiệm của cha mẹ, rút lui khỏi ủy viên thường vụ tỉnh ủy Nam Phúc, từ chức phó bí thư tỉnh ủy, một đảng viên mắc lỗi trầm trọng. Trở lại Bắc Kinh muốn làm công tác tôn giáo, nghe nói chuyên môn là quản lý các chùa chiền miếu mạo. Cố Thiên Long trưởng lão nhà họ Cố qua vài ngày nữa là về hưu, hiện tại cũng về hưu sớm, nghe nói là chính y có nguyện vọng, chủ tịch Trấn giữ mãi sau mới phê chuẩn. Cố Thiên Long làm cho người ta cười, người ta đều là thí xe giữ tướng, y buồn cười là chơi mấy soái giữ xe. Triệu Bảo Cương có vẻ bùi ngùi. Đúng thế, người này thật sự lợi hại, y tự xin về hưu sớm, chủ tịch Trấn không đành lòng ra tay,
do đó bảo toàn chức vụ cho con trai thứ hai là tư lệnh viên căn cứ Việt Châu Cố Hữu Cương. Triệu Quát cũng khâm phục không ngừng, nhìn cha một cái nói. Tuy nhiên, nhà họ Cố chỉ có một thiếu tướng, hẳn là không trở mình gây ra được sóng gió gì. Y còn muốn trở mình gây sóng gió cái gì, không sợ bị người ta nhổ tận gốc sao? Lần này không cần Tào Mộng Đức luôn lải nhải, còn có nhà họ Cố ở Bắc Kinh. Triệu Bảo Cương thản nhiên nói. Chính nghĩa thì được ủng hộ, Cố Tuấn Phi có hành vi ngu ngốc bị trả giá thê thảm và nghiêm trọng. Cũng là cảnh báo cho một số con cháu những dòng họ lớn ở Bắc Kinh. Triệu Quát nói, nhìn cha một cái còn nói thêm. Chỉ có điều việc này hình như không có Diệp Phàm, chỉ là không biết Tống Thiến Thiến thế nào. Cho nên, việc này hạn chế ở một số người cảm kích lúc trước. Nhà họ Phượng cũng không hiểu được việc này, nếu không cô bé nhà họ Phượng kia đã chạy đến trước. Muốn biết vì sao, phải tự suy nghĩ. Triệu Bảo Cương hừ một tiếng. Cô bé nhà họ Phượng mất một cơ hội, nhưng thật ra là cho cô bé nhà họ Kiều có một cơ hội tốt. Tuy nói là da thịt bị đau nhưng sau này, trong lòng Diệp Phàm xem ra sẽ hơi ngượng ngùng. Có cách nghĩ này, tất nhiên sẽ nghĩ đền bù cái gì đó. Tạm thời hắn không có khả năng đền bù cho cô bé nhà họ Kiều cái gì, tuy nhiên, về cảm tình sẽ có khuynh hướng nghiêng về cô bé nhà họ Kiều. Trấn Đông Hải thủ đoạn đùa giỡn thật là tài. Kiều Viễn Sơn cũng không biết sẽ đau lòng thế nào, ha ha. Con gái bị đánh thành ra như thế, thằng nhóc kia không ngờ con gái mà cũng dám ra tay. Triệu Quát không ngờ mỉm cười. Kiều Viễn Sơn không biết việc này, sau này thấy mặt con gái như vậy cô bé chắc không nói sự thật. Thôi vậy, chuyện con gái chúng ta không nói chuyện, nhàm chán. Triệu Bảo Cương khoát tay áo. Viên Viên, rất xin lỗi. Diệp Phàm sờ mặt Kiều Viên Viên đã đỡ sưng nhiều ngượng ngùng nói. Anh có hậu cung ngọc nhan hoàn, có lẽ tôi trở nên hấp dẫn nhiều lắm. Tôi còn hy vọng, dấu tay tôi mãi mãi lưu lại. Để cho anh cả đời nợ tôi, hừ hừ. Kiều Viên Viên tức giận hừ nói. Ha ha. Vẻ mặt Diệp Phàm cười xấu hổ, hai chiếc miệng dần dần gần lại nhau, hai đầu lưỡi không ngờ cũng đánh nhau. Em cắn anh, đau quá. Diệp Phàm đột nhiên hừ nói. Cắn chết anh, ai bảo anh đánh em, cho chết. Cô gái nói. Còn dám làm mấy chuyện xấu, xem anh chị em như thế nào. Diệp Phàm lao thẳng đến. Kiều Viên Viên thân thủ khá tốt, chợt trốn đi. Thật sự có tài, nếu trốn nữa anh sẽ rửa chân cho em. Diệp Phàm cười gượng nói. Em không cho anh rửa chân. Kiều Viên Viên nói một câu, bị ôm lấy đặt trên giường, Diệp Phàm hỏi. Vì sao? Anh là đàn ông. Cô gái nói. Trong phòng vang lên hơi thở dồn dập, càng ngày càng dồn dập, dường như còn có tiếng cười của con gái. Thật ra cũng chưa làm gì. Trong phòng người đàn ông đang nằm xuống chống đỡ, Kiều Viên Viên cười khanh khách nói. 203,204, 204,800. Cố lên, nhanh đến 1000. Thật sự là đang nằm xuống chống đỡ không phải là gì. Thiết Chiêm Hùng mặt dày mở cửa lập tức há hốc mồm, miệng trêu chọc nói. Người anh em, không thể tưởng tượng được hai người đúng thật là lãng mạn, ở trong phòng chơi nằm xuống chống đỡ. Ha ha, Viên Viên hạ lệnh. Đây là lễ vật đền bù tốt nhất cho cô ấy. Diệp Phàm cười mặt Kiều Viên Viên lập tức ửng hồng, lườm hắn một cái hừ nói. Sớm biết thế này phạt anh 10.000 cái, hừ. 10.000 cái, tốt, tôi đến giúp cô, nào cô Kiều. Thiết Chiêm Hùng lập tức vui vẻ vì người khác gặp họa. Đây là anh em sao? Diệp Phàm giận dữ nói. Ông em, đến nhà họ Triệu đi dạo một vòng rồi đi nhậm chức. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Đi dạo gì? Diệp Phàm hừ nói. Cậu còn không biết. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt kinh ngạc. Biết cái gì? Diệp Phàm hỏi. Con trai cả nhà họ Triệu Triệu Sương Sơn đến tỉnh Việt Đông làm bí thư tỉnh ủy. Cậu muốn tới Ngư Đồng thì đi thắp hương tạm biệt Phật có gì không tốt. Hơn nữa vừa đúng thời cơ, buổi sáng nay Triệu Sương Sơn về Bắc Kinh, buổi tối hẳn là sẽ về nhà thăm hỏi ông cụ. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Ông ấy là bí thư tôi đương nhiên đã biết, chính là anh báo tin. Diệp Phàm cười nói trong lòng cảm kích. Ha ha, bộ trưởng của chúng tôi cũng đi họp, cho nên tôi thuận miệng hỏi một chút, mới biết được các bí thư tỉnh ủy đã trở lại. Thiết Chiêm Hùng nhìn Kiều Viên Viên khó hiểu cười nói. Anh Thiết, có thật là bộ trưởng của anh nói không? Trên đường Diệp Phàm hỏi Thiết Chiêm Hùng.
Đương nhiên không phải, Bộ trưởng làm sao có thể nói cho tôi biết chuyện các bí thư tỉnh ủy về họp. Và lại tôi cũng không dỗi để hỏi vấn đề này, ha ha. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Thế thì lạ thật, chẳng lẽ anh gặp Triệu Sương Sơn? Diệp Phàm có vẻ nghi ngờ hỏi. Cũng không phải, là cô bé nhà họ Triệu kia nói. Tôi thấy buồn, Bắc Kinh lớn như vậy, sao có thể gặp cô bé nhà họ Triệu kia, cậu bảo có lạ hay không? Thiết Chiêm Hùng có vẻ như cười nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Tôi chưa hiểu. Diệp Phàm có chút giật mình, nhanh chóng giả bộ ngớ ngẩn để nói dối. Tôi đã nói rồi, ông em, có đi hay không tùy cậu. Dù sao tôi đã đưa tới, đi rồi. Thiết Chiêm Hùng vỗ vỗ vai Diệp Phàm, đưa cho Diệp Phàm một gói văn kiện to nói. Việc này chính là tư liệu liên quan đến vụ thảm án 88 ở Ngư Đồng công an điều tra. Tướng quân Lý kỳ vọng cao vào cậu, hy vọng cậu có thể vạch trần vụ án giết người thần bí. Thật sự, nếu không điều tra ra cũng không có cách nào, chúng ta cũng đều là người, không phải thần. Từ xưa đến nay đều có rất nhiều vụ đại án bí mật đến nay đều không thể vạch trần chân tướng, điều tra phá án cũng phải có vận may. Cậu cố gắng để xứng đáng với những gì tướng quân Lý giao cho, quan trọng là cố gắng hết sức. Đương nhiên, có thể vạch trần là tốt, cậu hiện tại là bí thư đảng ủy công an thành phố kiêm cục trưởng công an, bảo đảm bình yên là nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu. Mục tiêu hơi khác với mục tiêu của cậu khi còn ở chính quyền. Trước kia, cậu lấy việc phát triển kinh tế ở địa phương là việc chính, hiện tại, cậu phải thay đổi tư tưởng này thành phá án và bảo vệ bình yên là việc chính. Cậu cũng phải thích ứng với việc thay đổi mới đúng, đừng tới đó rồi cả ngày ở cục công an nghĩ đến việc phát triển kinh tế địa phương, đó giống như bắt chó đi cày, sẽ không thu được kết quả. Đúng vậy, lời này em nhớ kỹ, tuy nhiên. Diệp Phàm nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái, như định nói gì lại thôi. Có gì mau nói. Đừng úp mở như thế. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Anh Thiết hiện nay là Thứ trưởng Bộ Công an, có thể cấp cho Cục Công an Ngư Đồng một xe cảnh sát. Diệp Phàm ấp a ấp úng nói. Cậu xem, vừa mới nói với cậu, ánh mắt đã nhìn đồ vật này nọ, tư tưởng này của cậu không được, có phải không thể thu tay? Thiết Chiêm Hùng trợn mắt, thiếu chút nữa văng tục. Chương 1110, vai diễn được xác định nhanh. Việc này anh Thiết. Tôi lập tức thay đổi vị trí vai diễn, tôi hiện tại chính là Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngư Đồng. Muốn xe cảnh sát cũng là vì tăng sức mạnh cho Cục Công an, có tiền, có xe cảnh sát làm việc cũng nhiệt tình hơn, nói cách khác là bảo đảm bình yên có phải không? Việc này không thích hợp với việc phát triển kinh tế địa phương, chẳng lẽ cấp cho Cục Công an một cái xe cảnh sát tốt, đi khắp nơi phạt tiền, kiếm tiền. Tuy nói thành phố Ngư Đồng tình hình kinh tế so với Đức Bình tốt hơn nhiều nhưng tôi tin bọn họ chưa tới mức dầu nứt đổ vách. Và lại, ông em này đi Cục Công an Ngư Đồng nhận chức, làm đại ca dù sao cũng phải có món quà nhỏ, muốn cho một nhóm xe cảnh sát đối với anh mà nói không có việc gì khó có đúng không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, Thiết Chiêm Hùng hoàn toàn bị lôi ngã, hai mắt trợn to, miệng há hốc. Thật lâu sau lão Thiết mới nghẹn ngào vài chữ nói. Người anh em, cậu độc ác. Em thế này đã là ác, không hỏi anh đòi tiền đã là không tồi rồi. Người anh em này, chưa bao giờ có lòng tham. Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Xe cảnh sát không cần tiền mua sao? Thiết Chiêm Hùng thiếu chút nữa bị làm cho tức giận, nhìn Diệp Phàm một cái, có vẻ khó ưa, nói. Việc trang bị xe cảnh sát hình như Lâm Thiên Dân quản lý, tôi không có quyền cho cậu một nhóm xe cảnh sát. Cậu sẽ không làm khó tôi. Đến Bộ Công an chịu khí thải chẳng lẽ còn phải bảo tôi đi nói với Lão Trương để điều đình với Lâm Thiên Dân. Em cần không nhiều lắm, anh Thiết, cấp 50 chiếc là được. Giống như loại Santana 2000, anh cấp Santana là được, yêu cầu này chẳng qua là phân đi. Diệp Phàm vẻ mặt không biết gì nói. 50 chiếc, còn muốn đời 2000, tổng hợp lại giá không có 8-9 triệu không có được. Cậu thật sự nghĩ rằng tôi làm ở Bộ Tài chính à? Thiết Chiêm Hùng có chút giận dữ, hừ nói. Bộ Tài chính, tôi trục lợi vụ trưởng Phong đã quên mất, ha ha về sau không có tiền đi tìm y. Thôi vậy, 20 chiếc thế nào? Diệp Phàm lui bước, bởi vì hắn phát hiện một chỗ có nhiều tiền. 15 chiếc, vượt qua một chiếc cậu đừng có nghĩ tới. Thiết Chiêm Hùng cắn chặt răng nói. Có phải toàn bộ đời 2000 không? Diệp Phàm hỏi. 2000 thì 2000. Tôi không phải là người biết nói dối. Thiết Chiêm Hùng một quyền đánh Diệp Phàm rút lui ba bước mới ngừng lại được, xoay người vội vàng bỏ đi,
không để ý đến người vừa đi xin, chỉ sợ dừng lại một lát lại đột nhiên sửa thành 20 chiếc. Từ đã, anh Thiết, tiền anh không cần nữa. Diệp Phàm đột nhiên nói. Tiền gì? Vừa nghe đến tiền Thiết Chiêm Hùng như giật mình, quay đầu lại nhìn Diệp Phàm. Nghe nói anh Thiết gần đây đang chuẩn bị mua nhà, một ngôi nhà có sân cũng phải 4-5 triệu. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Có phải Lý Long đã nói cho cậu, ôi, lão Thiết tôi nghèo, trước kia ở tổ đặc nhiệm A tiền thưởng trợ cấp vẫn khá cao, một năm cũng đến 300 ngàn, thêm các khoản khác cũng gần 500 ngàn. Tuy nhiên, trước kia tiền cũng nhiều, và lại anh tôi cho tới bây giờ cũng chưa nhận của ai một đồng, ông ấy vì việc công, tôi cũng phải giúp đỡ, hàng năm cũng phải cho 7-8 vạn. Cho nên, vài năm sau cũng không tiết kiệm được nhiều. Hiện tại chuẩn bị kết hôn, mới phát hiện ra không có tiền mua nhà. Cậu cũng bia, chị dâu cậu, cô ấy thích nhà chiêng, nói là phòng ở được phân không có ý nghĩa, muốn tự mình mua. Việc này đúng là tìm được một chỗ, bàn bạc xong thật sự là ăn thịt người, phải hơn 5 triệu. Lão Thiết tôi ở bộ công an, tiền lương và trợ cấp toàn bộ một năm không đến 4 vạn, lấy đâu ra nhà riêng. Thiết Chiêm Hùng nhắc tới chuyện này liền nổi giận. Sổ tiết kiệm của anh hiện tại còn bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Sổ tiết kiệm còn mấy vạn, cậu mượn 1,5 triệu, tổng cộng hơn 1,5 triệu, tuy nhiên kết hôn cũng nên giữ lại một ít. Vì chuyện phòng ở, chị dâu cậu tuy ngoài mặt không nói gì, tuy nhiên tôi là đàn ông, nếu không làm được việc ấy thì còn gọi là đàn ông sao? Cho nên, lão Thiết tôi này sinh ác độc, nhất định phải có nhà riêng mới kết hôn. Thiết Chiêm Hùng nói nhìn Diệp Phàm một cái. Tiền kia cậu cứ giữ, chuyện nhà ở của tôi tạm thời chưa bàn đến, không cần vội đưa. Nếu không thì em cho mượn căn nhà theo thần chân xảo trá trước kia cho anh mượn kết hôn vậy, chỗ đó thật ra không tồi. Diệp Phàm cười nói. Đồ của người khác thì tôi không thèm, mặc dù chúng ta là anh em. Thiết Chiêm Hùng không hề nghĩ ngợi lập tức lắc đầu. Và lại, cậu khoe khoang trước mặt tôi có phải không? Không phải, vậy thôi vậy, trả lại anh tiền. Em hiện tại không cần, đem đi đi. Diệp Phàm lấy trong xe ra một thùng lớn, kéo tới trước mặt Thiết Chiêm Hùng. Bên trong là cái gì có phải lễ vật mang từ Thái Lan về cho chị dâu cậu, nếu giá trị mấy chục ngàn tôi sẽ trực tiếp nhận. Ha ha, anh em có lòng, việc này không tính là nhận hối lộ. Chúng ta là anh em thôi. Thiết Chiêm Hùng lập tức tươi cười. Mở ra xem rồi nói sau, anh em ruột cũng phải sổ sách rõ ràng. Đừng đến lúc đó bảo tôi còn nợ anh 1,5 triệu. Diệp Phàm vẻ mặt bỡn cợt cười nói. Bên trong chắc chắn sẽ là tiền, sao không làm thành chi phiếu cho dễ, như vậy phiền toái. Thiết Chiêm Hùng nói chuyện và đưa tay mở ra, lập tức hai mắt nhoáng lên một cái, vẻ mặt kinh ngạc nói. Người anh em, đây chỉ sợ không chỉ là 1,5 triệu. Gấp đôi 1,5 triệu, là 3 triệu. Diệp Phàm cười nói. Tiền này tôi không thể nào tôi phải nói cùng cậu đã, mua lễ vật mấy vạn cho chị dâu thì tôi nhận, một khoản tiền lớn như vậy, cậu thật sự muốn chê cười tôi có phải hay không? Thật sự, tôi gần đây cũng tìm ra một chỗ, có hai ông giàu có nói là muốn tôi luyện võ cho mấy đứa con, mỗi người cấp mấy chục vạn, cũng có đến 40 vạn. Từ từ sẽ đến, nếu cậu có trước 3 triệu cho tôi mượn tôi sẽ từ từ trả cậu. Tuy nhiên, phải nói rõ ràng, mượn là trả, đây là tính cách của tôi. Giấy nợ cũng phải có, hơn nữa còn phải có công chứng viên. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt xem ra có chút tức giận. Em không tốt như vậy cho anh mượn tiền, khoản tiền này là của anh. Không tin anh nhìn trên mặt gói to xe, đủ hết các thủ tục, là hóa đơn do phòng tài vụ của tổ đặc nhiệm A viết, có cả dấu đỏ, không phải là tôi làm ra. Diệp Phàm cười nói. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt nghi ngờ, xem xong, một quyền làm Diệp Phàm lui ba bước, Thiết Chiêm Hùng hét lớn. Cậu tốt lắm, mấy ngày nay tôi còn đang nghĩ cậu đi Thái Lan hỏi mượn tôi tiền để làm gì. Thằng nhóc Lô Vĩ kia giàu có vậy, cần gì phải phiền đến tôi gửi tiền từ trong nước qua cho. Không ngờ lại dùng để đánh cuộc quyền. Nghe nói thủ trưởng Trấn và lão Lý mò không ít, đáng tiếc lúc đó bố sách đến không nhiều như vậy. Nếu trước đó có thể đem đến nhiều hơn triệu, hiện tại không phải là có nhà riêng rồi sao? May mắt, có 3 triệu cuối cùng giải quyết tâm bệnh. Tuy nhiên, nghe nói phải nộp thuế, thuế của tôi không phải là cậu nộp rồi chứ, vài trăm ngàn, khoản tiền này tôi phải cho cậu mới được. Bỏ đi, thuế đó thân vương của Thái Lan đã nộp. Dù sao tiền của người nước ngoài không kiếm thì quá phí,
Việc này phòng tài vụ của tổ đặc nhiệm A cũng không nói, mình còn để ý làm gì đúng không? Diệp Phàm lắc lắc đầu. Thiết Chiêm Hùng ôm thùng đi, cười tủm tỉm. Thẳng đến xe Diệp Phàm mở cửa, Thiết Chiêm Hùng đột nhiên không cười, thì thào nói. Cảm ơn cậu, cậu đem chính phần của mình phân cho tôi. Tuy nhiên, cậu có tiền cho dù là tôi ăn hôi, tiền này tôi nhận, không làm gì cũng có 500 vạn. Lão Thiết, anh rất tham, ha ha, chúng ta là anh em. Thiết Chiêm Hùng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười vài tiếng, sợ tới mức người qua đường vội vàng tránh ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Thiết Chiêm Hùng, nghĩ không biết có phải cậu này ở bệnh viện tâm thần đi ra. Tôi có tiền nhìn cái gì mà nhìn? Thiết Chiêm Hùng đột nhiên quá lên một tiếng, trừng mặt nhìn mấy người xung quanh, tiến vào trong xe. Có tiền, có tiền, có tiền thì có gì tốt mà hét lên, mua một chiếc xe tốt, ông vẫn là BMW, khoe khoang cái gì? Một người đàn ông chỉ vào xe của Thiết Chiêm Hùng nói lớn. Bởi vì bạn gái anh ta ở đây, anh ta muốn để bạn gái sùng bái thôi. Chỉ két một tiếng phanh, Thiết Chiêm Hùng đột nhiên lui xe lại. Cửa xe loảng xoảng một tiếng mở ra, người thanh niên sợ tới mức co rút cổ lại không dám nhìn Thiết Chiêm Hùng, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ lời vừa rồi ông ta nghe thấy. Quả nhiên, Thiết Chiêm Hùng vỗ vỗ vai y nói. Người anh em, nghe nói cậu có BMW đúng không? Tiền đó lai lịch có rõ không? Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt hài hòa tươi cười, người thanh niên kia vẻ mặt cứng ngắc, không dám trả lời, bởi vì Thiết Chiêm Hùng dáng người có chút dọa người, xoay người một cái, phá mấy bụi trúc gầy không vấn đề gì. Người bạn gái bên cạnh vội vàng kéo người thanh niên, nhìn Thiết Chiêm Hùng xin lỗi không ngừng nói. Anh ấy uống rượu, ông đừng để ý. Ha ha, không có việc gì, tôi chờ bà xã xem nhà và trả tiền. Thiết Chiêm Hùng cười vỗ vỗ vai người thanh niên, mở cửa xe, một người con gái xinh đẹp đã tới bên kia đường, đầu tiên là lườm ông ta một cái, sau mới chui vào xe nổ máy đi. Tuy nhiên lần này người thanh niên không dám hé răng. Anh không phải nói là không có tiền không tính, ta xem thôi vậy, về sau hãy mua đi. Thái Thượng Tuyết lườm Thiết Chiêm Hùng một cái, mềm dẻo như nước. Vừa mới kiếm được 1,5 vạn, hơn nữa cả vốn là 3 triệu. Người anh em Diệp Phàm lại cho mượn 2,2 triệu, trừ tiền mua nhà còn đến 300 ngàn, ha ha, chúng ta tự mình có nhà kết hôn. Bộ công an kia rõ ràng là cho thuê thôi vậy, còn có một ít tiền để dành. Thiết Chiêm Hùng thản nhiên cười nói. Thuê, ai dám ở? Thái Phượng Tuyết cười biết là hóa ra trêu chọc mình. Tòa nhà bộ công an kia tất cả đều là quan lớn, canh phòng nghiêm ngặt, sao có thể thuê, đính xác là chê cười. Liếc mắt nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái nói. Người anh em kia của anh, có phải người mà buổi tối đó gặp gọi là Diệp Phàm? Ừ, là anh em thân thiết của anh, thấy không, lúc này mới gọi anh em. Thiết Chiêm Hùng bắt đầu khoác lác, trước mặt phụ nữ, đàn ông đều thích giàu. Chương 1111, Bí thư tỉnh ủy không thích. Hức, Thái Phượng Tuyết lườm y một cái, Thiết Chiêm Hùng đột nhiên thích quá, phanh két một tiếng dừng lại. Tìm và nhéo một chút, Thái Phượng Tuyết hoảng hét lớn. Phía trước có cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông, dám đến phạt anh sao, chán sống, cũng không dám nhìn. Thiết Chiêm Hùng còn chưa nói xong thì cửa kính xe có tiếng gõ, ngẩng đầu nhìn thấy thật đúng là hai người cảnh sát giao thông oai phong. Hai người chào và nói. Đồng chí, anh vượt đèn đỏ, mời đưa bằng lái xe, đi. Đèn đỏ. Thiết Chiêm Hùng nhìn phía đối diện, thật đúng là đèn đỏ. Tuy nhiên anh ta lập tức nghiêm mặt, hừ nói. Tôi đang chấp hành công vụ khẩn cấp, đồng chí cảnh sát giao thông, các anh vất vả rồi. Mời xuất trình bằng lái. Một trong những cảnh sát giao thông trẻ tuổi lạnh lùng nói, xem ra có chút tức giận. Bởi vì xe của Thiết Chiêm Hùng không giống cảnh sát, y nghĩ Thiết Chiêm Hùng ăn nói lung tung. Ra đằng trước xem biển số xe, rồi tra xe, có phải tôi nói dối hay không, hừ. Lão Thiết có chút tức giận. Tùy tay lấy ra một bao thuốc, có vẻ như không coi ai ra gì. Anh ta đương nhiên sẽ không đưa ra thẻ công tác, sợ làm hai cảnh sát giao thông sợ hãi. Hai cảnh sát giao thông nghe giọng Thiết Chiêm Hùng như thế cũng có chút nghi ngờ, đương nhiêu cũng không dám nói lại lần nữa, dù sao đây là Bắc Kinh, không có năng lực chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung. Huống chi, Bắc Kinh nhiều lãnh đạo lắm. Một cảnh sát giao thông đến trước xe nhìn biển số. Một cảnh sát giao thông đi nhanh đến một chỗ không lâu đã trở lại. Tốc độ trở về có thể nói là chạy như bay cũng không đủ để hình dung,
hơn nữa, toát hết mồ hôi. Đi sau còn có một người vai đeo cảnh đốc cảnh sát giao thông, hai người nghiêm nói. Rất xin lỗi thủ trưởng, làm lỡ việc công vụ khẩn cấp của anh. Tôi là... Ừ, các anh chấp hành pháp luật nghiêm minh tốt lắm. Tôi đi đây. Thiết Chiêm Hùng nhấn ga đi, ba cảnh sát giao thông mới đi vài bước, lập tức ngồi trên lan can. Người tổ trưởng quát mắng. Hai thằng nhóc bọn cậu, gây ra phiền toái cho tôi. Xe kia tuy nói là cũ nhưng cũng không nhìn tấm biển một cái, may là thủ trưởng còn hiểu, vừa nghe nói tấm biển kia, chắc chắn là người trong bộ công an. Hơn nữa, ít nhất là cục trưởng, nếu không, hai cậu liền. Phải, phải, lúc ấy quên mất. Hai cảnh sát giao thông liên tục gật đầu. Hừ, anh chính là chấp hành công vụ khẩn cấp như thế đúng không, ha ha. Người luôn đoan trang như Thái Phượng Tuyết không ngờ mỉm cười, Thiết Chiêm Hùng trên mặt có chút xấu hổ, buồn bực lái xe. Chiêm Hùng, anh xem, 60 vạn mà mua xe cũ, đầu óc anh có làm sao không? Thái Phượng Tuyết vừa cười nói. Em biết gì, xe này hoàn toàn mới, ngồi không thoải mái sao? Chỉ có điều cố ý làm cũ đi, em không biết về đạo lý cây cao đón gió to sao? Hiện giờ anh ngồi ở vị trí thứ trưởng, nhìn người trông vào. Được chú ý phải khiêm tốn, làm người khiêm tốn mới là vương đạo. Thiết Chiêm Hùng thản nhiên cười nói. Ôi, Chiêm Hùng, đời này em cũng không nghĩ mình có phúc lớn, có thể ở cùng anh một chỗ đã cảm thấy hài lòng, anh cũng yên tâm, em là nói đùa, nhà riêng cũng không sao cả. Nhưng anh ngàn lần vạn lần đừng vì thế mà phạm sai lầm. Thái Phượng Tuyết vẻ mặt hạnh phúc tựa vào vai Thiết Chiêm Hùng. Anh hiểu rồi anh là ai, phạm sai lầm không phải thói quen của anh. Yên tâm đi, tiền này lai lịch chính đáng, không tin anh cho em xem hóa đơn rõ ràng của nhà nước. Thiết Chiêm Hùng nói xong quay về phái sau thùng. Không cần, em tin tưởng anh. Thái Phượng Tuyết kéo Thiết Chiêm Hùng, đem tay anh ta đặt lên ngực mình, mặt ửng đỏ, nói. Chiêm Hùng, anh không thích chỗ này sao? Hiện tại không có ai anh thích thì. Giọng Thái Phượng Tuyết nhỏ dần đủ để không ai nghe thấy. Về nhà vuốt ve, chúng ta làm gì không thể để người khác nhìn. Thiết Chiêm Hùng cười gượng, hướng về phía trước. Không thể tưởng tượng được, Diệp Phàm vừa mới bước vào phía tây vườn trong biệt thự nhà họ Triệu, thấy một người đứng ở cửa, hình dáng có phần giống Triệu Bảo Cương, mày rậm mắt to. Trong lòng hơi có vẻ kích động, thậm chí có chút sợ hãi. Thật sự không nghĩ tới nhân vật số một hiện tại của tỉnh Việt Đông. Sắp là Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị. Triệu Sương Sơn không ngờ ra tận cửa đón mình, đó là một tình huống. Đứng bên cạnh là một tiểu thư đoan trang cao nhã Triệu Tứ đang mỉm cười nhìn mình. Tôi là Triệu Phóng Hào, cha của Tiểu Tứ, chào mừng Bí Thư Diệp, ha ha. Triệu Phóng Hào mỉm cười, khá thân thiết đưa tay ra. Diệp Phàm trong lòng sửng sốt, hóa ra là một cái ô long. Căn bản không phải là Triệu Sương Sơn, hóa ra là phó tư lệnh viên hạm đội Đông Hải, quân hàm thiếu tướng. Con trai thứ ba của Triệu Bảo Cương cũng chính là cha của Triệu Tứ, Triệu Phóng Hào. Trong lòng hơi có vẻ thất vọng, nhưng trong nháy mắt hồi phục lại tinh thần, mỉm cười, tiến lên bắt tay Triệu Phóng Hào. Diệp Phàm, xin chào. Triệu Tứ đột nhiên cười nói. Ừ, Diệp Phàm nhìn về phái Triệu Tứ không biết cô nói thế có ý gì. Cha tôi tự mình đến đây đón anh nghĩ còn chưa đủ sao? Triệu Tứ hơi có vẻ bất mãn, đầu dựa vào tay cha, cười khanh khách rất quyến rũ. Phải ý Tứ, Triệu Tứ, ở đây không sao. Và lại Bí Thư Diệp hiện giờ đã là Bí Thư Đảng ủy Công an thành phố, đường đường cán bộ cấp sở, nói là nhân tài kiệt xuất trong những người đồng lứa cũng không đủ. Cha cảm thấy chính mình vinh dự có thể bắt tay với một thanh niên như vậy, ha ha. Triệu Phóng Hào cười sang sảng. Giơ tay làm động tác mời nói. Bí Thư Diệp, cha tôi cùng anh trai đều chờ trong phòng, mời. Tướng quân Triệu nói hơi quá, ha ha, mời ông đi trước. Diệp Phàm không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, mỉm cười gật đầu. Ha ha, Triệu Phóng Hào cũng gật đầu, không khách khí, đi vào phòng. Tuy nhiên Diệp Phàm cho ông ta ấn tượng đầu tiên không tồi, ý tứ nhìn con gái một cái, trong lòng hơi có chút mất mát. Triệu Sương Sơn và Triệu Bảo Cương đều ngồi trên ghế trong phòng, cũng không đứng lên, Triệu Bảo Cương thật ra lên tiếng trước, gật đầu nói. Đến đây, ngồi đi Tiểu Diệp. Diệp Phàm chào hỏi xong nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt thùng gỗ lớn trong tay ngồi xuống. Triệu Sương Sơn dáng người giống Triệu Bảo Cương, vóc dáng cao lớn,
nhìn khá uy phong, nếu đeo một quân làm tướng quân, thì thật sự là một tướng quân rất đẹp trai. Ông ta ý tứ nhìn Diệp Phàm, trong lòng thực sự có chút kinh ngạc, bởi vì Diệp Phàm thật sự rất trẻ. Triệu Sương Sơn trong lòng thầm thấy lạ, rốt cuộc ai điều cậu nhóc này từ địa khu Đức Bình của tỉnh Nam Phúc cách xa mấy ngàn cây số đến thành phố Ngư Đồng của tỉnh Việt Đông. Mặc dù là Triệu Sương Sơn là nhân vật số 1 của tỉnh Việt Đông vẫn có cảm giác lạ, bởi vì không phải ai cũng đến chào ông ta. Ngạc nhiên Triệu Sương Sơn một lần nữa nhìn kỹ vị bí thư đảng ủy công an trẻ tuổi này. Đã đến rồi, còn mang quà làm gì? Triệu Bảo Cương thản nhiên nói, Triệu Tứ đang pha trà bên cạnh. Nhìn thùng gỗ bên cạnh Diệp Phàm một cái thầm kinh ngạc, không biết bên trong có cái gì, phải dùng thùng gỗ lớn như vậy. Không phải là khoai lang khoai tây chứ? Triệu Tứ trong lòng vui không ngớt. Một con cá mà thôi, để lão tướng quân bồi bổ thân thể. Diệp Phàm thản nhiên nói, Triệu Phóng Hào và Triệu Sương Sơn cũng đưa mắt nhìn, tất cả đều nhìn cái thùng gỗ. Cá gì, cá mực hay cá muốn? Triệu Tứ cũng có vẻ hứng thú, chạy đến thùng gỗ nhìn chằm chằm. Cá màu gà, Triệu lão đã nghe nói qua. Diệp Phàm cười nói, thấy Triệu Bảo Cương đang tựa vào ghế đột nhiên ngồi thẳng lên, nói. Lấy ra xem, ha ha, không sợ Tiểu Diệp chê cười, tôi cũng chỉ nghe nói qua loại cá này, chưa từng thấy qua. Nghe nói cá này là cá vua, rất bộ, với cơ thể suy nhược rất hữu hiệu, hơn nữa, không có một tác dụng phụ nào. Hẳn là cái này. Diệp Phàm cười đem thùng gỗ đến, không lâu Triệu Bảo Cương nhìn một hồi, lại để mấy con trai nhìn. Bí thư Diệp tới Ngư Đồng, năm trước xảy ra vụ thảm án 88, cậu nên chú ý. Triệu Sương Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói. Vâng. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Triệu Sương Sơn, hỏi. Bí thư Triệu, đối với thảm án 88 ở Ngư Đồng không biết anh có chỉ thị cụ thể nào không? Nhất định phải phá án nhưng phải chú ý đoàn kết xã hội. Triệu Sương Sơn nói ra những lời này, trong lòng Diệp Phàm có chút khó xử. Hai điều kiện này hình như có mâu thuẫn, ý của Triệu Sương Sơn rõ ràng không muốn náo động quá lớn, nhưng phải phá được án. Hai, Ngư Đồng gần đây chỉ an có phần hơi loạn, dân chúng hoang mang. Cậu trước tiên phải ổn định tình hình, trấn an lòng dân mới đúng. Triệu Sương Sơn cũng không nói nhiều, Diệp Phàm gật gật đầu. Không đến 15 phút, Diệp Phàm cáo từ. Yên tâm đi, Sương Sơn sẽ ủng hộ cậu. Triệu Bảo Cương đột nhiên nói một câu. Diệp Phàm phát hiện, Triệu Sương Sơn ý tứ nhíu mày, xem ra lời cha nói cũng không dám gật bừa. Trong lòng cũng hiểu. Chính mình không được Triệu Sương Sơn tán thành. Trước mắt, thái độ của Triệu Sương Sơn đối với mình là nhàn nhạt, chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới. Có lẽ, ông ta đồng ý gặp mình, là bởi vì Triệu Bảo Cương cố ý ép. Thật sự Diệp Phàm đoán đúng, Triệu Sương Sơn không muốn gặp Diệp Phàm. Cảm thấy người này thuần túy dựa vào quan hệ đến Ngư Đồng tuổi rất trẻ chỉ sợ hắn đến Ngư Đồng làm hỏng bét mọi việc mình lại phải tha thứ. Triệu Tứ, tiễn bí thư Diệp. Triệu Phóng Hào cười nói. Hai người đi ra. Anh không mời tôi được một bữa ăn đêm sao? Sao anh nhỏ mọn vậy? Triệu Tứ có vẻ không vui, miệng hơi mân mê. Vì Diệp Phàm không tỏ ý gì cho nên tức giận. Ở trong này em mới là chủ nhà. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Nhưng anh là đàn ông. Triệu Tứ cãi lại. Tốt lắm, tôi mời không được sao? Nói, cô muốn đi chỗ nào? Diệp Phàm bất đắc dĩ gật đầu. Triệu Tứ quả thực chính là lửa, ngàn vạn lần đừng động, chỉ sợ chúng chiêu. Để tôi đưa anh đi. Triệu Tứ đột nhiên giống như đứa trẻ, kéo tay Diệp Phàm bỏ chạy. Cuối cùng, hai người đến một quán ăn ven đường, dưới ánh trăng có bóng hai người. Chương 1112, Kiều Viên Viên bố trí. Bác cả tôi từ trước đến nay vẫn vậy, cho đến bây giờ vẫn là người lạnh lùng rất ít khi thấy ông ấy cười. Triệu Tứ nhìn Diệp Phàm thở dài. Cô đương nhiên cũng cảm thấy thái độ nhạt nhẽo của bác cả mình. Có lẽ ông ấy là mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại nhiệt tình, làm bí thư tỉnh ủy Việt Đông, gánh trên vai trọng trách rất lớn. Một lãnh đạo như vậy, phải có uy mới được, nếu không, sao có thể lãnh đạo được hàng vạn cán bộ ở Việt Đông? Những người làm lãnh đạo như anh đều nói vậy, nói thì nói thế nhưng thực ra bụng sắc tâm lang phế. Triệu Tứ có chút bất mãn nói một câu, nhìn Diệp Phàm một cái. Sắc tâm còn lang phế là gì, em nói xem, tôi hình như không đối với em thế. Diệp Phàm nghiêng người nhìn Triệu Tứ một cái, đùa. Anh cũng không dám, ha ha.
Triệu Tứ đột nhiên mỉm cười, liếc Diệp Phàm một cái hừ nói. Có tà tâm còn dám ẻo lả, buổi tối đó không phải trái ôm phải ấp, ha ha. Triệu Tứ vẻ mặt ửng đỏ, Diệp Phàm trong lòng hiểu rõ, biết sự việc đã lộ. Năm kia ở Phi Vân Các ở Thủy Châu buổi tối đó Triệu Tứ và Tào Phi Nhi kéo Cố Tuấn Phi muốn làm ngã mình, kết quả bị mình cứng rắn chống lại, làm mấy người Triệu Tứ đều say. Cuối cùng mình không ngờ ôm Triệu Tứ và đại tiểu thư nhà họ Tào Tào Phi Nhi ba người cùng nhau ngủ. Mà đêm đó đều bị hai nữ binh mà Triệu Quát cho đi bảo vệ Triệu Tứ nhìn thấy. May mắn buổi tối đó uống nhiều không làm chuyện gì, nếu không thì rắc rối. Không thể tưởng tượng được Tề Thiên hiện tại đột nhiên mật mờ nói đến việc này, trong lòng Diệp Phàm đương nhiên có chút luống cuống. Dám bảo anh ẻo lả, xem anh có dám hay không, phải sửa chữa một chút, bằng không, heo mẹ cũng sẽ lên cây. Diệp Phàm làm bộ lấn đến, Triệu Tứ liền uốn éo cơ thể tránh. Còn tránh nữa, phải tránh thật sự. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay ra, Triệu Tứ sao có thể tránh được cao thủ thất đẳng. Ôm người con gái vào ngực, người đàn ông đưa tay vuốt ve bộ ngực của cô gái, cảm giác rất tràn đầy. Dĩ nhiên Diệp Phàm giả bộ lúc bắt người gây ra việc này rất tự nhiên. Triệu Tứ không ngờ run lên bần bật, mặt đỏ bừng, xem ra mảnh đất này chưa ai thăm qua. Hắn thuận tay đưa tới phần eo, ở mông dưới ánh trăng và đèn đường một đi vào trong quần áo làm chuyện xấu. Tuy nhiên, trong nháy mắt lại rút tay lại. Muộn rồi, Triệu Tứ anh đưa em về. Diệp Phàm nhìn xung quanh nói với Triệu Tứ. Vâng. Triệu Tứ lườm Diệp Phàm một cái, ánh mắt run sợ oán giận. Đây là con gái, thích bảo đàn ông sắc lang, thực ra người phải sắc lang mà không sắc lang trong lòng lại oán giận. Nếu làm đàn ông thực sự sắc lang trong lòng cô lại cho rằng anh ta rất ham. Khi đàn ông không sắc lang cô lại giận người ta gan quá nhỏ. Dù sao, Triệu Tứ không hiểu, sợ vừa rồi làm cô rụn sợ, trong lòng như có bão. Đừng nhìn trên mặt Triệu Tứ có chút cao giá, thật ra cô chỉ nói vậy thôi, thực ra cô là cô nàng rất truyền thống. Sau khi đưa Triệu Tứ về Diệp Phàm ra đi, lười nhác đi dạo không mục đích trên đường. Đêm đã rất khuya, trời rất lạnh. Đi đến một gốc cây to, Diệp Phàm dừng bước, quay mắt nói. Ra đi. Anh đã biết em đi theo anh có phải không? Từ con đường nhỏ bên cạnh Kiều Viên Viên đi ra, khoác một cái áo trắng bên ngoài, bóng đổ dài trong đêm, có vẻ mờ ảo mông lung giống như quản hàn tịch mịch mà lại làm người ta tưởng thiên nga tiên tử. Diệp Phàm là bát giới sao? Có thể mỏi mắt mong chờ. Mắt tôi rất tốt. Diệp Phàm thản nhiên nói. Cũng không phát hiện trên mặt Kiều Viên Viên lộ một tia giấu không giấu được, cô thật sự muốn giấu u buồn. Cũng có cả chua xót, Diệp Phàm đứng xa như vậy đều có thể thấy được. Các người đùa giỡn đủ rồi có phải không? Kiều Viên Viên cứ việc nén nhịn nhưng lời nói có chút oán giận bên trong. Em nói Triệu Tứ chỉ đùa một chút thôi. Diệp Phàm hơi có vẻ xấu hổ, nhìn Kiều Viên Viên một cái. Hừ, em biết anh chắc chắn phải đi thăm bác cả của người ta. Người ta là lãnh đạo lớn, đường đường là bí thư tỉnh ủy, sắp ủy viên bộ chính trị, dù sao cũng phải đi một chút, quen mặt cũng đúng. Về sau có người giúp đỡ thăng chức càng to hơn. Ngoài ra, trong nhà người ta còn có thêm Triệu Tứ xinh đẹp đang chờ, làm đàn ông ai cũng chịu đi. Mỹ nhân thêm mũ, hừ, đàn ông, không phải là cái thứ tốt. Kiều Viên Viên từ ngấm ngầm hại người đến nói thẳng. Em không đẹp sao, nhà em không có lãnh đạo lớn sao? Đừng giả bộ ngớ ngẩn với anh để lừa đảo, cha em so với bác cả cô ấy địa vị thấp hay cao. Diệp Phàm thản nhiên nói, nhìn Kiều Viên Viên một cái. Đây là sự thật, nếu bàn về việc này, Triệu Tứ còn kém em. Dáng người cô ấy béo hơn một chút, về nói bác cả của cô ấy thật ra cha em cũng không kém. Diệp Phàm đã qua năm mới, khi nào anh chuẩn bị đi ngư đồng? Kiều Viên Viên đột nhiên có chút đắc ý. Là con gái. Có lúc còn độc hơn đàn ông, người ta nói, con gái nổi dậy không muốn sống, Diệp Phàm hiểu rất rõ, Kiều Viên Viên bình thường đoan trang thông minh, cùng với cô gái kia lộ ra tính của con gái. Không ngờ đem chữ đầy đặn của Triệu Tứ để so sánh. Diệp Phàm hoàn toàn hết chỗ nói. Tối nay bay thẳng đến Việt Châu, đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy báo cáo, chiều mai sẽ đến ngư đồng. Diệp Phàm nói, tay vuốt mấy sợi tóc trên trán Kiều Viên Viên nói. Em gầy đi một ít. Con gái đều muốn gầy càng đẹp. Nhưng em biết, đàn ông các anh đều thích nhìn người thon thả, trên giường thích khêu gợi. Muốn vừa thon thả lại vừa đầy đặn. Đây là cái mà con gái theo đuổi,
đương nhiên là dáng người tuyệt mỹ mà đàn ông muốn chinh phục. Đáng tiếc, trên đời này không có chuyện tốt này. Rất gợi cảm dù sao cũng phải có thịt, L38 chỉ có trong tiểu thuyết. Cá và tay gấu người đàn ông đều muốn có được, cho nên, lúc không thể thỏa mãn thì người đàn ông mới muốn trái ôm phải ấp, bởi vì, bên trái có thể là thon thả, bên phải là khiêu gợi. Tạo hóa không tạo ra một người có cả hai, chỉ có thể để đàn ông đi phong lưu, hừ. Kiều Viên Viên không né tránh, để Diệp Phàm lấy một sợi tóc của mình trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, miệng cô, không tha một chút, Diệp Phàm nghe hết hồn, tuy nhiên trong lòng thầm thán phục, lý luận này đúng với hàng nghìn hàng vạn đàn ông. Đúng là cao thủ. Nói rất được, tuy nhiên đã muộn thế này, để tôi đưa em về, nếu không nhà em sẽ lo lắng. Diệp Phàm giơ tay ra, Kiều Viên Viên hơi chần chừ một chút, tuy nhiên vẫy dịu dàng đưa tay mình ra, khiến Diệp Phàm cảm thấy bàn tay ấm áp. Thật ra, đó là trong lòng Kiều Viên Viên. Cô thở dài nói. Anh không giống người đàn ông bình thường, anh là một anh hùng, về tình, anh cũng không thể chuyên nhất. Đàn ông yêu giang sơn, đàn bà yêu anh hùng, anh rất ưu tú, là con gái đều bị anh hấp dẫn, cho nên, việc này. Kiều Viên Viên nói, có chút nghẹn ngào, nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Em không cầu gì khác, chỉ hy vọng giữ một phần lớn hơn, em cũng không dám có hy vọng xa với chỉ cần anh tốt, anh đem em làm đồ trang trí cũng được. Kiều Viên Viên nói trang trí cũng đã cân nhắc, đó là có ý gì Diệp Phàm hiểu, cô tình nguyện đi theo mình, lại làm đồ trang trí, đó là vợ con, bày ra cho người ta xem thôi, còn bên ngoài chính mình không nói là được. Đương nhiên, Kiều Viên Viên nói lời này có nhiều ý tứ, cô tình nguyện làm vợ của Diệp Phàm, đương nhiên Diệp Phàm phải cho cô danh phận. Sau đó có người phụ nữ khác, cô có thể không hỏi, nhưng danh phận phải cho cô. Ôi! Diệp Phàm thở dài. Đối với chuyện này, hết lòng vì mình còn có gì để nói. Cô giống như nước, vẻ mặt lương thiện cả đời, Diệp Phàm sẽ không động tâm, đó là lừa người. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt nghĩ đến Phượng Khuynh Thành, Triệu Tứ, con nai con Tống Trinh Giao, trong lòng Diệp Phàm thật sự loạn, bất chợt ngớ ngẩn. Em biết ngay cả trang trí anh cũng không cho em. Kiều Viên Viên nước mắt vòng quanh trời đêm lạnh âm thanh khá thê lương, cơ thể cô run rẩy. Cô vì chính danh phận của mình mà chiến, nói những lời này cô muốn quan hệ giữa cô và Diệp Phàm rõ ràng một chút, không thể mơ hồ không rõ, cô phải xác định quan hệ người yêu giữa hai người. Việc này với Diệp Phàm mà nói, rất khó có thể lựa chọn. Chúng ta đều còn trẻ có lẽ qua vài năm, suy nghĩ của em sẽ thay đổi. Tôi là người nhiều tật xấu, lại lười, hơn nữa trăng hoa. Chưa bao giờ rửa chân đi ngủ, tất thường xuyên đi cả tháng cũng không thay, tính nóng nảy. Quan trọng là thấy con gái là không bước đi được, sớm muộn gì cũng ngã dưới chân con gái. Diệp Phàm thiếu chút nữa đem chính mình nói thành tội ác tày trời. Anh vào đại lao em cũng đi theo, anh là tên ăn mày em muốn cơm, anh chết em cũng theo, tuyệt không muốn xa một bước. Em sẽ không can thiệp chuyện anh làm gì, vì anh là người hùng. Kiều Viên Viên cuối cùng nghẹn ngào nói. Ôi Viên Viên, em thế này anh nói thế nào cho phải, anh? Diệp Phàm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy người con gái, duỗi duỗi đầu lưỡi lại gần một chút. Anh, em muốn hôn chỗ này. Kiều Viên Viên nhắm đôi mắt đẹp lại, miệng hơi dương lên, lộ ra đầu lưỡi. Giống một quả đào hơi nứt ra. Diệp Phàm tất nhiên là không do dự, làm một người hái đào, đương nhiên, chỉ là hái xuống gốc cây không dự định hưởng thụ. Một nụ hôn rất dài, hai người đều đắm chìm trong đó, thật lâu sau, thấy đêm đã khuya. Diệp Phàm mới nói. Sáng mai tôi lên máy bay sớm, tôi đưa em về. Anh còn chưa trả lời em. Kiều Viên Viên ỉu xìu nhìn chằm chằm Diệp Phàm không tha. Chương 1113, trận chiến giữa Kiều Viên Viên Diệp Tử Y. Nhà anh ở Thủy Châu có chiếc ghế rất lớn, nghe nói là do một vương gia thời nhà Thanh làm ra, ông ta vì muốn là hoàng đế nên tạo ra chiếc ghế rồng giả. Anh bảo em gái Tử Y ngồi thử nhưng cô ấy không bao giờ ngồi vào ghế của tôi, chỉ sờ vào chiếc ghế và nói. Đây là chỗ của anh, mặc dù nó khá rộng rãi có thể ngồi 3-4 người nhưng người ngồi bên cạnh anh là người khác, em không được ngồi vào đó, dù là thử thôi cũng không được. Sau sự việc ngày trước xảy ra, em gái anh đã bình phục lại, chỉ có điều cô gái tên Mai Tử ở cùng cô ấy lúc đó đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Cô ấy ở nhà tôi, làm mấy việc vặt trong nhà. Cô ấy từng nói đồng ý mãi mãi sống như thế này.
Ai ra, cô ấy vì cứu em tôi mà thành ra như thế, mỗi lần tôi về đến nhà, cô ấy đều đã chuẩn bị nước đầy đủ, nước vừa ấm. Diệp Phàm nói, than thở mấy câu liền. Kiều Viên Viên thông minh sắc sảo, nhìn cái là biết liền, cô ấy nói rất khẩn trương. Em quả thực muốn đi xem cái ghế đó, và cả cô gái tên Mai Tử kia nữa, nếu cô ấy đồng ý, cô ấy có thể mãi mãi ở trong nhà, làm những việc đó. Nói tới đây, Diệp Phàm trêu y đi nghiêm mặt nói. Giờ chúng ta đến Thủy Châu, em thấy sao? Em quyết định rồi chứ? Diệp Phàm hỏi lại vẫn khuôn mặt nghiêm chỉnh. Được, đến Thủy Châu. Rạng sáng, Diệp Phàm đến Sở Thiên Các Diệp Phủ. Kiều Viên Viên đoan trang, dịu dàng, cẩn thận quan sát nơi cổ xưa mà lại rất hiện đại này. Anh, đây là nhà của chúng ta sao? Cô tỏ vẻ vui vẻ, hạnh phúc nói. Ha ha, em nói thì đúng là thế rồi. Diệp Phàm cười nói, cả hai người bước vào phòng khách, Kiều Viên Viên trừng mắt nhìn chiếc ghế rồng to lớn. Nhưng, bước chân cô rất chậm rãi, không vội vàng. Cùng Diệp Phàm tiến đến phía chiếc ghế. Diệp Phàm quay người ngồi lên trên, ngồi đúng vị trí trung tâm, bên trái và bên phải đều còn khoảng trống đủ để một người ngồi thêm vào nữa. Nét mặt Kiều Viên Viên ửng hồng, nhìn Diệp Phàm, không lên tiếng, cũng không tiến lên ngồi. Diệp Phàm đưa tay ra, cười nói. Sao còn không lên, vị trí này là của em, không phải em nói sẽ phải bố trí thích hợp sao, anh để em ngồi vào chỗ này. Anh không gạt em chứ? Kiều Viên Viên hỏi, việc này có thể lừa hay sao? Diệp Phàm cười nói, mùi hương thoang thoảng bay đến, Kiều Viên Viên thơm thả bước lại, rất thận trọng, cô cũng rất bình tĩnh. Cuối cùng cũng ngồi bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ nhàng tựa vào cánh tay của Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, sao em lại có cảm giác như mình đang làm hoàng hậu vậy? Thời xưa mà em nói thế là bị chém đầu đấy. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, mất đầu em cũng không sợ. Em chỉ muốn làm hoàng hậu của anh thôi. Kiều Viên Viên nhẹ nhàng nói. Sao cô có thể ngồi lên chỗ đó? Đột nhiên trong phòng khách có tiếng con gái vọng ra, trợn mắt trừng trừng nhìn Viên Viên, không biết có phải là cô em gái tử y của Diệp Phàm hay là ai nữa. Em dậy rồi à? Diệp Phàm gật đầu nói. Anh, em không nói anh, em hỏi người kia cơ. Diệp tử y trừng mắt nhìn Kiều Viên Viên không ngớt lời hỏi. Thực ra trong lòng thầm khen ngợi cô thật quá xinh đẹp, cũng có thể so sánh với mỹ nhân Phượng Khuynh Thành mà lần trước cô đã được gặp. Cô là tử y phải không? Kiều Viên Viên nhẹ nhàng hỏi, sắc mặt cũng nhẹ nhàng. Hỏi nhiều vậy để làm gì? Chị còn chưa trả lời tôi. Diệp tử y tỏ vẻ phẫn nộ, rất nóng giận. Vị trí này là do anh của cô bảo tôi ngồi, sau này cô phải gọi tôi là chị dâu mới đúng. Kiều Viên Viên nhìn Diệp Phàm với ánh mắt dịu dàng. Không phải với ai cũng được cô đối xử thế. Là tiểu thư nhà họ Kiều ở Kinh Thành, vẫn có cái cao quý của nó. Nhưng, cô luôn luôn hòa nhã với mọi người. Đặc biệt trên phương diện vị trí, cô sẽ không nhường, bởi vì đó là thứ cô đáng được nhận. Chị dâu, anh, chị ta nói có đúng không? Thế còn chị dâu Kiều Long thì sao? Diệp tử y trong lòng rất yêu mến sự mềm mại nhẹ nhàng của Kiều Viên Viên, cái cô Phượng Khuynh Thành quá là kiêu ngạo. Nhưng, Ngọc Kiều Long là bạn học cùng với cô nhất thời không nỡ vứt bỏ. Không phải anh đã sớm nói cho em rồi sao, Ngọc Kiều Long không hề có quan hệ gì với anh, ngày đó, cô ấy yêu cầu cha cô ấy, anh và Tề Thiên có quan hệ rất tốt, Tề Thiên ngày đó lại là thẩm phán của cha cô ấy, nên lúc đó cô ấy mới nhờ anh giúp đỡ. Em phải biết rằng ngày đó vụ việc của cha cô ấy liên quan đến an ninh quốc gia nên anh đâu có thể lên tiếng. Đây không phải là sợi dây hồng có thể chạm vào. Em nghĩ lại xem sẽ rõ. Nhưng, cô ấy cứ nóng lòng, nên cũng làm loạn cả em lên. Diệp Phàm nhanh chóng giải thích, mặc dù Kiều Viên Viên nói rất dễ nghe, không để ý đến người con gái nào, nhưng Diệp Phàm biết Kiều Viên Viên đang nói dối. Phụ nữ, không ghen mới là lạ. Quả nhiên, thấy Kiều Viên Viên khẽ nhíu mày. Ngọc Kiều Long là ai? Cái tên nghe rất hay, chắc chắn là một cô gái không tồi chút nào. Kiều Viên Viên ra bộ cười nói. Nhẹ nhàng hỏi Diệp Tử Y. Bạn học trước của tôi, 2 năm trước đều sống ở nhà tôi. Hơn nữa tối đến bọn họ cùng ở với nhau. Diệp Tử Y quả thật nham hiểm, đến câu này mà cũng dám nói ra, nói xong đắc ý nhìn Kiều Viên Viên, trong lòng thầm nghĩ cô không điên lên vì ghen mới lạ. Em nói bậy bạ cái gì thế? Viên Viên, em đừng nghe nó nói linh tinh.
Diệp Phàm nhanh chóng nói. Ngủ thì ngủ, có gì đâu. Ngày đó anh cô vẫn chưa biết tôi mà. Anh ấy còn trẻ, lại sống độc thân, có quen biết vài ba cô gái cũng là chuyện bình thường. Giờ thì không giống như thế, anh ấy đã quen biết tôi rồi. Kiều Viên Viên vẫn thản nhiên đáp lại Diệp Tử Y, Diệp Tu Y suýt chút nữa hoảng hồn, rồi nói châm chọc. Xem ra tấm lòng của chị cùng không hẹp hòi, mà còn quá rộng lượng đấy. Chuẩn bị là vợ của anh trai cô rồi, tấm lòng cũng phải rộng lượng mới được chứ. Bởi vì anh ấy cũng đào hoa mà, tôi cũng đã sớm chuẩn bị rồi. Có điều, anh ấy có vui chơi thế nào thì tôi vẫn là vợ của anh ấy, chơi mệt rồi thì cũng phải về với gia đình thôi. Mà, nói thế nào nhỉ, so với các cô gái khác, chắc chắn anh ấy sẽ yêu tôi hơn, bên ngoài cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi mà, hì hì. Kiều Viên Viên cũng đôi đáp lại với Diệp Tử Y, nói rất bình tĩnh, giống như chẳng để bụng chút nào. Cô, câu này cô cũng nói ra được, cô có phải là con gái nữa hay không? Tôi không nói lại được với cô rồi, tôi đi ngủ. Diệp Tử Y đành chịu thua, quay về phòng hờn dỗi. Em đi tắm đi rồi nghỉ ngơi. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, không ngờ về nhà cô em gái lại gây chuyện với Kiều Viên Viên. Kiều Viên Viên nói rất đầy đủ. Cụ thể, đương nhiên, vẻ cứng rắn đấy chỉ là giả tạo, chắc chắn nói ra những câu ấy, cô cũng nghĩ mình thật xui xẻo. Để em kỳ cho anh. Kiều Viên Viên tỏ vẻ rộng lượng và không so đo với Diệp Phàm chuyện gì, cùng Diệp Phàm vào phòng ngủ, rồi kỳ lưng cho anh. Nhưng, kỳ rất đau, Diệp Phàm không có cảm giác như kỳ lưng mà là cạo. Kiều Viên Viên coi lưng như miếng bỉ lợn. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không làm chuyện gì xấu xa. Mà Kiều Viên Viên có tức cũng không thể nói được, cũng không muốn quá kích động. Vì thế, cuối cùng cũng không làm gì, hai người ngủ hai phòng khác nhau. Còn có ngủ được không thì có trời mới biết. Buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Phàm đến thành phố Việt Châu tỉnh Việt Đông, Kiều Viên Viên nói có người bạn học cũ đang làm việc tại Việt Châu, muốn đi chơi, vì thế cũng đi cùng Diệp Phàm. Đương nhiên Diệp Phàm cũng ngầm hiểu được, dự đoán Kiều Viên Viên sẽ giới thiệu bạn nào. Sau khi tới báo tin của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nhân viên nói với Diệp Phàm rằng đồng chí trưởng ban Kim Thụ Dương muốn gặp trực tiếp nói chuyện với anh. Diệp Phàm cũng đến phòng làm việc của trưởng ban Kim, quay lại nói với Kiều Viên Viên. Viên Viên, em ở ngoài đó chờ anh mấy phút nhé, có vẻ thời gian nói chuyện sẽ không lâu dài. Vâng, em ở bên ngoài đợi anh. Kiều Viên Viên mỉm cười đứng ở ngoài hành lang, ra vẻ rất nghe lời, khiến Diệp Phàm cảm thấy rất hài lòng. Trong lòng ngầm hiểu, rất am hiểu. Kim Thụ Dương khoảng chừng 40 tuổi, mặt to, dáng cao. Nhìn thấy Diệp Phàm bước vào, liền mời Diệp Phàm ngồi, hoàn toàn ra dáng một vị cán bộ. Diệp Phàm không để ý gì, nghiêm chỉnh ngồi trên chiếc ghế xoay đợi xem Kim Thụ Dương muốn bàn chuyện gì. Thực ra, cũng là tổ chức bàn chuyện. Đồng chí Diệp Phàm, anh hãy điều chỉnh lại việc điều tra ở Nam Phúc, không phải anh có nhiều thành tích to lớn thì sẽ khiến Việt Đông chúng tôi phải coi trọng anh. Tỉnh Việt Đông chúng tôi cũng không thiếu người, tôi bàn với anh chuyện gì đâu. Chỉ cần anh nhớ rõ, trên có nói, việc anh đến là điều tra rõ ràng vụ thảm án 88, muốn ép anh cũng nghe qua rồi. Phía dư luận không thể khinh thường, hiện nay trong tỉnh và thành phố Ngư Đồng đều đang trong thế bị động. Để thay đổi cục diện, mặc dù nghe nói anh không tham gia vào công tác chính trị công an của Nam Phúc, nhưng cũng đã yểm trợ ủy ban lỷ luật phá nhiều vụ án lớn. Không phải là chuyên gia. Nên anh càng phải học tập và tham khảo. Công việc của công an là công việc quan trọng, nghiêm túc, không thể qua loa, nếu qua loa thì phải trả giá bằng máu, thành phố Ngư Đồng chính là một ví dụ rõ ràng. Anh nghĩ mà xem, đến công an cũng chỉ đứng nhìn. Công an thành phố Ngư Đồng đã khiến cho hệ thống công an toàn tỉnh thấy ảnh hưởng tiêu cực, đó là điều anh cũng khó mà nghĩ tới. Đương nhiên, những gì đã qua thì để cho qua đi, anh phải nhìn vào hiện tại. Hy vọng sau này anh sẽ tranh thủ thời gian, đầu tiên phải làm tốt công tác tư tưởng cho cảnh sát trong cục, tư tưởng chính là linh hồn của não, não chỉ huy súng, thì khi đó súng mới dùng tốt được. Đừng đảo qua lại nhiều lần. Kim Thụ Dương nghiêm túc nói với Diệp Phàm. Nói xong, khuôn mặt trưởng ban Kim nhẹ nhàng lại, còn tiễn Diệp Phàm ra cửa, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy tiếng oán giận của Kiều Viên Viên. Anh Phàm, anh vào trong đó lâu thế, em đã đói lắm rồi. Anh sẽ đưa em đi ăn. Diệp Phàm cười nói, phát hiện không biết từ lúc nào Kiều Viên Viên đã ngồi ở sofa ngay bên ngoài phòng Kim Thụ Dương, đang nhàm chán lật xem trang báo.
Khi nãy nói chuyện không nhiều nhưng nhìn đồng hồ cũng đã hơn cả giờ rồi. Ồ, sao lại là Viên Viên? Kim Thụ Dương tiện nhìn theo nói, lập tức nở nụ cười ra chào hỏi, xem ra ông ta cũng quen biết kiểu Viên Viên, hơn nữa nghe điệu bộ còn rất thân thiết. Nhìn sang, Kim Thụ Dương thấy chén trà trong cốc của kiểu Viên Viên đã hết, ông cau mày, lập tức quát cô thư ký. Đến trà cũng không biết cách pha hay sao? Chương 1114, trưởng ban tổ chức hóa ra là. Tôi xin lỗi trưởng ban Kim. Người thư ký khi nãy kiêu ngạo giờ khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, sợ hãi mau chóng đi lấy chén trà. Không có gì đâu trưởng ban Kim, Viên Viên bình thường thích uống nước ngọt, không thích uống trà. Diệp Phàm liếc nhìn thư ký, ra bộ không để ý gì cả. Thực chất là giải vây cho viên thư ký thôi, thời buổi cũng cần phải giúp đỡ nhau, hơn nữa cũng có thể ghi lại chút tình cảm này. Đúng vậy bác Kim ạ, cháu không khát nước. Kiều Viên Viên nói theo lời Diệp Phàm. Quả nhiên, Diệp Phàm cảm nhận viên thư ký có ánh mắt cảm kích. Việc này, nếu có quan hệ tốt với thư ký của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thì sẽ hiểu được động thái nhân sự trong tỉnh, cũng là một việc rất tốt. Đi thôi Viên Viên, hôm nay bác mời cháu đi ăn. Trưởng ban Kim mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Phàm vẫn không ra sao. Viên thư ký kia cũng cảm nhận được, biết rằng trưởng ban trong lòng đã có chút khúc mắc với mình. Việc này đối với thư ký của lãnh đạo mà nói, thì là chí mạng. Lúc nào mà muốn vừa lòng thì cũng phải xem tâm tình của lãnh đạo thế nào thì mới nói được. Việc này, Kiều Viên Viên có vẻ không xác định được, quay sang nhìn Diệp Phàm. Kim Thụ Dương trong lòng ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào Diệp Phàm và Viên Viên đang trong thời gian tìm hiểu nhau, có vẻ như Viên Viên muốn có ý kiến của anh ta, tên này không thể có thân thế thế được. Cho dù có đang tìm hiểu nhau thì cũng làm gì có thái độ thế chứ, rồi nhìn Diệp Phàm cười nói. Thế nào hả bí thư Diệp khó mới lên tỉnh một chuyến mà. Trưởng ban Kim, buổi tối tôi xin mời ông. Bây giờ chỉ lo công việc của trưởng ban còn nhiều nên tôi không dám nhận lời. Diệp Phàm đâu có hiểu ý của Kiều Viên Viên, người ta có ý tạo mối quan hệ cho anh mà tạo quan hệ không hề có dấu vết gì, để lộ rõ tầm quan trọng của mình. Ha ha, giờ cũng đến giờ ăn cơm rồi, hơn nữa, đã lâu rồi tôi không gặp Viên Viên, có bận hơn nữa thì cũng phải đi ăn cơm. Nếu không trưởng ban Kiều lại trách tôi. Trưởng ban Kim rất hứng thú, rồi quay sang nói với viên thư ký một câu. Mà thư ký này vừa nghe lãnh đạo nói xong, ngây người vài giây rồi lập tức nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt càng trắng bệch. Cháu thật có phúc ăn uống, bác đừng tốn kém quá nhé. Kiều Viên Viên cười nói, rồi tự nhiên bám tay Diệp Phàm ra ngoài. Khi đi ra, đều có người cung kính chào trưởng ban Kim. Sau đó hiếu kỳ quan sát Diệp Phàm và Kiều Viên Viên. Viên Viên, em bỏ tay ra, bao nhiêu người nhìn thế này. Diệp Phàm ghé vào tai Viên Viên nói, đúng là thể hiện của Viên Viên như là dính hổ vào Diệp Phàm, trong tỉnh ủy mà cũng không chút xấu hổ. Sợ gì chứ, em thích như thế này. Kiều Viên Viên lớn tiếng nói, Kim Thụ Dương cũng nghe thấy nói lại. Viên Viên của chúng ta đã lớn rồi, ha ha. Kim Thụ Dương nói lời này rất đứng đắn. Nhưng lại có ý sâu xa, có chút mờ ám. Vừa mới đến tòa nhà tỉnh ủy, nhìn ngay thấy một người trung niên gầy ngẩng đầu cúi chào trưởng ban Kim. Trưởng ban Kim, tối nay cùng nhau ăn cơm được không? Tiểu Trần, đây là đồng chí Diệp Phàm là bí thư mới nhận chức ở Ngư Đồng. Kim Thụ Dương giới thiệu cho người trung niên nói, rồi cũng nhìn Diệp Phàm giới thiệu. Tiểu Diệp, vị này là giám đốc sở công an tỉnh Trần Bố Hòa. Sau này hai người sẽ thường xuyên phải qua lại với nhau đó. Trưởng ban Kim xưng hôi đồng chí Diệp Phàm là đã quá tốt rồi, còn Tiểu Diệp xem ra có chút biến đổi, chắc chắn là do ảnh hưởng của Kiều Viên Viên đứng sau. Diệp Phàm điềm tĩnh cười rồi chào hỏi, thầm nghĩ giám đốc sở Trần Bố Hòa có thể không kiêm chức bí thư chính trị tỉnh, nếu không trưởng ban Kim lại không giới thiệu chức danh to như thế. Sau khi Trần Bố Hòa nghe Kim Thụ Dương giới thiệu xong đã ngây người trong vài giây, lát sau mới bình tĩnh lại. Thật không ngờ, bí thư chính trị mới nhận chức ở Ngư Đồng lại là chàng thanh niên trẻ tuổi thế này. Diệp Phàm nghe ra trong tiếng cười của ông ta có chút châm chọc, ý tứ rõ ràng muốn nói mình ngồi lên trước đó là do có quan hệ đây. Giám đốc sở Trần cũng đâu có già đâu. Diệp Phàm nói, cũng đã già rồi. Trần Bố Hòa thản nhiên nói, anh này, có phải không phục không? Người ta còn trẻ điều đó không sai, nhưng người ta có năng lực. Hơn nữa. Cục công an thành phố Ngư Đồng có cục diện đáng buồn,
tham gia cũng phải góp cả công sức, tâm huyết. Trưởng ban Kim hài hòa nói, xem ra quan hệ hai người này rất tốt. Ông ta nhìn Trần Bố Hòa rồi nói. Chúng ta cùng đi thôi, tôi vừa mời Viên Viên đi ăn. Lần này trưởng ban Kim dùng từ mời khiến Trần Bố Hòa càng ngạc nhiên, rồi lát sau mới trở lại bình thường, không thể không nhìn Kiều Viên Viên rồi cười nói. Mời khách là do trưởng ban Kim mời, còn thanh toán là việc của tôi. Bí thư Diệp chẳng mấy khi có thời gian rảnh lên thành phố, thật không dễ dàng gì. Ha ha, giám đốc Sở Trần, sau này có thể tôi sẽ thường xuyên đến phiền anh rồi, đến lúc đó anh đừng kêu là phiền nhé. Diệp Phàm nói theo câu chuyện, tạo quan hệ. Điều đó tất nhiên rồi, đây là số điện thoại của tôi, đến lúc đó gọi điện cho tôi. Trần Bố Hòa đang hứng lấy luôn ra danh thiếp đưa cho Diệp Phàm nhận lấy rồi ngại ngùng nói. Giám đốc Sở Trần, tôi không có danh thiếp, xin để lại số điện thoại. Anh Phàm, anh cũng để lại số cho cả bác Kim đi, đến lúc có việc gì gọi cho anh cũng sẽ tiện mà. Kiều Viên Viên thông minh lanh lợi, nói ra được câu rất hay, lý do rất hợp lý. Kim Thụ Dương đã hiểu ý, cũng lấy danh thiếp ra đưa cho Diệp Phàm trong lòng thầm vui sướng. Có được danh thiếp riêng người bình thường chắc ông ấy không đưa. Quán Hắc Thiên Nga nằm bên Châu Giang, đến đó dùng bữa có thể vừa ăn, vừa thưởng thức rượu và thưởng thức cả cảnh sắc của Châu Giang. Vừa đi vào phòng liền có một thanh niên bước vào, nhìn bộ dạng rất giống trưởng ban Kim. Trưởng ban Kim liền cười nói. Kim Hạo, giới thiệu với con, vị này là Diệp Phàm sẽ nhận chức bí thư chính trị thành phố Ngư Đồng. Xin chào bí thư Diệp, tôi làm việc tại thành ủy. Kim Hạo nói xong nhìn Kiều Viên Viên, cười nói. Cô Kiều sao nay lại có thời gian đến Việt Châu thế này? Trần Bố Hòa vừa nghe thấy Viên Viên họ Kiều liền nghĩ ngay đến gì đó, khuôn mặt vụt lên sự ngạc nhiên rồi biến mất. Lại nhìn Diệp Phàm và Kiều Viên Viên, rồi nghĩ đến thái độ mà trưởng ban Kim đối với hai người họ, trong lòng đã hiểu phần nào. Em đi cùng anh Phàm ạ. Kiều Viên Viên tự nhiên nói. Anh Phàm, nghe thật thân thiết, anh ta không phải là. Trên mặt Kim Hạo hiện lên sự chua xót. Rồi trêu đùa nói. Em nào có phúc phận đó, người ta đào hoa lắm. Nào là tiểu tứ nhà họ Triệu, hay cô con gái nhà họ Phượng kia đều đang theo đuổi muốn làm vị trí gì của anh ta mà. Kiều Viên Viên cố tình nói kiểu ghen tị, nhưng thực ra cũng chỉ là mượn cớ để nhắc vị trí của Diệp Phàm trong lòng trưởng ban Kim. Kiều Viên Viên biết những lời cô nói không ai hiểu nhưng Kim Thụ Dương chắc chắn hiểu. Bởi vì Kim Thụ Dương là bạn học của cha cô, thường xuyên tới thủ đô. Và cũng học được nhiều chuyện từ cha cô. Quả nhiên, giám đốc Sở Trần đang phân tích hai nhân vật này, Kim Thụ Dương sức mặt sửng sốt nhìn Diệp Phàm. Tiểu tứ nhà họ Triệu có phải là cô tứ của chủ tịch Triệu không? Hình như người Bắc Kinh đều gọi là tiểu thư Triệu tứ. Còn cô gái nhà họ Phượng thì tôi chưa từng nghe qua. Kim Hạo mượn cớ nói chuyện. Đúng rồi, nhà họ Phượng ở Kinh Thành cũng có mấy nhà. Kiều Viên Viên thản nhiên nói. Được lắm Viên Viên. Có gì để tôi nói? Trưởng ban Kim, tôi mời trưởng ban một chén. Diệp Phàm cố ý nhíu mày, chuyển chủ đề, Kiều Viên Viên cũng không nói gì thêm. Buổi sáng ngày hôm sau, được đồng chí Cố Canh phó trưởng ban tổ chức thường vụ tỉnh trực tiếp dẫn Diệp Phàm đi nhận chức, hơn nữa, giám đốc Sở Trần nói muốn đến Ngư Đồng đi xem thế nào nên không cho nhiều người đi. Đoàn người này cấp bậc cao rồi, mặc dù Cố Canh là cán bộ cấp sở nhưng người ta ở vị trí quan trọng. Một nhân viên cấp dưới nhận chức, ban tổ chức phái một trưởng phòng dưới đi là chưa đủ. Một hai người nhãn chức ở thành phố, có khi phó trưởng ban cũng không phải đến. Hơn nữa, lần này có giám đốc sở cảnh sát tỉnh Trần Bố Hòa đích thân đi cùng. Hai chiếc xe hiệu Audi đi về hướng Ngư Đồng, Kiều Viên Viên về thủ đô. Ngư Đồng là thành phố ven biển tỉnh Việt Đông, kinh tế xếp thứ tư toàn tỉnh, có khoảng 6 triệu dân sinh sống, và có 10 huyện. Thành phố Ngư Đồng vốn phân thành hai khu, là khu Đông Hà và khu Tây Hà. Bởi vì sông Áp Tử chảy xuyên qua Ngư Đồng rồi ra biển, chảy qua Ngư Đồng và phân Ngư Đồng thành hai bên, bên Đông và bên Tây, ở giữa có vài chiếc cầu bắc qua. Đến Ngư Đồng cũng vừa lúc ăn trưa. Bí thư Hà Trấn Nam của thành phố Ngư Đồng, chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng cùng với các bộ máy của Ủy ban Nhân dân thành phố đang đứng ở cửa tiếp đón. Diệp Phàm biết, người ta tiếp đón là phó trưởng ban Cố Canh. Bản thân cũng chỉ là làm nền mà thôi. Sau khi tuyên bố xong thì cùng đi ăn cơm trưa, phó trưởng ban Cố Canh có việc nên đã ra về trước.
Giám đốc Sở Trần Bố Hòa và Bí thư Đảng quần chúng thành phố Ngư Đồng Thái Chí Dương cùng các đồng chí ban chính trị đưa Diệp Phàm tới Cục Cảnh sát thành phố. Việt Đông là một tỉnh giàu có, mà kinh tế của Ngư Đồng khác so với kinh tế của Đức Bình tỉnh Nam Phúc. Mặc dù kinh tế tỉnh Nam Phúc chủ yếu là nằm ở thành phố Mạc Hương, nhưng dân số ở đó cũng ngang như Ngư Đồng, tuy nhiên kinh tế Ngư Đồng phải nhiều gấp 3 lần Mạc Hương. Vì thế, tòa nhà thành phố rất có khí thế, giống như khách sạn cấp sao đàng hoàng. Tuy nhiên, lần đầu Diệp Phàm đến Cục Cảnh sát Đắc rất thất vọng, Ngư Đồng vốn có tiền, vậy mà Cục Cảnh sát lại tồi tàn quá mức, ai cũng biết hoàn toàn không ra thể thống gì. Tòa nhà 6 tầng ở chính giữa bãi cỏ còn coi được, mới xây dựng không lâu nhưng những nhà bên cạnh hay đằng sau lại giống như xây vào những năm 60, 70, rất cổ rồi. Vừa mới bước vào không lâu đã xảy ra chuyện khiến Diệp Phàm xấu hổ. Vừa mới đến cửa chính, Diệp Phàm đòi dừng xe. Hắn ta muốn đi lại xem. Bên cạnh xuất hiện hàng trăm viên cảnh sát, mặc đồng phục, vỗ tay hoan nghênh đồng chí Diệp Phàm mới đến nhận chức. Không lâu sau, có hai em thắt khăn đỏ, một trai một gái tay cầm bó hoa tiến tới. Chương 1115, nhận chức ở Ngư Đồng. Em bé gái cầm bó hoa tặng cho giám đốc Sở Trần, còn Diệp Phàm nhận hoa từ em trai. Bộp, một âm thanh giòn giã, cả đoàn người như rất kinh ngạc. Đồng chí Diệp Phàm mới nhận chức bí thư chính trị thành phố, kiêm cục trưởng cục công an, với bộ trang phục cảnh sát, đặc biệt là quân hàm cảnh sát hạng 3 vàng trắng, hơn nữa, đến mặt cũng đều dính be bét. Tự nhiên đứa trẻ tặng hoa cho Diệp Phàm lại đập quả trứng gà, ra tay rất quyết đoán, lấy quả trứng gà ngay trong bó hoa ra. Mà lại còn dùng chai đập, cao thủ thất đẳng như Diệp Phàm cũng không tránh kịp. Chứng tỏ tính chuẩn bị trong võ công quan trọng như thế nào. Đỗ Tiểu Phong, làm gì thế? Một viên cảnh sát to béo đằng sau lên tiếng, tiến đến cướp lấy đồ chơi gà con. Đỗ Tiểu Phong không chớp mắt, vẫn cứ chừng mắt nhìn Diệp Phàm. Thả nó ra. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bí thư Diệp, là tôi không sắp xếp chu đáo, xin anh cứ trách phạt. Khuôn mặt của viên cảnh sát béo còn khó coi hơn là khóc. Bảo anh bỏ nó ra, không nghe thấy sao? Diệp Phàm lại lạnh lùng nhắc lại, chỉ là giọng điệu nặng hơn chút. Viên cảnh sát chỉ còn cách bỏ đứa đó ra. Cháu tên là Đỗ Tiểu Phong đúng không? Diệp Phàm có chút kích động hỏi. Đi không đổi họ, về không đổi tên, tôi là Đỗ Tiểu Phong, tôi đã chuẩn bị cho việc ngồi tù rồi, các ông cứ bắt tôi đi, bắt đi. Đỗ Tiểu Phong rất cứng rắn, đầu ngẩng cao, không sợ Diệp Phàm. Vì sao lại đập trứng gà vào người ta? Có phải đã xem nhiều trò chơi trên TV không? Diệp Phàm lấy tay lau trứng gà trên mặt. Không nhận chiếc khăn tay của một nữ cảnh sát mang đến bên. Các ông thì làm cái gì, chỉ biết ăn uống chơi gái, đừng tưởng tôi không biết, ngày nào tôi cũng dõi theo các ông. Bố, mẹ tôi đều mất cả rồi, một lúc mà chết cả bao nhiêu người nhưng các ông có thèm điều tra đâu, các ông có thèm quan tâm đâu, chỉ biết ăn chơi là nhiệt tình thôi, còn điều tra cũng chỉ là trò chơi phải không? Các ông đều là loại đầu trâu, lư manh, lại đây mà bắt tôi đi. Tôi sớm đã muốn đi gặp bố mẹ tôi rồi. Đỗ Tiểu Phong lạnh lùng tiến đến nói với Diệp Phàm, nói như kiểu đã luyện nói vài lần rồi, khuôn mặt cậu ta cũng dần đỏ lên, nắm chặt hai bàn tay lại. Cậu chính là người bị hại trong vụ thảm án 88 phải không? Ai biết hoàn cảnh của Đỗ Tiểu Phong hãy nói cho tôi biết. Diệp Phàm trừng mắt nói. Lời cậu ta nói đều là sự thật, bố mẹ cậu ấy đều chết hết cả rồi. Năm nay cậu ấy mới đi học trung học cơ sở năm đầu, nhưng cậu ấy không đi. Gần đây đều đi ra đường phố kiếm tiền, không cần đi học. Viên cảnh sát béo nói. Nói cái con khỉ gì, các ông làm gì? Đã hơn nửa năm rồi thử hỏi các ông đã làm được gì? Đỗ Tiểu Phong hét to, lúc này, bên ngoài có nhiều người quay lại xem. Đỗ Tiểu Phong, Diệp Phàm tôi hôm nay xin hứa từ hôm nay. Trong vòng nửa năm chú sẽ điều tra phá vụ thảm án 88, nếu không phá nổi thì sẽ bỏ chức cảnh sát, cháu về đi, chú ý học tập tốt. Nếu thành tích học tập không tốt thì chú sẽ đánh đít cháu đấy. Diệp Phàm nói chắc như đinh đóng cột, vọng cả khu cục cảnh sát, nhìn Đỗ Tiểu Phong rồi quay sang nói với viên cảnh sát mập. Xem anh như bảo hộ, học phí, tiền sinh hoạt của cậu bé này, cục chúng ta sẽ trả, nếu không có chỗ ở thì chúng ta sắp xếp cho một phòng. Anh đi sắp xếp đi, đi mua cho cậu bé mấy bộ quần áo thay đi. Tôi không cần của các ông, thứ tôi cần là phá án, tôi muốn hành hung để lên ngọn đầu đài cũng được.
Đỗ Tiểu Phong đột nhiên khóc và bỏ chạy. Việc của nó tôi giao cho anh. Diệp Phàm nói với viên cảnh sát mập rồi tiến vào phòng làm việc. Sau đó việc cục trưởng Diệp bị đập trứng gà lan tỏa khắp thành phố Ngư Đồng, trong một ngày đã trở thành người nổi tiếng trong thành phố. Những hào ngôn về vụ thảm án 88 nửa năm trước khiến hắn ta thấy phiền lòng. Nửa năm phá án, còn quá trẻ, nói ra những lời không thảo đáng thế này, lại nói vào thời gian không thích hợp. Hai. Bí thư Hà Trấn Nam khẽ thở dài. Vâng, dù gì thì cũng còn quá trẻ, nông nóng rồi. Vụ án từ năm ngoái đến năm nay cũng đã nửa năm rồi mà một chút đầu mối cũng không tìm ra. Việc này cấp trên đã chú ý, Bộ Công an đôn đốc sở, vì việc này mà sếp Trịnh cũng buộc phải lùi lại. Vốn dĩ sếp Mã có thể tiến lên, nhưng trong tỉnh đã xác định rõ rồi, không thể nào xuyên ngang được, đột nhiên ở bên ngoài tỉnh lại giết một con ngựa ô. Tôi đã điều tra qua người họ Diệp này, chưa quá 23 tuổi mà đó còn là tuổi mụ thì phải, trên thực tế mới chỉ hơn 22 tuổi mà thôi, kỳ quặc hơn là người này còn chưa hề làm qua công tác chính trị, công an nữa. Cấp trên tuyển người thế này rốt cuộc là dựa vào cái gì, tôi đã làm trong tổ chức mười mấy năm rồi mà không hiểu. Trưởng ban tổ chức Khang Văn Sinh có chút bực dọc nói. Bởi vì phó bí thư thứ nhất thành phố là thân thích của anh ta. Nguyên bí thư Trịnh Hà Minh năm ngoái không phá nổi vụ thảm án cuối cùng bị buộc nhận lỗi, từ chức. Đó là vì Mã Bách Sinh theo sát bước chân của bí thư Hà Trấn Nam, có được sự ủng hộ của ông ấy, hơn nữa đã đả động đến tỉnh trước rồi. Người trong tỉnh đều đã gật đầu, ai mà ngờ được cấp trên lại có thông báo, nói đã chọn được người làm bí thư mới rồi, là người đã điều tra ở tỉnh Nam Phúc. Ngay lúc đó suýt chút nữa Mã Bách Sinh hộc máu ra, vì có thể ngồi lên vị trí này. Không những Hà Trấn Nam phải bỏ công sức mà ngay cả bản thân cũng tốn nhiều đến cả của cải vài thập niên của nhà, vậy mà kết cục lại thảm thương thế. Kỳ thực, Diệp Phàm là bóng đè của ông ta. Hôm nay đón tiếp Diệp Phàm, Mã Bách Sinh xin nghỉ. Sếp Khang bình tĩnh đi, cũng có thể cấp trên nghĩ cán bộ chúng ta không thể làm sáng tỏ vụ án này nên mới thay đổi thế, thay đổi khẩu vị có lẽ không giống nhau. Cán bộ ở đây liên lụy đã nhiều, phá án cũng sợ này sợ kia. Hà Trấn Nam thản nhiên nói, trong tay điếu thuốc đang hút dở. Bọn họ không tin tưởng cán bộ ở đây thì chúng ta cũng nên đấu tranh chứ. Khang Văn Sinh khó mà cho qua ý nghĩ đó. Nói thế cũng đúng, nơi hoang dại này tự nhiên lại cắm một người mới đến, lần này Lý Quốc Hùng bận rộn rồi. Bí thư Hà, tin này ngày mai có phải đăng lên không? Trưởng ban tuyên truyền Phan Kim Ngọc tay cầm một bản tin nói. Đăng, sao lại không đăng? Việc này đã truyền khắp thành phố rồi, có muốn che giấu cũng không được, mà cũng phải cho người ta cảm nhận cái cảm giác di chương. Hà Trấn Nam nói, vừa nghe đến Lý Quốc Hùng là ông ta đã chẳng thoải mái gì. Mặc dù nói hội nghị thường vụ là một mình nắm trong tay nhưng sự tham gia đột ngột của Diệp Phàm, khiến bản thân không những thiếu đi một trợ thủ mà cong thêm một nhân tố không xác định. Hà Trấn Nam thấy có chút phiền lòng. Thực ra, với một người ngoài đến, chúng ta không nên nghĩ quá nhiều về anh ta. Anh ta chẳng phải đã nói trong nửa năm phá vụ án này, không phá được thì sẽ bỏ chức cảnh sát đấy sao, có lẽ đó là câu nói bộc phát sau khi bị đập trứng gà mà thôi, tôi chắc giờ anh ta đang hối hận lắm. Nói ra thì dễ nhưng để cho qua đi thì khó, thành phố chúng ta có đến mấy trăm nghìn dân cơ mà, ha ha. Người nãy giờ không lên tiếng đồng chí phó bí thư đảng ủy Mã Bách Sinh đột nhiên lên tiếng cười ha ha. Nếu sếp Mã cũng đã nói ra rồi, thì chúng ta còn phải đợi nửa năm. Nhưng hội nghị thường vụ chỉ cần anh ta không quá đáng thì chúng ta cũng sẽ chú ý, đừng ép người ta sang bên Lý Quốc Hùng, lại còn cả Thái Chí Dương cũng phải tính kế, có khi bất ngờ chơi thủ đoạn nhỏ lại có thể chọc người ta phiền lòng. Khang Văn Sinh nói, cứ ngồi đấy mà chờ đi. Hà Trấn Nam nói xong rồi không nói gì nữa, cả phòng lại lặng im cả. Nửa năm phá án, điên rồi. Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Châu La Bình cũng là ủy viên thường vụ thành phố. Đang nói chuyện với Lý Quốc Hùng. Chủ tịch, ông có cảm thấy kỳ lạ không? Người này quá trẻ. Phó Chủ tịch thành phố Thôi Minh Khải và Lý Quốc Hùng là số 1, số 2 cạo chính quyền thành phố, được người ta gọi là đôi sao. Hai người này cơ bản nắm hoàn toàn quyền trong tay. Mà, mặc dù nói Hà Trấn Nam nắm quyền trong hội nghị thường vụ, nhưng đôi khi tham gia vào chính quyền thì như trứng chọi đá. Vì thế mà gần đây ông ta chỉ muốn đánh bại đôi sao Thôi Minh Khải và Lý Quốc Hùng. Cái giá của người trẻ tuổi là ở cái miệng. La Bình thản nhiên nói. Anh La,
đừng có nhìn vào bề ngoài mà đánh giá, người ta trẻ nưng từ Nam Phúc mà về Ngư Đồng để điều tra thì phải có tài năng, không có tài thì làm sao làm được. Có những chuyện cần phải cẩn thận, việc lần này rất lớn đó. Giọng điệu Lý Quốc Hùng không biết là đang khen hay là châm biếm. Có chút kỳ quặc, lẽ nào một đồng chí tỉnh ngoài đến mà trưởng ban cố phải đích thân đi cùng sao, thật là không hiểu nổi. Thôi Minh Khải cười nói. Lý Quốc Hùng cũng nghe thấy, nhíu mày nói. Có lẽ đồng chí đó chưa quen nên cấp trên coi trọng một chút. Tuy nhiên Trấn Bố Hòa đến cũng có chút sâu xa. Là nhân vật số một của Sở Công an tỉnh mà lại cùng người ta đến nhận chức. Có phải gần đây sở lại có động tĩnh gì, nhằm vào Ngư Đồng chúng ta sao? Vẫn là vụ thảm án 88 mà thôi. La Bình có chút không chắc, nhìn Lý Quốc Hùng rồi nói. Chủ tịch, với thái độ của anh ta thì chúng ta chỉ có 3 cách để xem xét. Quan sát trước rồi mới ra tay, người trẻ tuổi nên sẽ nông nổi, ví dụ như hôm nay anh ta nói ra trước cục cảnh sát, đấy là một ví dụ. Làm cán bộ rất sợ bị mắc lỗi lời nói, thái độ, giọng điệu, cho dù là bất cứ điểm nào đều không nên nói những lời đó. Bình tĩnh là điều kiện quan trọng để làm cán bộ, anh ta nói như thế là tự ép mình vào con đường chết, phá án là việc chưa chắc chắn được, những bí ẩn về phá án vẫn chưa giải quyết xong. Lý Quốc Hùng nghiêm mặt nói. Đến lúc đó không phá được án, không phải là giúp Hà Chấn Nam kiếm được vị trí đó sao? Xét về tư cách thì Mã Bách Sinh mới là người có tư cách nhất. Coi như lần này đã bị Diệp Phàm đi trước một bước. La Bình, anh nói xem, anh ta có thể đùa giỡn hay không? Thôi Minh Khải cười nói, nhấp chén trà. Chắc chắn rồi, nhanh chóng loại bỏ tên họ Diệp kia chưa chắc đã là hay. Ngày trước Mã Bách Sinh từ vị trí cục trưởng, lên làm phó bí thư đảng ủy. Không thể ngờ rằng sau vài năm lại trở về vị trí cũ, ngày trước ông ấy đã nói với Hà Chấn Nam rồi, nhưng Trịnh Hà Minh theo Hà Chấn Nam, Mã Bách Sinh cũng chỉ than thở cũng chưa lên tiếng. Cứ nghĩ đến vị trí Trịnh Hà Minh là ông ấy nghĩ nắm chắc rồi, nhưng không ngờ một con ngựa ô làm kinh thiên, Mã Bách Sinh buồn bực muốn chết. Không lâu, cục sẽ xảy ra sóng gió gì, người mà ông Mã sắp xếp trong cục không phải số ít. Mấy người được ông ta đề bạt làm phó cục trưởng. Ngày trước Trịnh Hà Minh kiêm chức cục trưởng, có Hà Chấn Nam áp chế, nên Mã Bách Sinh không dám sinh sự, chỉ có thể dở vài thủ đạo ẩn nhỏ để chơi lại Trịnh Hà Minh, kiếm chút lợi ích. Bây giờ thì đã khác rồi, nếu Diệp Phàm không theo từng bước của Hà Chấn Nam thì cục công an thành phố có nằm trong tay ông ta hay không cũng rất khó nói. Về phương diện này, chúng ta còn có cơ hội hay không? La Bình nhìn Lý Quốc Hùng nói, việc quan trọng này vẫn cần chủ tịch chú ý đến. Chương 1116, thăng chức. Nếu Mã Bách Sinh chơi âm thì chúng ta chơi dương, tin chắc rằng người ta sẽ không thích âm mà thích dương thôi. Bởi vì dương sẽ có lợi cho ông ta phá án. Còn âm sẽ cản trở việc phá án, đều đã nói ra rồi, sau nửa năm mà không phá được án thì sẽ tự rút lui, mà việc đáng sợ hơn lại là con đường thăng quan tiến chức của anh ta sẽ thảm hại, ha ha. Lý Quốc Hùng cười, cả ba người cùng cười. Đúng thời gian đó, ánh đèn buổi tối vẫn là lói trong phòng Diệp Phàm, viên cảnh sát mập đứng bên cạnh có chút không yên. Người này chính là chủ nhiệm an vệ dân của tòa nhà chính quyền thành phố, việc hai đứa bé tặng hoa là do anh ta sắp xếp. Nhưng không ngờ thằng bé Đỗ Tiểu Phong lại úp cho hắn ta cái sọt lớn như vậy, suýt chút nữa quả tim của an vệ dân cũng nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này bị Diệp Phàm gọi đến, khuôn mặt an vệ dân như cho tàn, cúi đầu chuẩn bị nghe cơn bão phê bình. An vệ dân trong lòng thấu hiểu, trầm mặc cũng không đủ. Không mơ đến chuyện đề bạt, vấn đề là vị trí chủ nhiệm còn giữ được hay không? Có vẻ là rất căng. Chuyện Đỗ Tiểu Phong rốt cuộc là thế nào? Anh hãy nói cụ thể cho tôi xem. Nếu có tiền liệu liên quan thì càng tốt. Diệp Phàm thản nhiên nhìn anh ta, đương nhiên là dùng ánh mắt đáng sợ rồi nếu không thì còn ai phục hắn nữa. Tôi cũng đã sắp xếp lại rồi, còn có cả tư liệu về vụ thảm án 88, nhưng không có mệnh lệnh của bí thư, nhành có liên quan không đưa tài liệu. Ví dụ như đội cảnh sát, khu trị an, họ đều nói tài liệu đó phải được bảo mật, nếu có chỉ thị của cấp trên thì anh mới được mang tài liệu đi. An vệ dân hai tay đưa lên một văn bản. Thái độ rất cung kính, liếc mắt nhìn trộm Diệp Phàm, không dám nhiều lời. Diệp Phàm tiện tay lật xem tài liệu. Vụ án này tổng cộng chết bao nhiêu người? Diệp Phàm vừa lật xem vừa hỏi. Tất cả là 10 người, nhà Lý Đinh Ngư ở khu Đông Hà chết 3 người, chỉ còn một người sống sót là con gái của ông ấy Lý Nguyệt, nhưng cô ấy đã phát điên rồi,
hiện đang cho đi lang thang, nghe nói có khi tối còn ngủ cùng vài tên ăn mày. Ngày trước khi cục trưởng cũ điều tra phá án có lệnh chúng tôi đi tìm cô ấy, nhưng thực sự là cô ấy đã điên. An vệ dân cẩn thận trả lời. Đã đưa cho tỉnh kiểm tra chưa? Các anh sao có thể khẳng định chắc chắn như vậy được? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Dạ không. An vệ dân thành thật trả lời. Không, vậy các anh dựa vào cái gì để chắc chắn cô ấy điên? Đúng là hồ đồ, với cái kiểu phá án theo cảm tính như cảnh sát thành phố thế này sớm muộn cũng làm cục cảnh sát không ra sao. Diệp Phàm tỏ kẻ phẫn nộ, không thể chịu được kiểu làm việc điều tra qua loa mà đã kết luận của các đồng chí trong cục công an. Ngày hôm đó, chúng tôi chính mắt trông thấy cô ta, nói ra thật ghê tởm. An vệ dân có chút đồng cảm. Nhìn thấy gì, mau nói xem. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lúc đó cô ấy giơ tay ra, lấy những thứ trong máng lợn nhà người ta, ví dụ như cơm đã chua, bánh bao mốc, để ăn, nhìn thấy mà chúng tôi chỉ muốn nôn. Hơn nữa, việc đó chưa coi là gì, thật đáng thương, trong máng lúc đó còn có cả phân lợn, cô ấy quyệt một cái cười rồi ăn. An vệ dân than thở, nhìn Diệp Phàm, rồi lại nói. Lý Nguyệt ngày trước đã tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát hình sự, được phái đi làm việc một năm, không ngờ lại xảy ra chuyện như hôm nay. Trong cục không quản cô ta sao? Diệp Phàm nhíu mày nói. Quản, việc này biết quản thế nào, không quản được thưa bí thư Diệp. Cô ấy vừa nhìn thấy người đã gọi, đã hét loạn lên, chúng tôi muốn đưa cô ấy về trại tâm thần nhưng cô ấy không chịu, chỉ trong hai ngày đã chạy mất. Mà còn dọa cả viện trưởng viện tâm thần khiến ông ấy không dám nhận cô ta. Nghe nói khi trong viện cô ta điên cuồng la hét, chạy nhảy, lại còn chơi cả trò cắt cổ tự sát hay truy sát giết người, mà cô ấy lại tốt nghiệp cảnh sát, thân thủ cũng rất tốt. Cộng thêm bị điên nên càng có sức mạnh đáng kinh ngạc. Hai viên cảnh sát thông thường của chúng ta cũng không khống chế được cô ta. Cho nên, việc này chẳng ai dám nhận cô ta, nếu gây ra án mạng. Dù nói là điên nhưng cũng phải bồi thường tiền. An vệ dân lắc đầu than thở. Nếu có thể chăm sóc thì chăm sóc, dù gì thì cũng là cùng ngành cả, tinh thần chủ nghĩa nhân đạo chúng ta đều biết, việc này anh xem lại đi. Diệp Phàm phẩy tay, không muốn nói chuyện Lý Nguyệt nữa, nói tiếp. Tiếp tục nói đi. Cha Đỗ Tiểu Phong là Đỗ Lâm, vốn là trưởng phòng giám sát cục địa chính thành phố, mẹ cậu ta là Dương Nguyệt Mai, là một giáo viên tiểu học. Ngày hôm đó, khi xảy ra hỏa hoạn, kết luận ban đầu cho rằng vụ hỏa hoạn là do nổ ga, Đỗ Lâm vẫn còn thở được, và đưa đến bệnh viện nhưng không lâu sau thì chết, Dương Nguyệt Mai chết ngay tại chỗ. May mắn là đứa nhỏ Đỗ Tiểu Phong bướng bỉnh này, nửa đêm còn nhớ chiếc cung bắn chim vẫn để quên trên mái nhà, nên đã ngầm trèo lên lấy. Rồi trèo lên, sau đó nghe thấy tiếng nổ lớn, về đến nhà thì nhà đã thành biển lửa. Hiện ra đống đầu lâu. Chỉ trách mẹ cậu ta không đóng van ga cẩn thận. Nhưng Đỗ Tiểu Phong luôn la hét cha mẹ bị hại, luôn gây náo loạn. Sau này Bộ Công an không phải cũng hạ lệnh, cử người điều tra nhưng cũng không điều tra được gì. Đỗ Tiểu Phong đã không gây loạn nữa, tỏ ra rất ngoan, nghe nói cậu bé còn là top 3 học sinh giỏi nhất thành phố. Cho nên hôm nay tôi mới sắp xếp việc tặng hoa, nhưng không ngờ lại xảy ra việc này. Bí thư Diệp, xin hãy phê bình tôi. Tôi làm việc không đến nơi đến chốn, xin bí thư cứ trách phạt. An vệ dân cúi đầu nói. Ừ, việc này còn phải xem, dù rằng trước kia Đỗ Tiểu Phong một mực làm loạn, chắc chắn ngày đó đã biết chuyện gì, cậu ta có nói gì không? Diệp Phàm hỏi, đưa điếu thuốc cho an vệ dân, chủ nhiệm An trong lòng vui vẻ, nhanh chóng lắn đầu nói khi nãy đã hút nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút, Diệp Phàm cũng không để ý đến anh ta nữa. Nó không nói gì cả. Việc này có chút kỳ lạ. Đội trưởng Cao Bình của đội cảnh sát hình sự đích thân đi 3 lần nhưng nghe nói đều không hỏi được gì. Người ta cho rằng đứa bé này vì cả bố mẹ đều chết nên lấy lý do làm loạn thôi, ông ấy cũng thông cảm, không so đo với cậu bé gì cả. An vệ dân lắc đầu, nhìn Diệp Phàm rồi lại nói tiếp. Mà cùng một đêm hôm ấy, ở khu Tây Hà cũng có 5 người chết. Tình cảnh mấy người đó thì tôi không rõ, việc này bí thư cứ hỏi đội trưởng Cao là biết hết. Từ đầu đến cuối anh ấy đều nắm rõ. Đúng lúc đó điện thoại vang lên. Người anh em, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi, ha ha. Âm thanh trong điện thoại kia chính là của Túc Nhất Tiêu. Ngày trước, quan hệ hai người đột nhiên tăng mạnh. Vì thế, nói chuyện thuận tiện hơn, có chút giọng bằng hữu cũ. Tôi mới phải chúc mừng anh đấy.
Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Chúc mừng cái gì, chỉ là chức phó sở, còn kém xa so với ông em. Túc Nhất Tiêu cười lớn tiếng. Cũng vậy mà thôi, cùng cấp cả. Diệp Phàm nói. Cùng cấp, thế chúng ta đổi vị trí cho nhau thế nào? Anh là ủy viên thường vụ thành ủy, tôi là phó chủ tịch thành phố cuối cùng, nói trắng ra là đến nơi này, không quen chút nào, nếu muốn nói đến quyền thực thì đến chủ tịch thành phố cũng không bằng. Ngày tháng này, nếu qua được mới thật là vất vả. Xem ra Túc Nhất Tiêu không thấy có gì hay ho, khả quan. Nhưng Diệp Phàm ngầm ngạc nhiên với anh ta, không ngờ ở Đức Bình xảy ra chuyện bê bối như thế, mà người ta lại chịu đựng được, chạy tới Ngư Đồng, mà lại còn thăng quan tiến chức, trở thành phó chủ tịch thành phố. Trò đời, thật không hiểu nổi ra sao. Sự việc như này cũng đã quen mắt ở Trung Quốc này rồi, chẳng có gì kỳ lạ cả. Thường một vị cán bộ nào đó phạm phải vụ gì ở địa phương, lại chuyển đến nơi khác làm lãnh đạo, có lẽ người ta được đề bạt theo kiểu gì đó. Ha ha, được thôi, chúng ta đổi vị trí đi, chỗ này cũng chẳng tốt gì. Việc hôm nay chắc chắn anh cũng nghe nói rồi, anh nói xem có đúng không? Diệp Phàm tỏ vẻ chua xót. Đúng, nói được thì cũng được, nhưng ông em à, nay nói ra câu đấy có vẻ không hay cho lắm, việc này như thể tự mình ép mình vào bước đường cùng rồi còn gì. Ông anh này còn hơn em vài tuổi, cũng muốn nói cho em biết. Làm việc gì cũng đừng nói đến chê, làm gì cũng phải chú ý bình tĩnh mà đối mặt. Em xem, những cán bộ mặc kệ không làm việc hay không chịu làm cũng không có ai tự mình ép vào chỗ chết, luôn giữ cho mình một không gian riêng. Có rất nhiều việc bản thân không thể dự phòng được. Huống chi thảm án 88 như câu đó khó giải, nghe nói Bộ Công an đều không có cách gì huống hồ một thành phố Ngư Đồng nhỏ bé, bọn họ có thể giữ người đi sao, em cần gì phải lấy tiền đồ của mình đánh cuộc với ngày mai. Có lẽ chuyện hôm nay đã có người nào đó sắp đặt, người ta muốn dùng chữ kích, một khi không chú ý thì muốn sửa lại cũng khó. Nghĩ xem, giờ người anh em trong thế bị động, đoạn đường của chúng ta còn dài lắm, không thể vì chuyện nhỏ này mà làm hủy hoại đúng không An Hem. Túc Nhất Tiêu giọng thân thiết quan tâm Diệp Phàm. Thực ra, từ khi ra khỏi nhà Diệp Phàm, biết thân phận Lô Vĩ, Tề Thiên, Túc Nhất Tiêu đã cúi đầu chịu thua, biết rõ ràng tài năng của Diệp Phàm. Bạn bè của anh ta đều là người có tiềm năng, Túc Nhất Tiêu thậm chí thấy được hình thức tập đoàn quan hệ với họ Diệp, vì thế, dần dần có động cơ tiếp cận, tạo quan hệ tốt với Diệp Phàm. Vì thế mà sau này thường xuyên điện thoại cho Diệp Phàm. Cuộc sống này ai cũng chỉ vì chữ lợi mà sống, nếu không có lợi thì cũng chẳng nói được gì có lý. Túc Nhất Tiêu là một người bình thường, đương nhiên cũng không thể thoát nổi vòng vây của chữ lợi. Không cần phải nói chuyện đó, người nào có thể chạy. Vụ án này, cũng không thể kéo dài thêm nữa, nếu có kéo dài thì tôi cũng không còn mặt mũi nào ở lại đây. Người bị hại đã thảm lắm rồi, tôi thấy người ta sống không bằng chết, trước tiên hãy ép bản thân vào con đường lui lại, biết đâu vẫn còn một con đường thoát. Anh Túc, sống một đời người cũng cần phải làm gì đó đúng không? Cho dù có là thất bại thì đó vẫn là cách làm người của tôi. Hôm nay cậu bé đó đã khiến tôi chấn động lớn, nếu còn có thể vững vàng thì tôi đã thành thánh nhân rồi. Có lẽ, anh là người ngoài anh có thể bình tĩnh, và đương nhiên tôi cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở. Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh,